Nàng ngắm nhìn bốn phía, không gặp Thiên Tinh Cung nổi danh nhất thiên tài Phạm Tinh Nghiên, có chút nghi ngờ cùng tò mò. Trưởng lão kia nói, tiểu thư trên đường gặp phải một người bạn, trì hoãn chút thời gian, phỏng đoán sau đó liền đến, Nhược Tuyết giáo chủ không cần nóng nảy, các người muốn kiến thức tiểu thư võ đạo thần thông, ngày hôm nay tất có thể thấy, ta Thiên Tinh Cung sẽ không để cho các người thất vọng. Nhắc tới Phạm Tinh Nghiên thời điểm, trưởng lão kia trong giọng nói mặt, tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Chung quanh Thiên Tinh Cung các đệ tử, cũng là người người lộ ra sùng kính thần sắc. Ở bọn họ trong lòng, Phạm Tinh Nghiên là chí cao nữ thần vậy tồn tại. Hôm nay hỏi luận chiến, bởi vì có Phạm Tinh Nghiên tồn tại, bọn họ cũng là chí ở tất được, một bộ nắm vững thắng lợi hình dáng. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, mang Thiên Tinh Cung mọi người, đến trong đại sảnh đi, mở tiệc mời khoản đãi, chờ nửa giờ, nhưng cũng không gặp Phạm Tinh Nghiên đến. Phạm Tinh Nghiên từ đầu đến cuối không xuất hiện, cái này để cho Thiên Tinh Cung mọi người, có chút bất an, rất sợ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu như không có Phạm Tinh Nghiên mà nói, bọn họ cũng không có chiến thắng Tinh Nguyệt Thần giáo chắc chắn. Bởi vì Diệp Thần ngồi ở chỗ này. Diệp Thần lại đợi 15 phút thời gian, còn không gặp Phạm Tinh Nghiên đến, liền cười hỏi, Phạm Tiểu Thư lúc nào đến? Vậy Thiên Tinh Cung trưởng lão có chút chần chờ, nói cái này. Phỏng đoán Tiểu Thư rất nhanh sẽ tới, ta đã truyền ra ý chí, chúng ta lại chờ chốc lát. Diệp Thần khoát khoát tay, cười nói, không cần chờ. Không bằng chúng ta hai phái, bắt đầu trước so tài luận chiến, một bên tỷ võ, một bên cùng Phạm Tiểu Thư tới, há chẳng phải là tốt hơn. Trưởng lão kia nghe được Diệp Thần đề nghị, liền vội vàng gật đầu, nói, không thành vấn đề, vậy lần này tỷ võ, vẫn là chúng ta hai bên, các phái sai đệ tử, từng cái một đối lôi, từng tầng một sàng lọc, cuối cùng chọn lựa ra hạng nhất. Diệp Thần cười nói, không cần như thế phiền toái, các ngươi cùng lên đi, ta một người. Khiêu chiến các ngươi toàn bộ. Lời nói này rơi xuống, toàn trường kinh hãi, liền Hạ Nhược Tuyết cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Trưởng lão kia nói, luân hồi chi chủ, ngươi nói gì sao, ngươi muốn một người, khiêu chiến chúng ta toàn bộ người. Diệp Thần cười gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Hắn nhìn vòng quanh trong đại sảnh Thiên Tinh Cung đệ tử, yếu nhất là trăm gia cảnh, có hơn phân nửa là thiên huyền cảnh, vô lượng cảnh chỉ có le que mấy người. Hơn nữa đều là tiên quân cấp bậc. Chỉ ít người như vậy, Diệp Thần có lòng tin khiêu chiến toàn bộ, cũng không cần từng cái một tỷ võ như thế phiền toái, tốt nhất là cùng tiến lên. Chỉ cần thất bại bọn họ toàn bộ người, liền có thể trực tiếp đạt được Thôi Sán Tinh Hải ban phúc, đơn giản nhanh nhẹn, một bước thích hợp. Rất nhiều Thiên Tinh Cung đệ tử, nghe được Diệp Thần như vậy cuồng vọng nói, cũng là chấn động, không ít người lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ biết Diệp Thần rất mạnh. Nhưng nói muốn một thân một mình, khiêu chiến toàn trường, lời nói này, không khỏi quá mức cuồng ngạo, đơn giản là trong mắt không người. Phải biết, bọn họ cũng không phải là cái gì lính mất chỉ huy, mà là cùng ra một môn đệ tử, lẫn nhau tới giữa phối hợp ăn ý, thậm chí còn có thể ký kết trận pháp. Diệp Thần lấy chính là bách gia cảnh tầng thứ 6 tu vi, muốn khiêu chiến bọn họ toàn bộ người, ở bọn họ trong mắt, cái này cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Vậy Thiên Tinh Cung trưởng lão ánh mắt trầm xuống, thấy Diệp Thần như thế tự tin hình dáng, trong bụng ngược lại có điểm lo lắng bất an, chần chờ một tí, nói, luân hồi chi chủ, người thật là lớn khí phách, lại muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ người, nhưng tiểu thư nhà chúng ta còn chưa tới, không bằng cùng nàng đến, người lại khiêu chiến cũng không muộn. Diệp Thần cười nói, Phạm tiểu thư chậm chạp chưa tới, chúng ta tổng không thể làm chờ, không bằng như vậy, các ngươi cùng tiến lên. Chỉ cần có thể mò tới một tí quần áo ta, coi như ta thua, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, toàn trường một tiếng nổ, hoàn toàn nổ tung. Nếu như nói Diệp Thần mới vừa nói, chỉ là cuồng vọng nói, vậy bây giờ lời nói, thật là cuồng ngạo được gần như làm nhục người. Chỉ cần đụng phải ngươi quần áo, coi như chúng ta Thiên Tinh Cung thắng. Trưởng lão kia không thể tin, chỉ lấy là mình nghe lầm. Đúng vậy, không cần đánh bại ta cái gì. Chỉ cần mò tới một tí quần áo ta, coi như các ngươi thắng. Diệp Thần mỉm cười nói. Bót sát. Trưởng lão kia ly trà trong tay, trực tiếp ngã xuống đất, hóa thành nghiền. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng kéo kéo Diệp Thần vạt áo, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng cảm giác Diệp Thần hoàn toàn nói đùa. Tuy nói luân hồi chiến lực vô địch, nàng vậy tin tưởng, Diệp Thần có thể khiêu chiến toàn bộ người. Nhưng, Diệp Thần lại nói. Chỉ cần người khác mò tới một tí quần áo hắn,
coi như hắn thua, đây quả thực là ẩu tả, nói bậy nói bạ, đơn giản là điên rồi. Tại chỗ Thiên Tinh Cung các đệ tử, cũng là người người nghĩa phấn, cũng cảm giác được mình bị vũ nhục. Mặc dù luân hồi mạnh mẽ, bọn họ vậy sớm có nghe đồn, nhưng hiện tại Diệp Thần cuồng vọng tư thái, bọn họ tất cả mọi người đều ngồi không yên. Một người học trò nói, luân hồi chi chủ, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ta Thiên Tinh Cung coi như nhỏ yếu đi nữa, chẳng lẽ trên trăm người cùng tiến lên, còn không sợ tới ngươi quần áo. Lại có người cả giận nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật là lấn hiếp người quá đáng. Diệp Thần thấy quần tình công phẫn hình dáng, không biết làm sao cười cười nói, các vị an tâm một chút chớ nóng, ta chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng thôi. Vậy Thiên Tinh Cung trưởng nét mặt già nua sắc trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, ngươi xác định. Chỉ cần ta Thiên Tinh Cung đệ tử, có thể chạm được ngươi vạt áo, liền coi là ngươi thua. Diệp Thần nói, đúng vậy. Trưởng lão kia ha ha cười một tiếng, nói, rất tốt, nếu luân hồi chi chủ, có tự tin như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu tỉ võ đi. Diệp Thần cười nói, cầu không được. Hạ Nhược Tuyết chỉ lấy là Diệp Thần điên rồi, mấy lần muốn ngăn cản, nhưng đều bị Diệp Thần không thấy. Tỉ võ lôi đài, đã sớm xây dựng xong, ngay tại Tinh Nguyệt Thần giáo giữa quảng trường. Diệp Thần trực tiếp mang Thiên Tinh Cung người, đi tới trên quảng trường. Tất cả Thiên Tinh Cung các đệ tử, đều là hai tay bóp và xoa xoa, rất muốn dạy bảo một tí Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần mới vừa lời nói kia tiếng nói, thật là cuồng ngông đến làm nhục người bước, tại chỗ Thiên Tinh Cung đệ tử, đều là nín một hơi tức giận. Mà Tinh Nguyệt Thần giáo các đệ tử, nghe Diệp Thần muốn một mình xuất chiến, khiêu chiến Thiên Tinh Cung toàn bộ người, thậm chí điều kiện cũng là vô cùng điên cuồng, chỉ cần bị đụng phải một tí vạt áo coi như thua, người người tất cả đi ra xem cuộc chiến. Liền liền Nhâm Phi Phàm, Lá Tà Thần, Võ Giao các người, cũng không nhịn được đi ra hội, Ma Đế và Vũ Chỉ Giao vậy ở trong đó. Nhâm Phi Phàm chân mày nhíu chặt, hắn biết Diệp Thần tính cách, coi như lại cuồng ngạo phách lối, cũng sẽ không phách lối đến tình cảnh này. Dám sách lên như vậy điều kiện, tất nhiên là có tuyệt đối chắc chắn. Đạp, Diệp Thần dẫn đầu leo lên lôi đài, đứng ở một bên, khí định thần nhàn, mỉm cười mong xuống phía dưới Thiên Tinh Cung các đệ tử. Nói các ngươi cùng lên đi, mọi người đều rất bận bịu, cũng không cần phải lãng phí thời gian. Thiên Tinh Cung mọi người vừa nghe, nhất thời giận dữ quát mắng, rồi sau đó rối rít lên đài, vây quanh đem Diệp Thần vây quanh. Lôi đài diện tích khá lớn, nhưng Thiên Tinh Cung đệ tử toàn bộ lên đài, ước chừng hơn 100 người, cơ hồ đem lôi đài chen đầy, hoạt động không gian đặc biệt nhỏ hẹp. Như thế nhỏ hẹp không gian, đừng nói chiến đấu, liền liên chuyển thân cũng khó khăn. Mấy cái Thiên Tinh Cung trưởng lão, đứng ở phía dưới, thấy tràng diện này, đều là trố mắt nhìn nhau. Xem tình huống này, cũng không cần đánh, chỉ cần đám người đưa tay một cái, liền có thể bắt Diệp Thần, kết thúc chiến đấu. Như vậy đơn giản liền có thể thắng được, mấy cái này trưởng lão, tâm tình đều là tương đối ảo mộng, có chút không dám tin tưởng. Mà Hạ Nhược Tuyết, Nhâm Phi Phàm các người, nhìn trên lôi đài chi chít người đám người, sắc mặt đều là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần thực lực, nếu quả thật sống chết quyết đấu, bọn họ tin tưởng Diệp Thần có thể chém hết toàn trường. Nhưng, Diệp Thần nói lên điều kiện, là bị đụng phải một tí quần áo coi như thua, bọn họ chân thực không tưởng tượng ra, dưới tình huống này, Diệp Thần phải thế nào thắng. Các vị, các ngươi động thủ đi. Diệp Thần ở đám người bao vây hạ, chút nào không hoảng hốt, mỉm cười nói. Rất nhiều Thiên Tinh Cung đệ tử, ở hắn tiếng nói rơi xuống sau đó. Lập tức tức giận gào thét hô, tranh nhau chỉ sau hướng hắn xông lên đi giết. Khoảng cách Diệp Thần gần đây người, chỉ có 3 bước mà thôi, đưa tay một chút là có thể mò tới Diệp Thần. Ngay lập tức tới giữa, vô số bàn tay, vô số quả đấm, hướng Diệp Thần gọi tới đây, cũng không chỉ là muốn đụng chạm hắn quần áo như thế đơn giản, mà là từng chiêu có thể chết người. Thần Hy Chi Phong, nhanh! Diệp Thần thong thả, bóp một cái thủ quyết. Nhất thời! Một món màu xanh nếp sống, từ Diệp Thần trong cơ thể thả ra, ngay tức thì vờn quanh hắn toàn thân. Ở nơi này cổ màu xanh nếp sống vờn quanh hạ, Diệp Thần thân thể, vậy giống như hóa thành một món nhẹ gió, bay ra ngoài. Rất nhiều Thiên Tinh Cung đệ tử, đạp chết đi lên, nhưng nhào hụt. Vào giờ phút này Diệp Thần, hoàn toàn thành một món nhẹ gió, ở toàn trường di động trôi dạt, không có bất kỳ người có thể đụng phải hắn. Từng cái Thiên Tinh Cung các đệ tử. Quyền cước đao kiếm đều xuất hiện,
không những không đả thương được Diệp Thần, ngược lại ngộ thương người mình. Thần Hy Chi Phong, cái này vĩ đại thần vật, có thể để cho người hóa thân thành gió, vô hình vô tích, né tránh thế gian hết thảy công kích sát phạt, mọi thứ tổn thương không thêm thân, đặc biệt huyền diệu. À, lại là trong truyền thuyết vĩ đại thần vật, Thần Hy Chi Phong. Dưới đài, mấy cái thiên tinh cung các trưởng lão, thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Bọn họ rốt cuộc biết, tại sao Diệp Thần có tự tin như vậy, nguyên lai là chấp trưởng Thần Hy Chi Phong. Phong tỏa không gian, ngăn cản hắn nếp sống vận chuyển. Một cái trưởng lão kêu to lên. Trên đài rất nhiều thiên tinh cung các đệ tử, cũng là tỉnh hồn lại, vội vàng biểu hiện các bản lĩnh cao cường, phong tỏa trên lôi đài không gian, muốn giam cầm Diệp Thần nếp sống lưu chuyển. Cũng đi xuống cho ta đi. Diệp Thần cười hắc hắc, cũng không cùng đám người phản kích, lập tức thúc giục Thần Hy Chi Phong, nếp sống đổi được cuồng bạo, một hồi gió lốc từ trên lôi đài nổi lên, đem tất cả thiên tinh cung đệ tử, toàn bộ cuốn lên. Thiên tinh cung đám người lớn tiếng kêu lên, chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, bị gió lốc một quyển, lập tức bị thổi ngã liền dưới lôi đài, chỉ rớt được đầu óc quay cuồng. Các ngươi thua. Diệp Thần đứng yên bước chân, mỉm cười nhìn dưới đài thiên tinh cung các đệ tử, nói. Một món màu xanh nếp sống, như thanh long vậy quanh quẩn hắn chuyển động, để cho hắn nhìn như trôi giạt xuất trần như tiên người. Từ chiến đấu bắt đầu, đến tất cả thiên tinh cung đệ tử, toàn bộ bị Diệp Thần thổi bay xuống đi, cũng chính là ngay lập tức sự việc, chiến đấu cũng đã kết thúc, thắng bại kết quả cuối cùng. Rất nhiều thiên tinh cung các đệ tử, lảo đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy, đều là kinh ngạc chấn động ngạc, chố mắt nhìn nhau. Một cái thiên tinh cung trưởng lão, tức giận kêu lên, luân hồi chi chủ, người đây là chơi xấu. Chúng ta hôm nay là tỷ võ quyết thắng, người lợi dụng Thần Hy Chi Phong mánh khóe nhỏ, may mắn thủ thắng, lại coi là cái gì võ đạo chính tông. Chúng đệ tử cũng là phục hồi tinh thần lại, rối rít kêu lên, đúng. Đây là chơi xấu. Chiến đấu còn không kết thúc. Chúng ta đánh lại, muốn đường đường tránh tránh quyết đấu. Diệp Thần thấy đám người không chịu thua, nhất thời sắc mặt run lên, thanh âm vậy lạnh lùng liền xuống, nói các ngươi cứ như vậy muốn tìm cái chết sao. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần trên mình màu xanh nếp sống, bỗng nhiên đổi được cuồng bạo, như gió long đang gầm thét, hu hu vang dội, một cổ phong trụ ở sau lưng hắn hiện lên, thẳng ngất trời vũ, biến dạng hư không, cực kỳ nguy nga. Cảm nhận được cái này cổ cuồng bạo nếp sống, tại chỗ thiên tinh cung các đệ tử, người người biến sắc, đều là đánh hơi được hơi thở tử vong. Mãnh liệt như vậy gió bão, sợ rằng có thể đem thân thể con người xé thành mảnh vỡ. Mới vừa Diệp Thần chỉ là cầm bọn họ thổi bay, không hề sát thương, đã là hạ thủ lưu tình. Vậy mấy cái thiên tinh cung các trưởng lão, cũng là thần sắc đại biến. Cái này Thần Hy Chi Phong cuồng bạo khí tượng, hiển nhiên vượt quá bọn họ ý liêu. Luân hồi chi chủ, tức giận thế, thật là thần thông. Không bằng, ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Vừa lúc đó, bầu trời bên trong, truyền tới một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Chỉ gặp hư không nứt ra, một người mặc quần đỏ, tướng mạo thanh niên cô gái, cầm một chuôi ánh sao lấp lánh trường kiếm, từ trên trời hạ xuống. Trên người cô gái này, thấm ra vô cùng khí tức mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến vô lượng cảnh tầng thứ một. Hơn nữa huyết mạch thể chất đặc biệt đặc thù, có ngôi sao đại uy nghiêm, một hạ xuống, lập tức đem bốn phía mãnh liệt gió bão, áp chế xuống. Tiểu thư tới. Toàn trường thiên tinh cung các đệ tử, các trưởng lão, vừa nhìn thấy cái này quần đỏ cô gái, đều là lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, sau đó đồng loạt thi lễ kêu lên, cung nghênh tiểu thư. Vậy quần đỏ cô gái, hạ xuống trên lôi đài, cùng Diệp Thần rằng co, mỉm cười nói, luân hồi chi chủ, người khỏe à? Ta kêu Phạm Tinh Nghiên, thiên tinh cung đệ tử chân truyền. Tư thái cuốn lên hoạt bát, sáng rỡ thoải mái. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới vậy quần đỏ cô gái, nói, ngươi chính là Phạm Tinh Nghiên. Vậy quần đỏ cô gái cười nói, là ta, xin lỗi, trên đường thấy một người bạn, chỉ hoãn chút thời gian, tới trễ một chút. Diệp Thần hồ nghi nói, trên mình ngươi làm sao có thứ hai yêu cơ mùi. Đặc biệt là môi. Cẩn thận cảm ứng dưới. Diệp Thần bất ngờ phát hiện, ở Phạm Tinh Nghiên trên mình, lại có thứ hai yêu cơ mùi. Hai người nhất định là có tiếp xúc qua. Phạm Tinh Nghiên nghe được Diệp Thần mà nói, theo bản năng sờ một cái môi mình, rồi sau đó mặt đỏ bừng, hơi có chút kinh hoàng thất thố nói, ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta và yêu cơ tỷ tỷ chỉ là bạn bình thường.
Diệp Thần thật giống như nghĩ rõ ràng liền chút gì, ngẩn ngơ, rồi sau đó tự cười như không nói, thì ra là như vậy, người ở trên đường gặp phải bằng hữu, chính là yêu cơ cô nương sao? Phạm Tinh Nghiên gò má vẫn là đỏ bừng, thật giống như lại có chút thẹn quá thành giận, cắn răng nói, chuyện không liên quan ngươi, hôm nay ta Thiên Tinh Cung, cùng các ngươi Tinh Nguyệt Thần giáo tỷ võ luận đạo, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, đó chính là các ngươi thắng, tiếp chiêu đi. Dứt lời, Phạm Tinh Nghiên đột nhiên một kiếm đâm ra, như tinh quang nhanh như tia chớp, hướng Diệp Thần tim ám sát đi. Một kiếm này dị thường tàn bạo, đã vượt ra khỏi so tài tỷ võ phạm vi, đơn giản là sống chết tỷ thí vậy. Mọi người dưới đài thấy vậy, đều là kinh ngạc, không biết Diệp Thần làm sao đắc tội Phạm Tinh Nghiên, lại có thể làm được đối phương vừa thấy mặt, liền hạ như vậy sát thủ. Diệp Thần cảm nhận được Phạm Tinh Nghiên kiếm khí bén nhọn, cũng là trong lòng trầm xuống, âm thầm muốn, cô nàng này có chút lợi hại, không hổ là thiên tinh trong cung thiên tài, một kiếm này đã vượt ra khỏi phổ thông tiên quân tiêu chuẩn. Lập tức, Diệp Thần vậy không dám khinh thường, lập tức thức tỉnh 12 phần tinh thần. Phong kiếm, thiên điểu lôi đạo. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, thần hy chi phong ngay tức thì cô động hội tụ, hóa thành một cái xanh sâu kín phong kiếm. Ngay sau đó, Diệp Thần một kiếm chém ra, thi triển thái thượng 36 đạo lý thiên điểu đạo pháp, nhất thời liền gặp mãnh liệt lôi đình lực, hóa thành thiên điểu chảy xiết, hòa lẫn ác liệt lưỡi kiếm gió bão, lăn lăn về phía trước Phạm Tinh Nghiên chém chết đi. Diệp Thần một kiếm này cũng là động sát thủ, không lưu chỗ trống, đối mặt Phạm Tinh Nghiên này nhóm cường giả, bất kỳ do dự và nhân từ đều có thể tống táng mình. Ở thần hy chi phong ra chỉ xuống, thiên điểu đạo pháp lực sát thương, bùng nổ đến trước đó chưa từng có cuồng hãn bước, hơn nữa Diệp Thần trong cơ thể lôi bia lực lượng, đơn giản là lôi uy ngút trời, gió bão gầm thét, muốn tiêu diệt hết thảy. Phạm Tinh Nghiên thấy Diệp Thần bá đạo như vậy kiếm thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Nàng khó có thể tưởng tượng, lấy Diệp Thần chính là bách gia cảnh tầng thứ 6 thân thể, là làm sao có thể bộc phát ra như vậy hung hãn kiếm thế. Luân hồi huyết mạch nội tình, lại khủng bố đến tình cảnh này. Dưới đài xem cuộc chiến Thiên Tinh Cung các đệ tử, cũng là hoàn toàn chấn động ngạc. Bọn họ rốt cục thì chính mắt thấy được Diệp Thần thực lực, nếu như Diệp Thần mới vừa võ đạo bùng nổ nói, bọn họ sợ rằng đã sớm toàn bộ chết. Tại chỗ Thiên Tinh Cung đệ tử bên trong, không có bất kỳ người, có nắm chắc đối mặt như vậy sấm sét huy quang. Tinh thần biến, thiên tinh nghịch bay. Phạm Tinh Nghiên vậy cảm nhận được liền khủng bố, tiên quân cấp linh khí, toàn bộ tách thả ra ra, trên thân kiếm ánh sao lăn lăn, nàng lại là thi triển ra hồng hoang tám cấm bên trong cấm thuật, tinh thần biến. Cái này tinh thần biến cấm thuật vừa ra, trời xanh nhất thời cũng hóa thành tinh không, hào hùng tinh thần quy luật khí tượng, lăn lăn nổ tung. Phạm Tinh Nghiên khua kiếm liền gai ra, mỗi một kiếm đâm ra, đều có vô cùng ánh sao tách thả ra, nghịch bay ngất trời, cực kỳ nguy nga. Oanh! Hạ một sát, Diệp Thần phong kiếm sấm chớp mưa bão, cùng Phạm Tinh Nghiên tinh thần kiếm thế, hung hăng đụng vào nhau, ngay tức thì nổ ra vô cùng đáng sợ đợt khí, gió bão, sấm sét, ánh sao, không ngừng hỗn hợp nổ, làm người ta lộ vẻ xúc động. Đinh đinh đinh! Ở một cái chớp mắt này tới giữa, Diệp Thần cùng Phạm Tinh Nghiên, lại lẫn nhau giao phong vô số kiếm, cọ sát ra từng đạo đốm lửa. Hai đại thiên tài tỉ thí, làm được hư không nổ tung, quy luật bể tan tành, thiên địa tựa hồ cũng điên đảo, càn khôn hỗn loạn, làm người xem hoa cả mắt. Nhưng mà, đây đối với quyết, rất nhanh phân ra được thắng bại. Thiết ngai vàng, sắt thép quyền. Diệp Thần ở đấu kiếm tới giữa, điều động thiết ngai vàng hơi thở, tay trái nắm quyền, quả đấm hóa thành sắt thép. Hung hăng một cái thiết quyền, nện ở Phạm Tinh Nghiên trên đầu vai. Rắc rắc. Phạm Tinh Nghiên không tránh kịp, đầu vai xương cốt đều bị đập bể, thân thể mềm mại đổ bay ra, vô cùng chật vật rơi xuống lôi đài. Tiểu thư. Rất nhiều thiên tinh cùng các đệ tử, thấy Phạm Tinh Nghiên rớt ra lôi đài, đều là la thất thanh, lật đật đi qua đỡ. Người thua. Diệp Thần thu hồi phong kiếm cùng thiết quyền, dửng dưng nhìn phía dưới Phạm Tinh Nghiên. Không thể không nói, Phạm Tinh Nghiên đích xác là một thiên tài, lại có thể tiếp lấy Diệp Thần hai chiêu. Phải biết, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, phổ thông tiên quân đối mặt hắn, một cái ánh mắt cũng không tiếp nổi. Diệp Thần chỉ cần một cái ánh mắt, một cái ý niệm, liền có thể tiêu diệt phổ thông tiên quân. Phạm Tinh Nghiên có thể tiếp lấy hai người họ chiêu, đã có thể nói là hàng đầu thiên tài. Luân hồi chi chủ, chúng ta nói xong rồi tỷ võ,
ngươi nhưng dựa vào pháp bảo lợi hại thủ thắng, đây không tính là đếm. Một cái Thiên Tinh Cung trưởng lão, nhưng là không cam lòng lúc này nhận thua, tức giận bất bình cả giận nói. Hắn cũng không đồng ý Diệp Thần võ đạo, chỉ là cho rằng Diệp Thần pháp bảo quá nhiều, cho nên mới có thể đánh bại Phạm Tinh Nghiên. Diệp Thần thiếu chút nữa bị giận cười, không nghĩ tới đối phương lại còn không chịu thua, liền nói, ta pháp bảo cũng là ta võ đạo một phần chia, các ngươi còn không chịu nhận thua, vậy cũng tốt, ta không cần binh khí pháp bảo, lại cùng các người đánh, cũng giống như vậy. Phạm Tinh Nghiên hàm răng cắn môi một cái, lảo đảo lắc lư từ dưới đất đứng lên, nói, không cần, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng, ta nhận thua. Diệp Thần nói, à. Phạm Tinh Nghiên có chút không cam lòng nói, ngươi không hổ là yêu cơ tỷ tỷ nhìn chúng người, vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều là siêu phàm tuyệt thế. Dừng một chút, lại thở dài một tiếng nói, ta đời này, là vô luận như thế nào, cũng không theo đuổi ngươi. Tiểu thư. Nghe được Phạm Tinh Nghiên nhận thua, còn nói ra gần như vậy ưu tuyệt vọng lời nói, tất cả Thiên Tinh Cung đệ tử cùng các trưởng lão, đều là kinh hãi, không nói ra lời. Phạm Tinh Nghiên nhìn xem đồng môn đám người, cười khổ một tí, nói thôi, các vị, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, chúng ta Thiên Tinh Cung, là không thể nào đoạt được đầu tên, vẫn là muốn biện pháp tranh thủ hạng nhì cho thỏa đáng. Ý nói, nàng nói là hạng nhất thuộc về, tất nhiên là Diệp Thần. Thiên Tinh Cung đám người nghe, đều là yên lặng. Phạm Tinh Nghiên lại móc ra một tấm lệnh bài, ném cho Diệp Thần nói, đây là ta Thiên Tinh Cung lệnh bài, các ngươi cầm đi, thôi Sán Tinh Hải ban phúc, là của các ngươi. Lại nói, chúng ta đi, liền dẫn Thiên Tinh Cung đệ tử các trưởng lão, xoay người rời đi Tinh Nguyệt giới. Thiên Tinh Cung đám người tuy không cam lòng, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể rời đi. Trong lòng bọn họ thật ra thì cũng rất rõ ràng. Diệp Thần thực lực quá đáng sợ, coi như không cần binh khí pháp bảo, sợ rằng Phạm Tinh Nghiên cũng không phải địch thủ. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài kia, chỉ gặp trên lệnh bài mặt, khắc vũ trụ thiên tinh hình vẽ, mừng thầm trong lòng, thầm nói, đạt được thôi Sán Tinh Hải ban phúc, ta thực lực, lại có thể tăng tiến một phần. Tinh Nguyệt Thần giáo các đệ tử, thấy Diệp Thần thủ thắng, chính là người người hoan hô ủng hộ, trong miệng xưng tụng luân hồi uy vũ, một phiến vui mừng. Hạ Nhược Tuyết đi tới trên lôi đài mặt, cùng Diệp Thần ôm chầm một tí, kích động nói, Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi thực lực, lại có thể tăng lên tới tình cảnh này, liền Phạm Tinh Nghiên này nhóm cao thủ, đều bị ngươi ung dung đánh bại. Diệp Thần từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái, nói chính là một cái Phạm Tinh Nghiên, không coi vào đâu, chúng ta phải đối mặt kẻ địch, có thể so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Hạ Nhược Tuyết nghĩ đến Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Đa Bảo Thiên Quân các người. Trên mặt vui mừng cũng là thu liếm, dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta thắng Thiên Tinh Cung, có thể được thôi Sán Tinh Hải ban phúc, cũng là một phần không tệ cơ duyên, cùng Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu, nếu chúng ta có thể đoạt cúp, nhất định có đại khí vận thêm thân. Diệp Thần gật đầu một cái, đem vậy Thiên Tinh Cung lá bài tẩy, giao cho Hạ Nhược Tuyết, nói, vậy thôi Sán Tinh Hải ở địa phương nào? Chúng ta lúc nào đi tiếp thu vậy ban phúc? Hạ Nhược Tuyết nói, Thái Thượng Công Đức Chiến còn có một chút ngày giờ, cùng ít ngày lại xem, ta muốn cùng Tư Thanh trở về, chúng ta lại cùng đi tiếp nhận ban phúc. Lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, Kỳ Tư Thanh muốn đến vậy được mời, ta đã truyền ra ý chí, kêu gọi nàng trở về, không biết nàng tình trạng gần đây như thế nào. Trước đây, Kỳ Tư Thanh nói nghe được vận mạng chỉ dẫn, xuất ngoại tìm cơ duyên, đến hiện tại vẫn chưa về. Ở lại Tinh Nguyệt giới bên trong. Chỉ có Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh. Nói thật, Diệp Thần cũng có điểm thấp thỏm Kỳ Tư Thanh, lập tức liền gật đầu một cái, cũng muốn cùng Kỳ Tư Thanh trở về. Đáng tiếc, qua hai tiếng, Kỳ Tư Thanh còn không gặp bóng dáng, vẫn không có trở về ý, thậm chí liền ý chí đều không từng truyền đưa trở lại qua. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tu luyện chờ đợi lúc đó, đột nhiên, trong đầu một hồi thanh âm truyền tới. Bỏ đời tuyệt cảnh vị kia, xuất quan. Diệp Thần ngẩn ra, đây là hồn điển tôn vương Tiêu Ngục thanh âm. Rốt cuộc đã tới. Xem ra quá thần sự việc, cũng nên giải quyết. Diệp Thần không nói nhảm nữa, ý niệm động một cái, trực tiếp tiến vào bỏ đời tuyệt cảnh bên trong. Hắn hiện tại thành tựu bỏ đời tuyệt cảnh thủ hộ giả, tự nhiên có tùy tiện đi vào trong đó quyền lợi. Bỏ đời tuyệt cảnh bên trong, mây mù lượn quanh. Diệp Thần rốt cuộc gặp được Tiêu Ngục, chỉ bất quá hôm nay Tiêu Ngục thần sắc ngưng trọng. Tựa hồ có cái gì tin tức xấu.
Tiêu tiền bối, vẫn khỏe chứ, nhưng mà đỉnh thứ bảy có động tĩnh. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Tiêu Ngục nhìn một cái Diệp Thần, còn người đông lại một cái, hơi cả kinh nói, luân hồi chi chủ, cảnh giới của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí Tiêu Ngục còn mơ hồ cảm nhận được liền Diệp Thần trên mình rất nhiều thần vật lá bài tẩy. Hắn biết, mình vẫn là đánh giá thấp vị này mới bỏ đời tuyệt cảnh thủ hộ giả. Cái này tốc độ trưởng thành, phỏng đoán muốn không được bao lâu, thái thượng thế giới cũng phải thần phục. Diệp Thần cười một tiếng, khá là lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi tin tưởng ta có tư cách gặp một lát vậy đỉnh thứ bảy tồn tại đi. Vốn cho là Tiêu Ngục sẽ không so khẳng định, nhưng mà, Tiêu Ngục nhưng lắc lắc đầu nói, còn chưa đủ. Đỉnh thứ bảy vị kia đột phá, hôm nay ngươi thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tên kia cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại, thậm chí. Bỏ đời tuyệt cảnh đỉnh thứ bảy, vẫn là tên kia địa bàn. Diệp Thần lúc này mới ý thức đạo mình ban đầu liền nhỏ xem đỉnh thứ bảy tồn tại. Bỏ đời tuyệt cảnh lịch sử cực kỳ xa xưa, lại là thiên đạo không buông tha, hôm nay tới xem, thần bí này đỉnh thứ bảy tù khốn kẻ ác, thực lực vậy không thể khinh thường. Tiêu Ngục suy nghĩ sâu xa chốc lát, hay là đối với Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, nếu như cùng Thái Thượng Công Đức chiến sau đó tới phiên ngươi gặp tên kia, có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn. Diệp Thần cũng không dự định trì hoãn tiếp nữa. Quá thần hôm nay trạng thái cũng không thể một mực lại kéo. Huống chi, nếu như quá thần tỉnh lại, lấy hắn thực lực, tất nhiên có thể trợ giúp mình. Diệp Thần không suy nghĩ thêm, chậm rãi mở miệng nói. Không cần cân nhắc. Đỉnh thứ bảy, ta phải đi. Diệp Thần chắc chắn, hắn không chút do dự nào, cũng không có bất kỳ lựa chọn. Đỉnh thứ chín trên, cách mây mù vòng một ngọn núi nhìn ra xa đỉnh thứ bảy, một phiến đen nhánh đè đỉnh núi. Ngăn cách thần niệm dò xét, do là thần bí quỷ dị. Tiêu tiền bối, ta nếu như bỏ mình, người có thể tự đi rời đi. Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ một chút, bỏ đời tuyệt trong biên giới một tòa cự phong chấn độc, phủi xuống mảng lớn đá vụn nổ ầm, nhấc lên bụi bặm cuốn lên che trời, từng đạo ý chí biến thành gông xiềng hoàn toàn vỡ nát. Tiêu Ngục bị tuyệt cảnh nơi chấn áp thân xác, sẽ ở đó chỗ sâu, bị Diệp Thần thả ra. Mấy phen sống chung tới. Tiêu Ngục làm người hắn nhìn ở trong mắt, nhớ trong lòng. Tuy không biết năm đó duyên vì sao bị trấn áp tại này, nhưng hắn, đáng tân sinh. Lại không có để ý Tiêu Ngục ở sau lưng truyền tới dặn dò hoặc là cái khác, Diệp Thần chỉ là cười khoát tay một cái, một mình chỉ ảnh tung người nhảy lên, hướng đỉnh thứ bảy vòng ngoài đi. Chẳng biết lúc nào dậy, bầu trời bên trong bay xuống nổi lên tích tích lịch lịch giọt mưa, mờ mịt che đậy dưới chân núi Diệp Thần nửa vách đá tầm mắt. Rõ ràng mưa bụi dễ chịu, vạn vật mọc tùm, nhưng là không cảm giác được chút nào tức giận. Diệp Thần cảm giác sẽ không ra sai, đi ở nơi này giữa núi, trừ hắn ra, lại không bất kỳ vật còn sống, sức sống tẫn tán. Cùng lúc đó, đỉnh thứ bảy. Cảm nhận được liền sao, đã bao nhiêu năm, lại có người bỏ đi gông xiềng, thoát khỏi tuyệt cảnh phong ấn. Tựa hồ là đánh hơi được tân sinh mùi vị. Đỉnh thứ bảy tuyệt điên đạo thanh âm này vừa là kinh dị lại là mừng như điên. Cái thằng nhóc đó yên lặng một đoạn thời gian, nhìn dáng dấp trở lại một cái chính là mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Một món khác vắng vẻ thanh âm đáp lại. À, hắn đi địa giới của chúng ta tới. Cảm nhận được liền sinh linh hơi thở giao thiệp với đỉnh thứ bảy, giọng bên trong càng là có mấy phần được như ý ý. Xem ra chúng ta cũng có thể đi ra ngoài, ha ha ha. Ngoài ra vậy đạo không vắng vẻ thanh âm kêu, sớm có thể phá vỡ cái này gông xiềng, người cần gì phải như vậy cẩn thận. Minh không máu nhận, lưu chút lá bài tẩy vẫn là tốt, nơi này người, có thể không có gì hiền lành. Lập tức có thể rời đi. Vắng vẻ chỗ lần nữa truyền tới một đạo thần niệm, đừng đùa chết liền cái thằng nhóc đó là được. Bảy đỉnh bên trên, mông lung mưa bụi đem cả dãy núi không khí cũng đè xuống, hít thở khó khăn ướt át cảm lượn lờ Diệp Thần, như chết vắng vẻ. Tí tách, bên tai truyền tới chỉ có dập theo một khuôn khổ tiếng mưa rơi, vô hạn ở tuần hoàn. Nhịp bước dưới chân chậm lại, Diệp Thần vậy bắt đầu nhỏ nhẹ thở dốc. Ừ, cổ họng gian cảm giác thịt sống ngọt, liền hô ra hơi thở bên trong, đều là nhiều lau một cái màu máu. Cái này mưa có vấn đề. Diệp Thần vội vàng vận chuyển thiên tiên cá chép sao hóa giải, nhưng rất hiển nhiên, thiên tiên cá chép sao cũng bị lực lượng nào đó ức chế. Vù vù, nhận ra được khác thường trong nháy mắt, bên tai tiếng vo ve chợt vang lên, đâm xuyên qua Diệp Thần màng nhĩ,
tước đoạt thính giác của hắn. Trước mắt mưa bụi trong nháy mắt lấy thế lôi đình tràn ngập, che giấu đi về phía trước đường núi, 3 mét ra ngoài mục không đạt tới. Từng giọt sắp rơi xuống giọt mưa treo ở Diệp Thần con ngươi chỗ, cùng theo thời gian ở nháy mắt ngừng lại không ngừng phóng đại, hóa thành một cái cầm kiếm người đàn ông, thẳng hướng về phía hắn ngực khơi mào một đạo kiếm mang. Bất động thời không gian một cái chớp mắt bị Diệp Thần lấy không gian ý chí lực hóa giải, mới vừa khôi phục hành động, nhưng chậm hơn liền một bước, một giọt rơi xuống giọt mưa, vẫn là xuyên thấu hắn thân xác. Phịch! Diệp Thần thân hình tựa như bị to lớn lực đạo đụng, đổ bay ra, trước ngực một đoàn xương máu bạo tản ra. Trong nháy mắt kinh biến hoành xanh, sắp rơi xuống tại Diệp Thần trước người mỗi một giọt giọt mưa đều có linh vậy. Hóa thành chỉ có bản năng chiến đấu kiếm hồn cầm kiếm quơ múa giết mang. Một giọt một hồn, vô số ý định giết người ở Diệp Thần quanh thân không góc chết phong sát kiếm khí. Diệp Thần không do dự nữa, trong lòng câu thông thần hy chi phong, nhất thời thì có một món nếp sống, vần quanh thân, hắn thân như khinh yên vậy, phiêu phiêu miểu miểu đi những địa phương khác tránh. Diệp Thần không hề dự định động tới hơn lá bài tẩy bại lộ mình, dẫu sao cái này đỉnh thứ bảy vị kia chân thân còn chưa hiển lộ. Hắn suy tính sau này, vẫn là thu hồi thần hy chi phong, trong tay ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm. Chính là đạo linh lửa. Đạo linh lửa, Nhan Tuyền Nhi, phá. Ánh sáng phun trào, thần hoàng lưu chuyển ra thịt dưới, một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi lửa mang hóa thành khải, ngăn cản vô số mưa hồn kiếm mang. Tí tách, tí tách. Nguyên bản rủ xuống tí tách tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, quay lại hóa thành đinh leng keng làm chém thanh âm. Trước mắt trong suốt mưa hồn cua lượng sắc kiếm mang, từng đạo chém hồn kiếm khí liên miên không ngừng, lại mũi nhọn do có sâu hơn. Rắc rắc, đạo linh lửa khải trung cũng là không đỡ được cái này vô số chém hồn kiếm khí không góc chết ăn mòn, lan tràn ra một đạo liệt ngân. Khôi giáp dưới, một chút đỏ thẫm lại tràn ra. Cái này mưa trận chính là vật chết, không linh. Nếu như Diệp Thần giờ phút này thối lui ra đỉnh thứ bảy, có thể bình yên vô sự. Nhưng tình huống hiện thật nhưng là, hắn phải xông trận. Tiêu tiền bối từng nói, cái này đỉnh thứ bảy tà kiếm cửu chính là một đời kiếm tu, cái này mưa hồn cũng là kiếm hồn, nhìn như nhỏ bé giọt mưa rủ xuống, đều là một hồn, sát phạt lực kiêm cái nhưng số lượng đặc biệt là sâu hơn. Cái này khảo nghiệm, trừ lấy cùng kiếm ý hóa giải ra, thủ đoạn khác, chỉ là bảo vệ tánh mạng thôi. Diệp Thần trao mày, trong nháy mắt phân tích ra tình huống chiến đấu. Đạo linh lửa ở nơi này kiếm mưa hồn trận bên trong, cũng không quá chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Đã như vậy, kiếm nhất, ngàn giảm tuyết. Diệp Thần thi triển ra kiếm thứ nhất, nhất thời cuồng bạo gió tuyết, gào thét ra, băng lãnh như hàn xương vậy kiếm khí, hướng chung quanh tập sát đi. Kiếm 6, Thánh Vương phách giả. Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người linh khí thúc dục, trên thân kiếm toát ra hy quang, như phách tuyệt thiên hạ di Thánh Vương, quân lâm vũ nội. Kiếm khí uy thế, đột nhiên hung mãnh mười mấy lần, như muốn băng thiên vậy chém về phía chung quanh. Trong nháy mắt ùn ùn kéo đến cướp diệt lực cuộn sạch cả tòa đỉnh thứ bảy, từ Diệp Thần là trung tâm, màu đen đường vân một tầng tung lên rung động, ảnh hưởng đến chỗ, núi rừng hóa là cho tàn. Suy, từng giọt kiếm mưa hồn nhỏ xuống, dính liền kiếm đạo ý chí lực lượng vào tiêu tán tại trong vô hình, bị vô tận hủy diệt lực nơi làm tan rã. Có triển vọng. Diệp Thần khóe miệng vạch qua một nụ cười, thừa dịp hướng đỉnh thứ bảy chỗ sâu xuất phát. Có ý tứ, Trăm Gia Cảnh liền lĩnh ngộ cái này cùng kiếm đạo, trong đó còn hàm chứa bá đạo nhất hủy diệt lực. Bất quá, cái này còn không đủ. Âm thầm thanh âm rất có mấy phen vẻ tán thưởng, nhưng đối với Diệp Thần biểu hiện ra kiếm ý, ở hắn vị này tuyệt đỉnh kiếm tu trong mắt, cũng bất quá là tiếng chuông nhập môn, vừa qua khỏi hợp cách tuyến thôi. Như vậy, kế tiếp kiếm thị đây. Diệp Thần nhịp bước vẻn vẹn chỉ là bước ra trăm bước xa, ở đó mưa bụi mông lung chỗ sâu, hắn thấy được một bóng người đứng yên. Người đến thân hình phơi bày trong suốt vẻ, cùng hư không gần như hòa làm một thể, không cẩn thận nhìn xem, cũng sẽ bị khinh thường, nếu không phải hắn có khí tức còn sót lại, liền liền Diệp Thần đều là suýt nữa bị che đôi mắt. Kiếm thị thấy Diệp Thần dừng bước lại, hắn thẳng lắc người một cái ngược lại thì hướng Diệp Thần liều chết xung phong, một quyền đánh giết tới. Quyền phong đã tới phụ cận, trong suốt kiếm thị lâm trận biến chiêu, hóa quyền thành trưởng cách không nắm chặt, mưa lất phất mưa nhỏ ngay tức thì ngưng kiếm, đâm thẳng Diệp Thần cổ họng. Đinh! Sớm có phòng bị lòng Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm đón đỡ,
sắc bén mưa kiếm ở tiếp xúc luân hồi thiên kiếm ngay tức thì, dấy lên màu đen hủy diệt ý chí mang, kiếm thị thấy vậy, quăng kiếm trở lui. Rắc rắc, ở giữa rừng sum xuê bí mật lá khe hở lúc đó, thoáng qua từng đạo sấm sét màu tím ánh sáng, tỏa ra hắn kiên nghị gò má, mưa rơi càng ngày càng nghiêm trọng. Vèo vèo vèo, mưa lớn nhập trú giọt mưa rơi vào đất đai, cả tòa đỉnh thứ bảy địa thế đều là một hồi đung đưa, vô số đạo trong suốt sắc bóng người nhô lên, đều là kiếm thị. Tràn đầy núi mọc như rừng bóng người, ước chừng mấy chục ngàn đạo con ngươi từ bốn phương tám hướng chăm chú nhìn Diệp Thần. Rắc rắc, lại là một đạo tiếng nổ tuột xuống, bí mật mưa hóa nhận, vạn kiếm đều xuất hiện. Tới tốt, Diệp Thần hét lớn một tiếng, kính ngồi dậy cướp hướng thương khung, một mình nghênh chiến mấy chục ngàn cầm kiếm thị. Luân hồi diệt thiên trảm. Luân hồi thiên kiếm lấy quỷ dị độ cong chém về phía hư không, đem bỏ đời tuyệt cảnh bầu trời đều là mơ hồ xé ra một đạo lỗ hổng. Diệp Thần cầm kiếm đứng, cười nói, thế giới luân hồi, hệ tại ta thân một kiếm gian. Kinh khủng kiếm khí hàn trói lọi cả tòa đỉnh thứ bảy, nơi cướp chỗ từng đạo kiếm thị thân hình bạo tán ra, tích tích giọt mưa trào hướng Diệp Thần quanh thân, bị luân hồi thiên kiếm hấp dẫn, xếp thành một cái mênh mông biển khơi. Vạn kiếm về biển, hủy diệt lực nhập biển, đen nhánh một mảnh mênh mông kẹp theo hủy diệt hơi thở, ở Diệp Thần dưới sự dẫn đường, hướng trên 9 tầng trời bị tê liệt lỗ hổng đi. Núi biển nước, đầy trời. Một kiếm ra, màu đen giang hải rót ngược sông lên soát hoàn toàn biến dạng trên 9 tầng trời vậy đạo lỗ hổng. Oanh! Đỉnh thứ 7 bầu trời cấm chế trong nháy mắt bị hoàn toàn biến dạng, đầy trời mưa bụi bị hủy diệt lực nơi bay lên bốc hơi, một chút ánh sáng mặt trời xé ra tầng mây thấu chiếu vào mặt đất bên trên. Kiếm hồn mưa trận, tán. Có ý tứ, tên này cầm thiên tuyền lực tưới cấm chế chọc thủng, mưa hồn trận lại bị phá giải. Tà kiếm cựu thanh âm bên trong có vẻ vui sướng, quay lại hướng về phía Phục Tô Long Hồn mở miệng nói. Xem ra ngươi thuần triệt hồn lực, cũng không quá như vậy. Vậy đạo không vắng vẻ thanh âm hừ lạnh một tiếng, nhưng là nghi ngờ nói, không thể nào à. Thiên tuyền lực sao sẽ sợ tại hủy diệt ý chí. Tà kiếm cựu nhưng là lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm, lại thấy trong truyền thuyết kiếm ý luân hồi lại xuất hiện thế gian. Hắn chính là luân hồi chi chủ. Tà kiếm cựu thu hồi trước kia hài hước ý, ngưng trọng nói. Ta khảo nghiệm, hắn coi là thông qua, còn như có thể tới hay không đến đỉnh núi, liền xem vận mệnh của hắn. Phục Tô Long Hồn nhưng là mở miệng, vậy phiến tà hồn chính là vì phòng ngừa người ngoại lai xông vào, thằng nhóc này thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng tu vi không đủ, chúng ta có cần hay không? Tà kiếm cựu dừng một chút, một hồi lâu sau mở miệng nói, hắn vẫn không thể chết. Chúng ta kế hoạch, cần hắn tới mở. Diệp Thần thân hình một đường thẳng lên, nhìn như mờ mịt đỉnh thứ bảy, ở hắn một đường chạy như điên dưới, đã là thân thiệp đám mây, nhưng lại chút nào không nghe thấy đỉnh núi. Ừ, lại là hai tiếng tập kích bất ngờ, hắn dừng bước, nhìn xa trước mắt cách đó không xa, một đám mây bưng chỗ sâu lộ vẻ thanh tuyền. Đây là, thiên tuyền. Diệp Thần mừng như điên. Đỉnh núi chỗ, giống như thế ngoại đào nguyên, phong cảnh lộng lẫy. Cùng lúc trước đỉnh thứ 9 đỉnh phong so sánh, chính là thánh cảnh. Thiên nước suối dòng nước chảy ấm áp, tiếp xúc lại là cảm thấy một hồi tẩy linh hồn ôn hòa, chỗ cuối, một cái bạch long như ẩn như hiện. Vải lóe lên nhu hòa màn sáng, bao trùm ở hắn xuống thân rồng máu thịt mơ hồ có thể gặp, mạch lạc tinh vải, cùng thiên nước suối giao nhau dung, sáng mở tràn ngập. Đây cũng là và bốn đại tiên ao có chút tương tự, thậm chí ở một phương diện khác càng hơn. Muốn đến người sáng tạo tuyệt đối phi phàm. Người nào đến thăm? Bạch Long hiển nhiên chú ý tới Diệp Thần, hóa thành một dịu dàng như ngọc nam tử lôi cuốn một bộ bạch bào ra tắm, mái tóc dài ngâm nhuộm thiên nước suối, cũng là tản ra nhàn nhạt thần huy, được không mê người. Tại hạ Diệp Thần, đi cầu lấy thiên nước suối cùng Phục Tô Long Hồn máu tươi, cứu bằng hữu mệnh lệnh. Diệp Thần mở miệng kêu. Cứu người nào? Nam tử chân mày cau lại. Thần sắc phức tạp, hỏi. Thái thần đế hợi sán. Diệp Thần trả lời. Bạch Long biến thành nam tử thần sắc một hồi kinh ngạc, là hắn. Diệp Thần đem quá thần là một nói ra, lại là nói thẳng, nếu không có quá thần, thế gian chỉ thành luyện ngục, bá tánh nguy mất. Cũng được, chính là tặng cho ngươi một đạo bởi vì, ngày khác còn một cái thiện quả. Nam tử sững sốt cười một tiếng, hóa thành Bạch Long lại vào thiên tuyền, không lâu lắm. Mơ hồ có thể hôm nay nước suối sôi trào,
linh hoạt kỳ ảo trắng tinh thân rồng hạ, mạch lạc bên trong di động lau một cái đỏ tươi. Suy, đỏ tươi suối lóe lên một món kim mang, mấy giọt máu tươi cùng thiên nước suối hòa vào nhau phá lệ rõ ràng. Cầm đi. Chẳng biết lúc nào, nam tử dựng thân tại Diệp Thần sau lưng, dửng dưng mở miệng nói. Cảm ơn huynh đài. Thấy Diệp Thần muốn nói lại thôi hình dáng, nam tử nghi ngờ nói, ngươi còn có những chuyện khác. Diệp Thần lắc đầu một cái, cười nói, không có, không tới này trước nghe, cái này đỉnh thứ bảy đỉnh núi, có một vị tuyệt đại kiếm tu. Thấy Bạch Long nam tử không có động tĩnh, Diệp Thần tiếp tục nói. Kêu làm Tà Kiếm Cừu, tục truyền này người tính cách khá là cổ quái, lại. Diệp Thần đối diện Bạch Long nam tử cười một tiếng, mọi người lời đồn đãi, ta thí sát. Nghe vậy, Diệp Thần sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tiền bối là được? Bạch Long nam tử đưa mắt nhìn Diệp Thần, màu gian phun trào cao nhất chói lọi, chừng lại là có một cái chọc trời kiếm làm chống đỡ. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần thấy được một kiếm mở thiên tượng sức mạnh to lớn. Kinh thế kiếm tu. Đây là Diệp Thần cảm giác đầu tiên. Tính cách cổ quái, ngược lại cũng không giả. Tà Kiếm Cừu tự giễu cười một tiếng, chợt hướng về phía Diệp Thần nói, mưa hồn trận, biểu hiện không tệ. Nghe vậy giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Nói đến ta cũng không chuẩn bị giúp ngươi, bất quá vậy kiếm ý luân hồi, ngược lại là làm ta nhớ lại một người bạn. Nguyên đã cho là theo vậy thành trì táng diệt thế lúc đó, chưa từng nghĩ, lại là có truyền nhân tích chữ đời. Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, Tà Kiếm Cừu nói, không phải là thiên đạo chém ra bên trong cổ thành lớn sao? Mình kiếm ý luân hồi, vậy đúng là nơi đó lấy được. Tiền bối lại biết được. Diệp Thần muốn hỏi kỹ, Tà Kiếm Cừu nhưng là làm dấu chớ có lên tiếng, dù gì nói, thiên cơ không nói, huống chi chính là Chu Thiên Cử chỉ, thằng nhóc. Mau đi cứu người đi, chậm coi như không còn kịp rồi. Hắn chỉ tặng cho Diệp Thần mấy giọt máu tươi. Đa tạ tiền bối, cáo từ. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, hôm nay thiên nước suối cùng phục tô long hồn lực đã tới tay, cứu quá thần không cho lại kéo. Cảm ơn Tà Kiếm Cừu sau đó, Diệp Thần đường cũ đi vòng vèo, hướng chân núi phương hướng tập kích bất ngờ đi, lúc trước cướp sóng chi địa tình trạng bi thảm như cũ. Bất quá nhưng là lại không có vậy mưa nhỏ sương mù dày đặc che mục. Oanh! Oanh! Mắt xem tới đỉnh thứ bảy vòng ngoài, Diệp Thần nơi mi tâm, thủ hộ giả kim ấn lực nhưng là hiện ra khó hiểu đường vân, lóe lên không ngừng. Không gặp nguy hiểm. Dừng bước lại Diệp Thần mấy phen điều tra, xác nhận không có giao thiệp với hiểm cảnh, nhưng kim ấn lực đột nhiên hiện ra, hắn đánh hơi được một chút không giống tầm thường ý. Chẳng lẽ là khâu nào xảy ra vấn đề? Diệp Thần ngồi xếp bằng, đầu óc bên trong hồi tưởng đặt chân đỉnh thứ bảy bắt đầu một màn. Vậy tiểu tử lại có thể dừng lại. Một bóng người cách không nhìn nhau Diệp Thần, thấy Diệp Thần dựng thân tại sương mù dày đặc bên trong chậm chạp đi tới trước, ở cách vực sâu chỉ có nửa bước xa chỗ dừng lại. Lại có thể không bị lạc tự mình. Phục Tô Long Hồn kinh ngạc nói. Tà Kiếm Cừu nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói không, hắn đã bị lạc ở tà hồn cấm địa. Nhân tâm là một mặt tấm gương. Hắn có chút cầu, nơi đây có chút cần phải, vậy nửa bước vực sâu, chính là hắn nơi chôn xương. Phục Tô Long Hồn hỏi, tại sao sẽ dừng lại? Thông minh tiểu tử có lẽ phát giác dị thường, nhưng ta nói, tấm kính này, là chính hắn, cho dù là phát hiện đầu mối, cũng không cách nào khám phá. Phục Tô Long Hồn nhưng là đáp lại, lại xem một chút đi, ta thật là tò mò, hắn sẽ làm gì? Hình ảnh quay về. Không có sơ suất. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, mở mắt ra, nhìn quanh thân lúc trước cùng kiếm hồn đánh cờ lúc chiến trường, liền võ đạo của mình hơi thở dư âm cũng còn ở phun trào. Lại xem trong tay thiên nước suối cùng long hồn máu tươi, hắn hơn nữa chắc chắn, hết thảy các thứ này là chân thực. Cái tên kia là cái kiếm tu, kêu làm Tà Kiếm Cừu, tính cách cổ quái khó mà đoán, thí sát sinh linh vô số. Liền ban đầu thủ hộ giả đều là bị bầy một đảo. Một cái kiếm sắc bén, bị thiên tuyền tưới vô số trở nhúng linh, ta cũng không cách nào tưởng tượng, tên này hiện tại mạnh bao nhiêu. Diệp Thần đầu óc bên trong hồi tưởng lại đoạn thời gian này tới Tiêu Ngục nói từng chút. Tiêu Tiền Bối tuyệt sẽ không nói bừa, vô số lần cùng Tiêu Ngục giao tiếp, nếu thật là có dị thường, chỉ có này. Mặc dù thực tế trước mắt không giả, nhưng so sánh, hắn tin càng muốn tin tưởng Tiêu Ngục. Trở về xem. Diệp Thần đứng dậy,
ngước mắt nhìn một chút đỉnh thứ bảy đỉnh núi, lần nữa đi vòng vèo. Ừ, cái thằng nhóc đó lui ra. Phục Tô Long Hồn nhìn một chút đi vòng vèo Diệp Thần, lại quay đầu lại nhìn về phía Tà Kiếm Cửu, chỉ gặp cái trước đang vững vàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, giọng bên trong rất có mấy phen không tưởng tượng nổi. Rõ ràng lõm sâu tà hồn cấm địa bên trong, nhưng là hao tổn trở lại, thằng nhóc này đạo tâm thật là khủng khiếp, chẳng lẽ chặt đứt tim gông xiềng. Liền liền Phục Tô Long Hồn nghe vậy tất cả giật mình, mong xuống phía dưới vực sâu bên trong đi vòng vèo bóng người, che mục đích sương mù dày đặc cũng thì không cách nào ngăn trở Diệp Thần nhịp bước. Có ý tứ. Tiền bối. Diệp Thần lần nữa trở lại thiên tuyền, mới vừa cùng Bạch Long Tà Kiếm Cửu gặp nhau địa phương, nam tử lúc này đã mặc ngay ngắn, thần thái rất phong phú. Ngươi tại sao lại trở về? Thấy Diệp Thần, Tà Kiếm Cửu nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ muốn, vẫn là muốn mời tiền bối chỉ giáo một phen, vậy vô thượng kiếm ý khác ở ta trong lòng thật lâu không đi, tư tưởng không ra, muôn vàn khó khăn được việc. Diệp Thần cười nói. Ngươi muốn cùng ta so tài kiếm ý. Trong nháy mắt, Tà Kiếm Cửu lạnh giọng nói. Làm sao, không muốn. Diệp Thần nhìn nhau trước mặt nam tử, cường thế kêu. Tà Kiếm Cửu hỏi, duyên vì sao? Ta muốn xem, chính ta. Diệp Thần trầm giọng nói. Ở một chớp mắt kia, thủ hộ giả kim ấn tản đi, không lại lóe lên, cảm giác vô hình vậy giống như giải khai liền trong lòng cướp. Bạch Long nam tử Tà Kiếm Cửu cười lạnh một tiếng, chậm rãi hiển lộ tôn dung, bất ngờ chính là Diệp Thần hình dáng. Võ tổ đạo tâm, thảo nào lại liền nơi này cấm chế cũng có thể nhìn xuyên, lừa gạt giác quan nhưng là không vòng qua được viên kia minh tim. Một cái khác Diệp Thần cười to, nhưng là không chút phật lòng. Vậy thì như thế nào, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Diệp Thần cười lớn một tiếng, hướng về phía trước mặt Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi có thần hy chi phong, ta cũng có. Ngươi có luân hồi thiên kiếm, ta giống vậy kiêm cái. Luân hồi ý, đạo linh lửa, ta như nhau không rơi. Tà ác Diệp Thần lại là cười lạnh một tiếng, thần hoàng lưu chuyển ra thịt bên trên, con mắt lửa hoàng nóng rực thần mang lóe lên, trong tay luân hồi thiên kiếm đưa ngang ngực đứng. Ngươi không phải muốn so tài sao, tới à, xem ngươi có thể không thể giết chính ngươi. Ha ha ha, tà ác Diệp Thần bị phơi bày cũng là vui mừng không sợ, hướng về phía Diệp Thần khiêu khích nói. Nơi đây là ảo cảnh không thể nghi ngờ, có thể vì sao như vậy chân thực. Tựa hồ so phệ hồn châu còn khủng bố, thậm chí liền ta luân hồi thánh hồn ngày nay suýt nữa không có phát hiện. Lúc này chân chính Diệp Thần đã nhận thức được mình người đang ở hiểm cảnh, có thể chung quanh hết thảy, đều là chân thật như vậy. Cái này biết ta toàn bộ bí mật, có ta toàn bộ thủ đoạn, mới có thể tùy tiện lừa gạt ta, bao gồm thiên đạo chém ra chuyến đi. Tâm niệm vang lên, chưa từng lên tiếng đối diện tà ác Diệp Thần nhưng là nói tiếp, không sai, ta nói, ta chính là ngươi. Diệp Thần ngầm dò một tiếng không ổn, khu vực này, tên này tùy thời tùy chỗ có thể biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Sợ. Tà ác Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, diễu diễu nói. Hắn đã ý thức được, nhưng tựa hồ không cách nào thoát khỏi tà hồn cấm chế. Phục Tô Long Hồn nhìn phía dưới Diệp Thần cách huyên gầm thét. Tỏ ý Tà Kiếm Cửu muốn không nên ra tay, rất hiển nhiên, tà hồn đất cấm chế đã khởi động sát phạt cơ chế. Tà Kiếm Cửu khoát tay một cái, có võ tổ đạo tâm và chặt đứt khó khăn nhất tim chỉ gông xiềng, ta bây giờ đối với cái này đứa nhỏ cảm thấy rất hứng thú, lại xem. Nhưng hắn thân hình nhưng là tiến lên, khoảng cách Diệp Thần mấy trượng cách đó không xa dừng lại, hành động đã nói rõ hết thảy. Như lúc trước Diệp Thần là một con cờ mà nói, như vậy hiện tại. Hắn chính là bàn việc toàn cục viên kia. Tà Kiếm Cửu tuyệt không cho phép hắn bỏ mình. Chiến. Trên hư không, Diệp Thần cùng một cái khác thủ đoạn mình khoảnh hết sức, thần hỏa oai không phân cao thấp, đem một vũng thiên nước suối miễn cưỡng dung luyện hầu như không còn. Hủy diệt ý chí, hợp hai người song kiếm lực, đem cả tòa đỉnh thứ bảy một số gần như chặn ngang phá hủy, bỏ đời tuyệt cảnh trước mắt tan hoang. Kiếm ý luân hồi phun trào, nguyên mảnh không gian bên trong. Bốn mùa thay nhau, thời gian luân hồi, hai cái Diệp Thần từ đỉnh cấp luận đạo chiến tới đứa bé tư đánh, đều là thì không cách nào phân ra thắng bại. Thần Hy Chi Phong. Thần Hy Chi Phong. Lực kiệt hai người bắt đầu đánh giết, thân xác ở một quyền tiếp một quyền uy thế hạ vỡ nhỏ, lại đang âm ma thiên thạch khổng lồ khôi phục lực hạ gây dựng lại, không ngừng luân hồi qua lại. Ồ,
thằng nhóc này ở vực sâu sương mù dày đặc sát phạt dưới, lại tới ngay đây. Phục Tô Long Hồn nhìn hai tròng mắt đóng chặt, hơi thở rối loạn Diệp Thần, kinh ngạc hắn lại không có bỏ mình. Tà kiếm cửu hai quả đấm nắm chặt, chỉ cần có bất kỳ một chút xíu dị động, hắn sẽ thời gian đầu tiên ra tay cắt đứt tà hồn cấm địa áp chế. Hô! Hô! Hai cái Diệp Thần tê liệt ngã xuống đất, đều là lẫn nhau không làm gì được đối phương, chiến tới kiệt lực. Hụ hụ! Ha ha ha, người thua! Tà ác Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy, cười như điên nói, nơi đây bị hủy, người thần niệm vậy sắp vỡ nhỏ, cho dù là luân hồi thánh hồn trời, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Diệp Thần hàn mâu lóe lên thần huy, thì ra là như vậy. Cái gì? Tà ác Diệp Thần sửng sốt một chút. Người nhắc nhở ta, nếu nơi đây lấy ta thân biến ảo, lại làm một lần thế giới chủ lại ngại gì? Diệp Thần đứng dậy, trong mắt ý định giết người không ngừng. Vực ngoại, ta có thể lấy thân dẫn thiên đạo quy tắc vào cơ thể, đại lộ lực thêm thân một kiếm mở thiên uyên, hôm nay, ta lấy ta thân, làm tiếp nắm giữ. Nháy mắt tức thì, kinh khủng thiên địa ý chí bỗng nhiên đè xuống, tà ác Diệp Thần bị đại lộ quy tắc lực trấn áp, nhúc nhích không được. Kiếm 7, tạo hóa thiên hạ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, khua kiếm giết ra, sử dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 7. Đương thời kiếm chém ra, thiên hạ vạn sự vạn vật, tựa như đều bị trấn áp. Uy mãnh tạo hóa thần uy, dung chuyển hoàn vũ, cuốn lên mưa gió, cả thế giới cũng dung chuyển lên. Đây là Trảm Thiên Cửu Kiếm, lại còn có Lăng Tiêu Võ Ý. Tà kiếm cửu hoàn toàn thất thần, có Lăng Tiêu Võ Ý và Trảm Thiên Cửu Kiếm ra hỏa, có thể nói là đời này người tài, đây chính là ý nghĩa, hắn tương lai có thể có tiêu diệt nhất giới thiên địa năng lực. Nếu như hai mạnh đối lũy, một khối có thiên địa ý chí gia trì, đại lộ quy tắc phò hộ, há có thể liền được. Chúng ta đi thôi, vậy tiểu tử từ sẽ tỉnh lại. Tà kiếm cửu người nhẹ nhàng trở lui. Trong mắt đảo qua một bên Phục Tô Long Hồn, tỏ ý hắn cùng rời đi. Vậy không được tiểu tử, hắn. Nhìn Diệp Thần hình bóng, chưa mở miệng nói hết sức, thân hình đã là bị tà kiếm cửu kiếm ý bọc, bước lui ra tà hồn chi địa. Hụ hụ. Một hồi ho kịch liệt kẹp theo một chút máu tươi khạc ra, Diệp Thần ở một phiến sương mù dày đặc bao phủ hắc ám bên trong tỉnh lại. Nơi này, mới thật sự là đỉnh thứ 7 đường cùng. Diệp Thần đứng dậy. Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm năm cua múa, tản đi nơi đây yên lặng hắc phụ, lộ ra rãnh ngang dọc vực sâu. Thì ra là như vậy, một bước bước vào, vạn kiếp bất phục. Diệp Thần con người đông lại một cái, cẩn thận vẫn nhìn tà hồn chi địa, mình chẳng biết lúc nào, đã sớm bị ăn mòn tâm trí, lâm vào ảo cảnh bên trong. Mới vừa cổ lực lượng kia, lại so không thải điệp mộng còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ cái này tà kiếm cửu và không không có quan. Xem ra bỏ đời tuyệt cảnh sau lưng, vẫn bị mình đánh giá thấp. Lúc đầu hết thảy đều là một giấc mộng, như vậy chân thực. Mình luân hồi thánh hồn ngày nay không nhận ra được. Ở đó phiến trong ảo cảnh, mình đã lấy được thiên nước suối cùng long hồn linh, thiếu chút nữa thì cứu ra quá thần. Giỏ trúc rót nước một tràng không, nằm xuống tới nhưng là thiếu chút nữa một cước sắp nhập vực sâu bên trong. Diệp Thần nghỉ dưỡng sức một nén hương. Dựa vào luân hồi thần thân thể và bát quái thiên đan thuật nghịch thiên năng lực khôi phục thương thế trong cơ thể, chính là lần nữa lên đường, vượt qua vực sâu vô tận rãnh, hướng đỉnh núi chỗ lần nữa xuất phát. Chân chính thiên tuyền chi địa, đỉnh núi cũng không tưởng tượng bên trong lộng lẫy phong cảnh, ngược lại thì bởi vì quanh năm không hôm nay ngày, lại có thiên tuyền ở chỗ này, không khí bên trong phá lệ ấm khó nhịn. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, người đã làm xong quyết định. Phục Tô Long Hồn tò mò hỏi. Là hắn, người này chính là đời này người tài, cho dù là ta qua lại nơi ức bên trong, thiên phú có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Quân và Võ Tổ cực hạn, có thể chỉ là hắn khởi điểm. Tà kiếm cửu đối Diệp Thần biểu hiện, dành cho mình nhất đánh giá cao. Có thể hắn tu vi, quá yếu một chút. Phục Tô Long Hồn lo lắng nói. Cường đại tu giả, lấy người ta hôm nay tù nhân dung mạo. An có thể hoàn toàn nắm trong tay. Tà kiếm cửu hỏi ngược lại một lời, Phục Tô Long Hồn trầm ngâm hồi lâu, lại không lời chống đỡ. Tới, nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, hai người ánh mắt tỏ ý liếc nhau một cái, đều là dừng lại tranh luận. Người nào đến thăm? Vắng vẻ thanh âm vang lên. Diệp Thần nghe được cái này quen thuộc tiếng chất vấn, không khỏi được một lần, dương mắt nhìn lên,
nhưng là bị một màn trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trời mờ tối tế sử, thiên tuyền cùng giáp nhau trắng tinh sương mù bay lên, chiếu sáng lên cả ngọn núi điên, khoáng đạt cuồn cuộn thần huy từng đạo tràn ngập ra, ở đó hư không chỗ cuối, một bóng người đứng yên. Hắc y nhân đao tước mặt mũi hơi có vẻ lạnh lùng, hàng năm lôi thôi lếch thếch đưa đến gốc râu như cù long tu vậy mọc tùm, chữ thập đan mắt phượng bên trong kiếm ý bén nhọn làm được Diệp Thần một hồi lòng rung động, hắn dựa vào hư không bên trong. Ta kiếm cửu tiền bối. Diệp Thần dò xét tính hỏi, nghe người này tính tình cực kỳ cổ quái, khó mà đoán, vẫn là có lễ phép một ít cho thỏa đáng. Hắc y nhân không nói, nhìn về Diệp Thần. Thằng nhóc, người có muốn nhờ tới, lại coi thường bổn tọa. Một hồi vắng vẻ cười quái dị tiếng vang lên, Diệp Thần không khỏi hoảng sợ, quanh thân mồ hôi lạnh đổ chảy xuống. Tà kiếm cửu nơi nào là đứng hư không, mà là dẫm ở một đầu thánh thú trên đầu. Chỉ bất quá thú thân lớn, cộng thêm thiên tuyền hơi nước tràn ngập bay lên, không hiện kỳ hình thôi. Oanh! Thương khung làm run lên, tà kiếm cửu dưới chân mọi người ngẩng đầu một cái, một viên uyển như tinh thần vậy con ngươi từ mây mù chỗ sâu bay lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Là ngươi cái này đứa nhỏ, cái này đỉnh thứ bảy trên, nhưng mà rất lâu không có ai đã tới, luân hồi chi chủ. Nói thẳng ra Diệp Thần thân phận, cự thú nhìn về Diệp Thần con ngươi bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Phịch, thiên địa một hồi lay động, Diệp Thần dưới chân đỉnh núi đá vụn văng tung tóe, cả dãy núi đều phải làm ái mộ, bể tan tành. Một nửa thân thể phóng lên cao, mong không gặp cuối. Đây là, phục tô long hồn. Diệp Thần nuốt nước miếng, cái này cái gọi là long hồn, so huyết long đều phải to lớn. Suy rồi. Một nửa đuôi rồng từ đỉnh thứ bảy dưới chân dãy núi tránh thoát lên, lên như diều gặp gió, quanh quẩn thân rồng tựa hồ muốn lấp đầy cả tòa thế gian. Vậy đầu rồng bên trên hơi có vẻ lôi thôi hắc y nhân vẻ mặt lãnh đạm, mắt nhìn xuống Diệp Thần. Phục tô long hồn toàn thân phơi bày trong suốt vẻ, cùng lúc trước đỉnh thứ bảy hạ vậy cùng mình giao thủ vô số kiếm thị vậy. Trùng điệp chân trời bên ngoài thiên tuyền sông tắm, một phiến phiến vảy xuyên thấu hư không, phục tô long hồn quanh thân đi đôi với hư không lôi kiếp, cánh tay lớn bằng sấm sét phách đánh vào thân rồng bên trên, giống như ruồi muỗi ánh sáng, bị kích động dậy thiên tuyền nước ngập không. Tới tìm thiên tuyền, người có thể biết hiểu hậu quả. Đầu rồng bên trên, từ đầu đến cuối bình tĩnh hắc y nhân lên tiếng. Ta cần muốn cứu người. Diệp Thần kêu. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Tà kiếm cửu đối với lần này lơ đễnh, nói ta trấn áp tại nơi đây, cùng luyện ngục có gì khác biệt. Diệp Thần nghe được người quần áo đen nói bóng gió, nhướng mày nói. Ngươi muốn để cho ta thả ngươi đi ra ngoài. Đầu rồng trên bóng người cười ha ha một tiếng, yên tĩnh đỉnh núi trừ hơi thở rồng ra, liền chỉ có cái này không minh cho nên tiếng cười vang vọng. Thằng nhóc, ta nếu là lấy này là điều kiện, ngươi biết đáp ứng không? Tà kiếm cửu chân mày cao lại. Theo Diệp Thần lên tiếng nói. Thấy Diệp Thần yên lặng, hắc y nhân cũng là gương sáng vậy, nói ta biết ngươi tới đây là trời nước suối cùng long hồn linh, cái này khác biệt ta đều có thể tặng cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần ngước mắt nhìn về tà kiếm cửu, ánh mắt bên trong tràn đầy không rõ ràng. Yên tâm đi, ngươi là ta tìm được một vật, ta cho hai ngươi dạng bảo dược đi cứu người, rất công bình giao dịch. Tà kiếm cửu dứt khoát nói. À, Diệp Thần nghi vấn nói. Tà Long giết hồn kiếm. Kiếm này chính là tuyệt hung linh, ngày xưa từng theo ta cùng chinh chiến, nhưng tuyệt cảnh đánh một trận đánh rơi, thất lạc thái thượng thế giới, ta muốn ngươi giúp ta tìm về. Tà kiếm cửu nói thẳng sáng tỏ giao dịch. Hai tháng bên trong, nếu như ngươi có thể tìm được kiếm này giao cho ta tay, liền xóa bỏ, nếu như không tìm được, liền thả ta rời đi tuyệt cảnh. Phục tô long hồn con ngươi chớp mắt, trên đó bóng người lần nữa mở miệng nói, dĩ nhiên. Ngươi chỉ cần đáp ứng, hôm nay ta liền cho ngươi muốn, ngươi đại khả cách đi cứu người chính là. Hai tháng kỳ hạn. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, chợt nhẹ khẽ gật đầu nói, như vậy, ta ứng. Miệng nói không có bằng chứng. Tà kiếm cửu trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vui vẻ ý, truy đuổi nói. Ta lấy thiên đạo thề, đại lộ quy tắc làm chất dẫn. Oanh! Tuyệt trong biên giới thủ hộ giả lực lóe lên kim mang. Trên chín tầng trời dũng động sán sấm sét màu vàng hóa thành đạo đạo gông xiềng treo ở Diệp Thần đỉnh đầu, quanh quẩn mấy hơi thở, ẩn núp tại thức hải bên trong. Như thế nào? Hai tháng kỳ hạn, nếu như nuốt lời,
đại lộ lực đem sẽ chiếm đoạt Diệp thần thức hải, bể thần hồn. Tốt quyết đoán. Tà kiếm cự khóe miệng bứt lên một nụ cười, chợt lấy trưởng làm kiếm, dẫn động thiên tuyển thế phân nhánh, hai bên xương trắng tràn ngập, trực bức Tiêu Hán. Suối để chỗ một phiến vải lóe lên ánh sáng, lại là cái này một phiến vải rồng, làm cả tòa thiên tuyển bốn mùa như xuân, ấm áp không giảm. Phục Tô Long Hồn nghịch lân, kinh thiên tuyển vô số trở ngâm, đã sớm sinh linh, so với long hồn lực càng tinh thuần bá đạo, ngươi lại cầm đi, hai tháng sau đó, cùng theo tà long giết hồn kiếm, cùng giao cho ta tay. Tà kiếm cựu tụ thủ một chiếu rọi, vậy phiến sinh bạch quang nghịch lân chính là phiêu nhiên nhi khởi, phi độn hướng Diệp thần trong ngực. Đồng ý. Cảm thụ nghịch lân bên trong phun trào ra tinh khiết lực, Diệp thần thu hồi vảy, hướng về phía tà kiếm cựu đáp nhẹ hai chữ, xoay người rời đi. Hắn tựa hồ cảm giác được quá núi thần xảy ra chuyện, phải mau rời khỏi. Cái này là được. Thấy Diệp thần hình bóng biến mất ở đỉnh núi chỗ cuối, to lớn thân rồng hóa thành đốm nhỏ điểm sáng tiêu tán, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh gầy gò, chính là Phục Tô Long Hồn. Được cái mình muốn thôi. Tà kiếm cựu lạnh nhạt nói. Ngươi thật lấy là hắn có thể tìm về tà long giết hồn kiếm. Phục Tô Long Hồn hỏi. Tà kiếm cựu nhưng là hời hợt nói, được hay không được, đều là ta thắng. Ngươi lấy là ta cho hắn nghịch lân là vì sao? Phục Tô Long Hồn trước mắt sáng lên, nói, vì dám thì cái thằng nhóc đó, thuận tiện nắm giữ thần kiếm rơi xuống. Không sai, tán lạc thế gian tà long giết hồn kiếm, sớm bị người cố ý lợi dụng, bằng vào thằng nhóc kia tu vi, nào có dễ dàng như vậy tìm về. Hơn nữa cái này thời gian và Thái Thượng Công Đức Chiến có chút mâu thuẫn, nếu như Thái Thượng Công Đức Chiến kéo dài thời gian quá lâu, hắn tất nhiên vi phạm. Tà kiếm cựu tựa hồ đã sớm đoán chừng liền Diệp thần tìm không trở về thần kiếm, như vậy thứ nhất, đặt ở trước mắt chỉ có con đường thứ hai. Ta muốn để hắn, cam tâm tình nguyện thả ta rời đi cái này bỏ đời tuyệt cảnh, ha ha ha. Phục Tô Long Hồn nói tiếp, giỏi một cái một hòn đá hạ hai con chim. Một khi vậy tiểu tử may mắn tìm về liền thần kiếm, như vậy không cần hắn, ta ngươi hai người như nhau có thể phá vỡ phong ấn rời đi, có tà long giết hồn kiếm nơi tay. Cộng thêm ta căn nguyên lực, đem lại không lo lắng về sau. Tà kiếm cựu gật đầu một cái, cho nên, giao dịch này lời chắc không đền. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đang bố trí, cũng không phải là xem sát thí đại đế vậy cùng lỗ mãng hành vi, hắn muốn làm phải, trở lui toàn thân. Cùng lúc đó, hư không chập chờn. Qua núi thần vòng ngoài, lúc trước Diệp thần cùng lạc đạo đánh một trận, năm đỉnh đều là trước mắt tan hoang, lại không gặp ngày xưa chiều bái người. Vù vù, vù vù, từng cơn đại lộ âm tràn ngập, ở Diệp thần bên tai không ở vang vọng, hắn biết, đó là những ngày đó đạo chém ra đất người tới. Trước đây bọn họ sớm nên ra tay, nhưng bởi vì mình chém ra dị tượng và luân hồi chi chủ khí thế, bọn họ không dự định ra tay. Nhưng khi bọn hắn đã xác định mình ở Thái Thượng Thế Giới chưa nhiều phiền toái, hơn nữa phải chuẩn bị Thái Thượng Công Đức Chiến, tất nhiên vô tâm trợ giúp quá thần. Cái này mới ra tay. Trên bầu trời, đông nghịt mây đen cho người một loại đè đổ đỉnh núi lòng rung động cảm, cả ngày vô tận, tựa hồ đưa tay có thể xúc. Màu đen sấm sét ở gào thét, tựa như cự nhận, muốn biến dạng thương khung. Lúc gặp lại gian không nhiều lắm. Diệp thần lẩm bẩm nói, tốc độ không khỏi được tăng nhanh, bay vút hướng qua núi thần chỗ sâu. Qua bên trong thần điện. Chu Uyên, Vô Cực cùng Linh Cực đi qua đi lại. Cũng may Thiên Tuyết Tâm mang tới Diệp Thần chuẩn bị trở về tới tin tức, mới làm hai người thoáng có chút yên tâm. Công tử thật muốn trở về sao? Loại cảm giác này là... Rõ ràng là ban ngày, nhưng là giống như vô cùng đêm vậy u ám, đây là có người ở công phạt bảo vệ trận và thiên địa. Yên tâm đi, Diệp Thần lấy thiên đạo quy tắc ra chỉ tinh tượng lực từng tự chữa qua thiên uyên, hôm nay bảo vệ, không phải là người nào đều có thể đặt chân. Thiên Tuyết Tâm lời tuy như vậy. Buồn nhưng là mới hạ chân mày, lại lên trong lòng. Người mới vừa nói Diệp thần tìm được thiên tuyển chỗ, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Linh Cực chăm chú nhìn về đông nghịt thương khung, hắn có một loại dự cảm rất xấu, một khi thiên uyên bị xé ra, như vậy lần này chỉ sợ là sát kiếp khó thoát. Người nào? Thiên Tuyết Tâm thời gian đầu tiên cảm nhận được liền dị động, phong tỏa vậy đạo hơi thở, trên mặt nhưng là trải qua liền vẻ vui mừng. Là Diệp thần. Một đạo thân ảnh cấp tốc tới, chính là mang theo nghịch lân về Diệp thần. Quá thần tiền bối được cứu rồi.
Diệp Thần đạp một cái đủ đại điện, chính là vội vàng gọi quá thần hai đại đệ tử, Thiên Tuyết Tâm là hắn hộ pháp, phải thời gian đầu tiên cứu tỉnh quá thần. Màu trắng nghịch lân sáng bóng dịu dàng, ở Diệp Thần lấy ra ngay tức thì, chiếu sáng cả tòa đen nhánh đại điện, một chút vầng sáng trắng, muốn cùng cái này tất ám thiên địa làm chống lại. Diệp Thần đầu ngón tay một giọt luân hồi máu tươi phun trào, bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao dẫn dắt, hai linh lực tính giao hỗ quấn quanh, có bát quái hiện tượng thiên văn thế quanh quẩn, lấy khoanh chân Diệp Thần là trung tâm, trong trận minh văn sáng lên. Oanh! Nghịch lân bị Diệp Thần khí cơ dẫn dắt, quay tơ bóc kén vậy hào hùng lực lượng đang không ngừng phun trào ra. Mấy hơi thở sau đó, quá thần điện bị vầng sáng trắng chiếm đoạt, sụp đổ vỡ vụn. Linh cực cùng vô cực khiếp sợ, một phiến nghịch lân lại có như vậy tinh thuần lực lượng. Rắc rắc, vầng sáng trắng ngưng tụ, ngay tức thì vỡ nhỏ thần trạch hóa thành mảnh vỡ hướng quá thần ngồi ngay ngắn thân thể tướng trào. Ở sau đó, một cổ sức sống thấu tán ra. Cảm nhận được sư tôn hơi thở. Keng, lấy Diệp Thần là trung tâm, một cái tiểu bạch long từ trong trận phóng lên cao, bay lượn quanh quẩn. Trận xem chậm rãi tiêu tán. Vậy phiến nghịch lân vậy tản đi vầng sáng trắng, hóa thành một phiến tầm thường vậy, mất sáng bóng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị trên hư không bạch long hấp dẫn, vậy long linh cùng tuyệt cảnh bên trong đỉnh thứ 7 phục tô long hồn tương tự, chỉ là không có vạn trượng thân rồng mà thôi. Hôn mê quá thần giữa lông mày đột nhiên tản ra một đạo vầng sáng trắng, hấp dẫn trong hư không long linh. Thấy vậy, tiểu bạch long phát ra một tiếng ngâm kêu, hóa thành một đoàn ánh sáng nóng rực trào hướng quá thần. Oanh! Uy áp kinh khủng đem mấy người tung bay, đó là một loại trấn nhiếp thần hồn lực lượng. Phốc! Diệp Thần thành tựu chữa trị người, cũng không có thời gian đầu tiên dùng trần bia bảo vệ, ngay tức thì bị thương. Nếu không phải hắn thân xác mạnh mẽ, giống vậy trăm già cảnh có thể đã sớm chết. Liền liền Chu Huyên cũng là bị cổ lực lượng này đụng, kêu rên lên tiếng. Liên tục chiến đấu cùng với mạnh sông đỉnh thứ 7, cho dù là có rất nhiều pháp bảo gia chỉ phò hộ thân xác. Nhưng thực thì Diệp Thần thương thế cũng không nhiều ít hết bệnh thế, bị lực lượng này đánh vào dưới, càng nghiêm trọng hơn liền mấy phần. Đều là những tên kia, Lạc gia bọn họ thật là âm hồn không tiêu tan. Chu Huyên có chút lo âu Diệp Thần, mới vừa muốn nói gì, trên 9 tầng trời một tiếng sấm rơi xuống. Rắc rắc, lại là xen lẫn từng tia ý chí lực lượng. Đó là có người ở hám kích thiên đạo bảo vệ, dẫn động dư âm. Muốn tới... Diệp Thần chợt quay đầu lại nhìn về Chu Huyên, người mới vừa nói xong, người đã tới rồi, còn có thể đánh một trận. Chu Huyên áo xanh đứng gần, liếc mắt một cái sức sống tiệm xu khôi phục quá thần, yên lòng. Lần này ta muốn giết nhiều mấy cái. Linh cực cùng vô cực tiến lên một bước, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Qua núi thần ta nhớ lúc trước cùng Thiên Tuyết Tâm lần đầu tiên sông núi lúc đó, có một rất là huyền diệu trận pháp, nếu không phải hiện tượng thiên văn rơi xuống mưa. Đều là chưa từng phát hiện đầu mối. Hôm nay năm đỉnh đều là hủy, trận kia cơ còn ở. Nếu là có thể đem quá núi thần giấu, có lẽ có thể miễn một khó khăn. Linh cực cùng vô cực nhìn nhau liếc nhau một cái, gật đầu nói, chân chính hộ sơn đại trận chưa từng bắt đầu sử dụng, trận cơ cũng ở đây. Các ngươi ở chỗ này mở trận, ta cùng Chu Huyên đi trước gặp một lát những tên kia. Diệp Thần dặn dò. Tinh vũ bên trong. Mấy chục ngàn ngôi sao treo ở bên trong không gian, ở một phiến mông lung ngân hà chiếu rọi che giấu hạ, hỗn độn chỗ sâu, một đám người ở ngắm nhìn. Cái này thiên uyên lực, sao như vậy bền chắc không thể gãy. Ta tới. To lớn người đàn ông bước ra một bước, quanh thân tràn ngập kinh khủng hơi thở, làm được ngân hà ngưng trệ một cái. Mở. Tiện tay nắm một ngôi sao, hướng thiên uyên bên trong hung hăng đập tới. Oanh. Một hồi kịch liệt chập chờn khuếch tán ra, thiên uyên chung quanh vô số quần tinh tiếp liền bị dư âm chấn vỡ, tình cảnh được không nguy nga. Vô dụng, mấy tháng trước, Lạc gia người tinh tượng lực bị sáp nhập vào cái này thiên uyên bên trong, Lạc đạo chính là đạo thành thanh niên đời một thiên tài, cả người tu vi cũng là không kém, cái này thiên uyên. Một tên thô bị tiểu lão đầu ló đầu ra mà tới, nhìn to lớn chàng trai nhất kích đá chìm biển khơi, nhìn có chút hả hê nói. Ngươi là người phương nào? To lớn nam tử sắc mặt trầm xuống, quát lên. Thiện tai, tiểu lão nhi một kết áo vải, không đáng nhắc đến. Thô bỉ lão ra cười híp mắt vẻ mặt chọc được người đàn ông giận dữ, hai người lúc này thì phải đánh đập tàn nhẫn. Công tử mau xem,
chó cắn chó. Cười to tiếng vang lên, làm được to lớn người đàn ông cùng tiểu lão nhi đều là sửng sốt một chút, đám người cũng là quay đầu lại nhìn lại, ở đó Thiên Uyên bờ bên kia, Chu Uyên cười đối Diệp Thần nói. Còn lấy là tới nhân vật lớn, kết quả còn không bằng Lạc nói, à. Diệp Thần lắc đầu than nhẹ, bàng quan. Thằng nhóc, người biết người đang nói cái gì sao? To lớn người đàn ông ánh mắt run lên, sát ý bắn tán loạn. Bất quá người cố ý vậy phát hiện Diệp Thần tồn tại, bọn họ hơi kinh hãi, chiếu lý mà nói, luân hồi chi chủ hẳn chuẩn bị thái thượng công đức chiến đi, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bọn họ kiêng kỵ luân hồi oai, nhưng cũng chú ý tới Diệp Thần trên mình tựa hồ có chút thương thế, lúc này mới hóa giải mấy phần. Chu Uyên áo xanh chớp mắt, thẳng nhập thân Thiên Uyên, hướng về phía to lớn người đàn ông vẫy vẫy tay, châm chọc nói. Có dám đánh một trận? Gầm một tiếng đi đôi với Thiên Uyên lực, xuyên thấu vũ nội. Đoạn thời gian này, Chu Uyên cũng không nhàn rỗi, võ đạo thực lực không ngừng tăng lên, vừa vặn muốn ở trước mặt công tử biểu diễn mấy phần. Tự tìm cái chết. Bị Chu Uyên một kích, to lớn người đàn ông không để ý cái khác, thẳng hướng Thiên Uyên bên trong Chu Uyên tập sát tới. Vừa vào Thiên Uyên, chính là giống như lún vũng bùn vậy, nửa bước khó đi, tựa hồ cảm nhận được người ngoại lai xông vào, Thiên Uyên bên trong tinh tượng uy áp bùng nổ, cùng Lạc đạo khi đó so sánh, mạnh mấy cái cấp bậc. Ăn ta một quyền. Oanh! Chu Uyên một quyền ẩn chứa kinh khủng Thiên Uyên lực, thêm tới phù cốt ngay tức thì bùng nổ, lóe lên minh văn thiết quyền hung hăng nện ở to lớn người đàn ông trên lưng. Suy rồi! Máu thịt ngay tức thì bị xuyên thủng, tinh tượng lực chiếm đoạt huyết khí lực. Chu Uyên giống như ma thần vậy dựng thân Thiên Uyên. Còn có ai? Vô số cường giả thấy người đàn ông kia bị một quyền đánh thành bùn máu nổ tung, đều là cau mày. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Chu Uyên như vậy tùy tiện chu diệt cường giả như vậy, dựa vào là quỷ dị kia khó lường Thiên Uyên. Vậy Thiên Uyên không phá, giới này khó khăn công sao? Tiểu lão nhi híp mắt nói. Không bằng, chúng ta liên thủ phá cái này Thiên Uyên. Tại chỗ rất nhiều tu giả đều là trước mắt sáng lên, một người không được, mười cái trăm cái còn không phá nổi cái này Thiên Uyên. Hợp lực nhất kích. Đám người bên trong không biết ai đích một tiếng hò hét, đám người quanh thân đều là phun trào bảo thuật thần huy, đủ loại ánh sáng tách thả ra, ngưng tụ thành một cổ kinh khủng sát chiêu. Phá. Hợp đám người lực nhất kích, nguyên phiến tinh vũ cũng đang phát ra ông minh, mênh mông lại chói mắt, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Diệp Thần tròng mắt đông lại một cái, tay cầm luân hồi thiên kiếm, chợt đứng dậy bước chân nhẹ một chút một mình bước vào Thiên Uyên, một kích này rất có thể sẽ làm Thiên Uyên rạn nứt. Hắn phải ngăn cản. Thiết ngai vàng, luân hồi diệt thiên trảm. Thiên đế quyền. Không hẹn mà cùng hai đạo ánh sáng mang từ Thiên Uyên bên trong kích động ra, lôi cuốn ngân hạ uy áp kinh khủng. Oanh! Đây là, trời sập. Qua núi thần chỗ sâu, linh cực nhìn gặp cả tòa thương khung đều run rẩy. Một phiến một mảnh nện xuống, đi đôi với sấm sét tàn phá. Là Diệp Thần cùng Chu Uyên, đang cùng ngoại vực người giao chiến. Bầu trời xanh biếc thành phiến chóc ra rớt xuống, đen ngòm mái vòm chỗ, ban ngày có thể gặp ngân hà, ở một chớp mắt kia, bá tánh bỏ lổm ngổm. Ngoài bầu trời có người. Giờ khắc này, vô số tu giả thấy hai cái trẻ tuổi hình bóng, đang cùng thiên tranh. Chẳng lẽ nói ngoài bầu trời có địch? Hư không đổ ánh đủ các loại ánh sáng, tinh không chỗ sâu, nổ vang từng tiếng truyền tới, tu vi thấp kém tu giả, thẳng bị miễn cưỡng động chết. Thiên hạ bá tánh đẫm máu, mặt đất sông máu giàn giụa. Một màn này vẫn là xảy ra. Thiết ngai vàng, bảo vệ. Thiết ngai vàng ngay tức thì bảo vệ chung quanh hết thảy. Diệp Thần không khỏi được tức giận, Chu Uyên lại là siết chặt hai quả đấm, tay phải phù cốt minh văn lóe lên ánh sáng đại trán. Bọn họ tốn sức tâm lực bảo vệ mặt đất, vẫn là xảy ra cảnh tượng thê thảm. Các ngươi đều đáng chết. Máu đỏ hai tròng mắt phun ra nộ diễm, Chu Uyên đứng dậy liền muốn nhảy ra Thiên Uyên mà chiến, bị Diệp Thần một cái kéo xuống. Cái trước hướng về phía Chu Uyên khẽ gật đầu một cái, nói, nếu như đi ra ngoài, chúng ta phần thắng nhỏ hơn. Ta như không bị thương, sợ rằng những người này đều phải chết. Diệp Thần cũng không có động vĩ đại thần vật và cái khác lá bài tẩy. Bởi vì có chút lá bài tẩy vận dụng, sợ rằng sẽ đối với nơi này tạo thành lớn hơn tổn thương. Hắn hôm nay phi thăng tới thái thượng thế giới, nơi này thiên địa quy tắc, đối mình hoặc hơn hoặc thiếu có một ít bài xích.
hôm nay hắn vừa vặn mượn này cảm ngộ võ đạo một phen. Hơn nữa, Chu Uyên cũng cần lịch luyện, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội. Sư tôn, tựa hồ cảm nhận được liền trong thiên địa luyện ngục cảnh tượng thê thảm, quá thần thân hình run lên, sức sống lực sâu hơn mấy phần. Thiên Tuyết Tâm vội vàng hỏi, là tiền bối muốn thức tỉnh sao? Linh Cực lắc đầu một cái, sư tôn thần hồn tổn thương, cần tinh thuần lực cực kỳ bằng bạc, may là lấy long hồn lực, cũng cần ngày giờ. Chiếu tình huống như vậy, tối thiểu cần phải một ngày. Thiên Tuyết Tâm sắc mặt xanh mét. Một ngày, Diệp Thần cùng Chu Uyên sắp thiên uyên mà chiến không quá nửa ánh nắng cảnh, cả ngày đều là chiến sụp, nếu như bên ngoài người đến ồ ạt tàn sát, chỉ sợ là chống đỡ không tới quá thần tỉnh lại một khắc kia. Khắc sát trận. Linh Cực cùng Vô Cực xoay người đi, không lâu lắm, từng đạo thần trạch rơi xuống, giống như quá thần đích thân tới, hơi thở vô cùng khủng bố. Đây là sư tôn ngày xưa khắc xuống hộ tông đại trận, có thể ngăn cản vô lượng cảnh sơ kỳ cường giả nhất kích. Ánh sáng nhàn nhạt mang bao phủ cả tòa quá núi thần, duy nhất một tòa bên trong đỉnh vậy theo trận pháp khởi động, chậm rãi tiêu tán ở mặt đất. Hô! Chu Uyên tắm máu tươi, quanh thân còn sót lại một đạo càn khôn thanh khí kèm theo. Đỏ môi son nhang nghiêng đầu hướng về phía Diệp Thần cười nói, ta võ đạo hôm nay như thế nào, công tử. Bên kia Diệp Thần ngược lại là không có quá thảm hại, bất quá cái này bên trong có chút vô lượng cảnh cường giả hay là đối với hắn tạo thành một ít thương thế. Hắn nhìn một cái Chu Uyên, khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, có chút trưởng thành. Chu Uyên thô trọng tiếng thở dốc ở Diệp Thần vang lên bên tai, nói, mới cũng không tệ lắm, vậy ta còn chưa đủ mạnh. Kiếm 6 Thánh Vương phách giả. Diệp Thần không do dự nữa, cả người linh khí thúc dục, trên thân kiếm toát ra hy quang, như phách tuyệt thiên hạ di Thánh Vương, quân lâm vũ nội, kiếm khí uy thế, đột nhiên hung mãnh mười mấy lần, như muốn băng thiên vậy chém về phía đám người. Một kiếm ra, liền tinh vũ đều là một hồi biến ảo, vô số viên tinh thần hóa là nhỏ hòn đá nhỏ rơi xuống vũ nội. Thô Bỉ tiểu lão nhìn thấy tình cảnh này, lắc người một cái tránh sang đám người bên trong co đầu rút cổ đứng lên. Kiếm mang đánh trúng ba người. Trảm Thiên Cửu Kiếm. Tiểu lão nhi trong mắt lóe lên một chút tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là tâm thần chấn động một cái. Thằng nhóc, như ngươi có thể sống sót, chúng ta còn sẽ gặp lại. Bỏ lại không giải thích được một câu nói, Thô Bỉ tiểu lão nhi thẳng đổi lại thân hình, cướp hướng tinh vũ chỗ sâu. Cái này, chạy. Chu Uyên thấy vậy, quay đầu không hiểu nhìn về Diệp Thần. Không, chân chính lão gia muốn đăng tràng. Hắn cảm nhận được liền kinh khủng hơi thở, xa ở tinh vũ một chỗ khác cuối, cũng đã là có khí cơ truyền tới. Động thủ đám người vậy rối rít xóa bỏ, nhìn xa tinh vũ một đầu khác. Ồ, đó là một con thanh ngưu, cực kỳ to lớn, dưới móng sắt có màu vàng kim tường vân ở phun trào. Nhìn như chưa từng bước động nhịp bước. Nhưng là ở trong mắt của mọi người bộc phát đến gần, chớp mắt, tan thành mây khói lại hiện ra. Chuông reo. Thanh ngưu cổ giữa chuông phát ra thanh âm thanh thúy, tất cả mọi người thần hồn đều là run lên, mạnh như vô lượng cảnh sơ kỳ một số người, vậy rối rít quỳ xuống. Cách Thiên Uyên Chu Uyên, bị chuông này tiếng chấn động một cái, lúc này miệng phun máu tươi, thân hình đập bay ra. Mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, hắn có thể cảm giác được đối phương rất mạnh. Vượt quá vô lượng cảnh tầng thứ ba. Vậy nhất giới chí tôn, tới. Công tử, người nói, chúng ta có thể ngăn cản ở vậy người bên trong tấn công sao? Chu Uyên ổn định thân hình, phun một cái máu tươi, hướng về phía Diệp Thần nhỏ giọng nói lầm bầm. Mạnh như sư tôn của hắn thái thần cảnh giới như vậy cự phách, hở một tí có thể diệt nhất giới khủng bố tồn tại, giờ phút này dù là dựa vào Thiên Uyên, hắn trong lòng cũng là không khỏi được đang run rẩy. Chỉ là vậy thanh ngưu, thì cho Chu Uyên hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách. Thử một chút đi, không thể là liền lui. Diệp Thần con người đông lại một cái, hắn bây giờ trong lòng nghĩ là có thể hay không chống đỡ ở đối phương thứ nhất sóng thế công. Diệp Thần giờ phút này suy nghĩ, là hết sức có thể là Thái Thần tỉnh lại bác một đường thời gian, mình có thể hay không làm được. Thái Thần thực lực không bằng Nhâm Phi Phàm, nhưng ở vô lượng cảnh bên trong vậy cực kỳ không kém. Ta chờ, cung nghênh Lạc Tôn. Vô số tu giả rối rít lại quỳ, đối mặt vậy cách đó không xa thanh ngưu, bò lổm ngổm trên đất. Những người này, tùy tiện xốc lên một cái đi ra, đều là ngạo thị hoàn vũ tồn tại,
nhưng là đối vậy trong xe liễn tồn tại cúi đầu xưng thần. Thanh Ngưu cổ giữa chuông bạc theo đầu dao động phát ra từng cơn chuông reo tiếng, mọi người tại đây đều là trong lòng bao phủ vô hình uy áp. Xe liễn màu vàng đen tấm mảnh bên trên, ửng đỏ hình vẽ làm người sợ hãi, cũng không có nhỏ gió mạnh thổi phất nhưng lại từ từ tinh động, cắt rời không gian. Nếu như đoán không sai, cái này cái gọi là Lạc Tôn, chính là ngày xưa Thanh Vân thôn 9 người một vị trong đó, cũng là cùng bọn họ không đội trời chung đế tộc một trong. Các vị đều là ta Lạc gia môn sinh khách khanh, không nên đa lễ. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhưng là không gặp người. Đám người sửng sốt một chút, mở miệng chính là vậy Lạc gia chí tôn tọa hạ Thanh Ngưu. Nó miệng phun tiếng người, tỏ ý đám người đứng dậy. Không nghi ngờ chút nào, bằng vào cái này Thanh Ngưu, chính là vô lượng cảnh tồn tại. Thiên Uyên sao? Nhưng vào lúc này, trong xe liễn chí tôn lên tiếng. Diệp Thần cùng Chu Uyên nhìn nhau liếc nhau một cái trước nhắm mắt điều động đại lộ quy tắc, lấy mình ý chí lần nữa điều khiển cả tòa đại lục thiên đạo, người sau quyền mang phá trời, đem thiên uyên lực hoàn toàn kích động lên. Chí tôn thì như thế nào, treo thiên đánh một trận, sợ gì? Trần Bia, Thiết Ngai Vàng, ngự. Diệp Thần điều động Trần Bia cùng Thiết Ngai Vàng lực lượng, ở trước người ngưng tụ thành một mặt lóng lánh kim quang sắt thép đổ sổ vách đá. U ám thiên uyên bên trong. Diệp Thần cùng Chu Uyên hai người thanh âm truyền ra, đối mặt vô số tu giả, nghiêm túc bi hùng, thiên địa chấn động một cái. Đại lộ quy tắc và Thiết Ngai Vàng lực lượng tí ti vào cơ thể, Diệp Thần quanh thân dạng khởi màu xám cho kiếp lôi, đó là thiên đạo ý chí vào cơ thể, ở tàn phá. Lại có thể điều động phương thiên địa này ý chí, lấy đại lộ lực ra chỉ thân mình, có ý tứ, càng để cho ta bất ngờ phải, còn chấp trưởng Thiết Ngai Vàng. Thanh Ngưu bất khả tư nghị nói. Lạc nói, cũng chính là bị Diệp Thần nơi chém chết. Thanh Ngưu ngang nhiên đánh ra, thần huy sáng lên, đạp phá tinh vũ vó sắt trùng trùng nện xuống, cần phải đạp bể thiên uyên, khủng bố vô biên, rất nhiều tu giả tránh lui không đạt tới, bị miễn cưỡng động chết. Thiết Ngai Vàng, sắt thép sao trời, mở. Diệp Thần lúc này một tiếng hét điên cuồng, cả người linh khí nổ, Thiết Ngai Vàng hơi thở, hòa lẫn hồng mông lớn tinh không hơi thở. Ngay tức thì nổ bể ra, hình thành một phiến khoáng đạt sao trời. Cái này phiến sao trời, thấu bắn ra ánh sao, nhưng mang sắt thép vậy lạnh lùng uy nghiêm, một chiếu rọi xuống tới, nhất thời để cho được chung quanh hết thảy, đều bắt đầu thiết hóa. Luân hồi diệt thiên trảm. Vèo. Mạnh như Thanh Ngưu, to lớn như tinh thần vó sắt bị một kiếm chặt đứt, máu tươi vẫy xuống tinh vũ, liền hỗn độn đều là bay lên bốc hơi. Kiếm cương ý định giết người không giảm. Trong xe liễn Lạc gia chí tôn không do dự nữa, màu vàng đen tấm mảnh một bên kia, lộ ra một cái tay. Rất chậm, nhưng không cách nào tránh. Năm ngón tay dương ra, cách không nắm được vậy diệu thế tinh vũ kiếm ý, đầu ngón tay hơi khép lại, nhẹ nhàng một nghiền. Rắc rắc, kiếm ý bị miễn cưỡng gãy, bể lạc thành phiến biến dạng hư không tiêu tán. Thiên đế quyền, Chu Uyên cũng không nói nhảm, tay phải phủ cốt một số gần như vỡ vụn. Kinh khủng một đạo quyền mang cùng thiên uyên kích động lên tinh tượng lực dung hợp tướng đóng dấu, thiên uyên bên trong lật lăn dậy kinh khủng hủy diệt sóng nhiệt. Suy, từng đạo thần thì bất hủ, ở đụng chạm trong nháy mắt, đã đem thiên uyên xé một đạo lỗ hổng, giống như sao rơi thần hồng vậy năm ngón tay dễ như bớn, tiêu diệt bá tánh. Không ngăn được, mau lui lại, Chu Uyên. Diệp Thần không gian ý chí lắc mình cướp tới Chu Uyên trước mắt, kéo lên một cái thiên uyên bên trong thiếu niên. Hướng sau lưng thối lui. Rắc rắc. Mấy tức sau đó, Lạc gia chí tôn xe liễn chỗ, lại là một chưởng đánh ra, kỳ lực to lớn vô cùng, giữa chưởng ánh sáng thấu mặc tinh vũ, hủy vạn pháp, mất đi chúng sanh, hỗn độn càn khôn bị đánh bạo, phong ấn hết thảy. Thương khung bị lật, trước mắt tan hoang, từng cơn thần gào vang khắp, đó là thiên đạo linh đang thút thít. Cả tòa mặt đất giống như là bị điên đảo thiên địa, mờ tối không sáng, diệt thế hơi thở bao phủ. Nhất giới bị mở lại hỗn độn, khí tức chí tôn vô cùng, Thanh Ngưu kéo xe liễn từ ngoài bầu trời tới. Lạc gia chí tôn một tay hóa thành gông xiềng khốn khóa thương khung, trên 9 tầng trời, từng đạo phát ra khủng bố khí tức hủy diệt xích sắt đem tan vỡ hư không khâu vá sửa lại khốn khóa. Giới này, làm diệt. Minh mông thanh âm truyền ra tới, muốn tiêu diệt giới, vĩnh trấn chư thiên, không buông đi một người. Chí tôn nhốt phòng ấn thương khung. Liền sở trường không gian chi lực tu giả đều không cách nào đạp không đi, chỉ có thể chờ chết.
Trong một cái chớp mắt này, Thiên Uyên bị một trường bóp vỡ, thời gian ngừng. Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm thấy trên 9 tầng trời đập xuống hai thân người hình, nóng nảy la lên. Tiểu sư đệ. Linh Cực Vô Cực thấy vậy, cũng là vội vàng thúc giục trận pháp, Thái Thần núi che giấu dưới khí tức, một cổ lực lượng nhu hòa đem hai người tiếp đón, lôi kéo hướng mặt đất, rồi sau đó biến mất tung tích. Cả tòa mặt đất lâm vào một phiến yên lặng. Các vị, Thiên Uyên đã phá, nhập giới này, vây khốn Thái Thần núi, rồi sau đó, đổ sát Thái Thần núi. Trung quy là thanh ngưu vó sắt phá vỡ động lại thời gian, nó đại biểu chủ nhân cao giọng hò hét, móng hạ màu vàng kim tường vân lóe lên, mấy tức tới giữa, cũng đã dựng thân tại Thái Thần núi vùng lân cận. Ừ, không có khí tức. Nhìn vùng đất bằng phẳng cằn cỗi, sau đại chiến tan hoang còn đang, nhưng lại không thấy mọi người chút nào hơi thở. Liền ở chỗ này, lấy trận pháp ẩn núp hành tung. Mũi trâu nhẹ nhàng ngửi một cái, nhìn thấy nơi đây đầu mối, trong xe liễn, một giọng nói truyền ra. Đạp bể Thái Thần núi. Năm chữ hời hợt thổ lộ ra, nói âm thanh bên ngoài liền không gian đều là mơ hồ vặn vẹo, vô số đôi tròng mắt chăm chú nhìn Thái Thần dãy núi, nghe vậy, ý định giết người đột ngột. Ho! Một cổ máu tươi từ lồng ngực bên trong phún ra ngoài, tỉnh lại Diệp Thần liền muốn đứng lên, nhưng là phát hiện quanh thân cũng nhúc nhích không được. Hắn hôm nay đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Đối phương cảnh giới cùng mình chênh lệch có chút lớn. Thiên Tuyết Tâm thấy lần này thảm trạng Diệp Thần, trong mắt bên trong sắc bén lóe lên. Chu Uyên đây. Linh Cực cùng Vô Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, Diệp Thần ngoáy đầu lại thấy cách đó không xa áo xanh thiếu niên Chu Uyên, giờ phút này hắn so mình cũng không khá hơn chút nào, tới gần Thiên Uyên hắn gặp đánh vào sâu hơn. Cũng may có ba đạo càn khôn thanh khí hộ thân, mặc dù giờ phút này mất đi ý thức, nhưng cũng may bảo vệ liền mạng nhỏ. Thái Thần tiền bối. Bên người Thái Thần bị long hồn tinh thuần lực bọc, hóa thành một đoàn quang cầu, chẳng biết lúc nào có thể tỉnh lại. Mắt hạ tối hậu một đạo bình phong che chở, chỉ còn lại có sư tôn bày ra trận pháp, có thể ngăn cản vô lượng cường giả một kích toàn lực. Hôm nay Thái Thần núi đã ẩn nặc hơi thở, hy vọng có thể vi sư tôn tỉnh lại tranh thủ thời gian. Linh Cực Vô Cực bên phân thần điều khiển trận pháp, liền mở miệng nói. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, thiên đạo ý chí phò hộ, đại lộ quy tắc gia trì Thiên Uyên đều là bị người nọ một trường đẩy bể. Trận pháp này, không kiên trì được bao lâu. Hắn không nói tiếp nữa, dựa theo lý tưởng nhất phỏng đoán, cái này cái gọi là hộ sơn đại trận, sợ rằng liền lão ngưu kia vó sắt cũng kháng không dưới. Đi ra nhận lấy cái chết. Lạc gia trí tôn đích thân tới, Thái Thần núi, đem mất đi. Thanh ngưu tiếng gào xuyên qua trận pháp truyền tới trong tai mọi người, Linh Cực cùng Vô Cực cả kinh. Bị phát hiện. Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, mở miệng nói ta đi nghênh chiến. Linh Cực cùng Vô Cực ngăn ở Diệp Thần trước người, Thiên Tuyết Tâm đè xuống Diệp Thần bả vai. Hộ tông đại trận còn được chống đỡ một đoạn thời gian, ngươi khôi phục thương thế, chúng ta đi trước đánh một trận. Thiên Tuyết Tâm xương hoa kiếm nơi tay, theo Linh Cực cùng Vô Cực đi. Ho! Diệp Thần muốn đuổi theo, vùng vẫy mấy bước nhưng là lần nữa mới ngã xuống đất, đại lộ quy tắc chiếm đoạt cháy đối thân thể tổn hại quá lớn, hắn cần thời gian. Ua! Ba con kiến hôi ra đi tìm cái chết. Thanh ngưu cổ lệch một cái, chuông bạc tiếng vang, làm được Thiên Tuyết Tâm ba người thần hồn run lên. Diệp Thần bọn họ lại là cùng cái này nhóm cường giả ở quyết chiến. Không thân lâm chiến trường, vĩnh viễn không lãnh hội được vậy cảm giác hít thở không thông, xương hoa kiếm không chiến, cũng đã thất thần hái. Hống! Thanh ngưu khinh thường hừ lạnh, giống to một tiếng động toái thiên, Linh Cực cùng Vô Cực hai thân người hình đổ bay ra. Thất khiếu chảy máu, thần hồn bị thương. Bọn họ ở khu vực này đến gần đứng đầu chiến lực tồn tại, nhưng là liền một đầu thú cưỡi tiếng gào đều không cách nào chống đỡ. Ồ, bé gái còn có lảo đảo đứng lực. Thanh Ngưu kinh ngạc nhìn Trời Tuyết Tâm, nói, xem ra hạ giới sinh linh vậy không hoàn toàn là phế vật. Vó sắt nhẹ nhàng nâng dậy, màu vàng kim tường vân trải xây xuống, Thanh Ngưu cách không bước lên cấp phủ diêu lên, nhìn Thái Thần núi bao phủ nhàn nhạt năng lượng màn hào quang. Khịt mũi nói. Vụng về trận pháp. Trên 9 tầng trời, vó sắt hung hăng đạp. Ca. Cái gọi là có thể ngăn cản vô lượng cường giả một kích toàn lực trận pháp, lên tiếng đáp lại mà bể. Bị một cái thanh ngưu vó sắt miễn cưỡng đạp bể. Chút nào không cái thương hại tình châu giả vó sắt hướng Thiên Tuyết Tâm đạp đi,
lúc này người đẹp đã thuộc về mưa gió lay động bên trong, một kích này như bên trong, sẽ trở thành là một bãi máu bùn. Phong kiếm, thiên điểu lôi đạo. Diệp thần không để ý tới cái khác, trực tiếp vận dụng thần hy chi phong, thần hy chi phong ngay tức thì cô đọng hội tụ, hóa thành một cái xanh sâu kín phong kiếm. Ngay sau đó, Diệp thần một kiếm chém ra, thi triển thái thượng 36 đạo lý thiên điểu đạo pháp, nhất thời liền gặp mãnh liệt lôi đình lực, hóa thành thiên điểu chảy xiết, hòa lẫn ác liệt lưỡi kiếm gió bão, lăn lăn về phía trước đối phương chém chết đi. Mặt đất ngay tức thì rạn nứt, tạc ra một đạo sâu không thấy đáy chỗ rách, vó sắt rơi vào vực sâu bên trong. Thằng nhóc, người còn sống. Thanh Ngưu thấy Diệp thần ngay tức thì tức giận, mới vừa tên này nhưng mà chém tới liền mình một cái vó sắt. Không có thiên uyên làm cậy vào, làm sao, liền như vậy uy lực. Hèn mọn kiếm tu. Thanh Ngưu châm chọc nói. Hô, ngươi không có sao chứ. Dốc hết một kiếm cứu thiên tuyết tâm, Diệp thần thân hình cũng là nhiều lần lay động, đỡ dậy người đẹp. Thật giống như, đợi không được. Diệp thần chống đỡ thân thể mình đứng, nhìn trước mắt Thanh Ngưu đã tới sau lưng vô số tu giả, còn có vậy ngồi đàng hoàng ở trong xe liễn lạc gia chí tôn, than nhẹ một tiếng. Dưới mắt đã tới nỏ hết đà, tùy tiện một người cũng có thể xóa bỏ mình, đã xoay chuyển trời đất hết cách. Mấy tháng trước, là ngươi giết lạc đạo. Nhưng vào lúc này, trong xe liễn một giọng nói truyền ra, bình tĩnh không nghe thấy vui giận. Là thì như thế nào? Diệp thần nghe lạc đạo hai chữ, nhàn nhạt nói, nhưng là chỉ gặp xe liễn bên trong một trưởng lần nữa lộ ra. Phịch! Năm ngón tay làm quyền đánh vào hắn trên đan điền. Trần bia bảo vệ cũng ngay tức thì tản ra, Diệp thần thân hình giống như đạn đại bác vậy bắn ra, trùng trùng đập xuống đất. Đột nhiên, Diệp thần cảm nhận được liền cái gì? Võ đạo luân hồi đồ tựa hồ đang lóe lên ánh sáng. Tựa như chuẩn bị đánh một trận. Hắn ngược lại là quên võ đạo luân hồi đồ, rất lâu không có dùng. Đối với võ đạo luân hồi đồ, Diệp thần cũng có rất nhiều nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không dự định vận dụng võ đạo luân hồi đồ. Mà là câu thông luân hồi mộ địa nói, tử hoàn đại đế, giúp ta giúp một tay. Nhưng mà tử hoàn đại đế nhưng trả lời, người tạm thời thử một chút võ đạo luân hồi đồ lực lượng. Diệp thần ngẩn ra, không nói nhảm nữa, lớn tiếng nói. Võ đạo luân hồi đồ, mở. Võ đạo luân hồi đồ thế giới đổ ánh trên 9 tầng trời, một bộ đẹp lạ thường cảnh tượng hoành xanh, hai cái thế giới. Lập chỗ mặt đất trước mắt tan hoang. Trong hư không võ đạo luân hồi đổ thế giới ánh chiếu thương khung, thay thế vốn là trời xanh mây trắng, ở đó đổ nát bên trong, một đạo ánh sáng diệu thế. Keng! Ở đó chân trời một đầu, nửa cần tàn phá cờ xí chậm rãi từ hư không chỗ sâu rủ xuống, đem thời không đều là cắt ra. Giả thần giả quỷ! Thanh Ngưu thấy vậy, đè xuống con tim bất an, gầm thét đạp màu vàng tường vân phù diêu lên, muốn đạp bể hết thảy. Vèo! Nhẹ bỗng màu đỏ tươi cờ xí, mặt cờ bên trên còn có vết máu, phá mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất động, theo gió chập chờn, trùm lên Thanh Ngưu trên thân hình. Hống! Tê tâm liệt phế tiếng gào truyền ra, Thanh Ngưu tựa hồ nhận chịu vô cùng là uy áp kinh khủng, huyết khí lực ở lấy mắt thường có thể thấy được độ rút đi. Gió nổi lên, Thanh Ngưu trùng tiêu mà chiến. Gió hết sức, xương khô tán lạc mặt đất. Làm sao có thể? Không thể một đời Thanh Ngưu đại nhân lại như vậy liền bỏ mình. Vô số người thấy vậy, đều là run sợ. Oanh! Hấp thu Thanh Ngưu huyết khí lực, cờ xí màu sắc sâu hơn màu máu, xinh đẹp làm người ta phát hoảng. Một hồi thanh gió mạnh thổi phất, mặt cờ từ từ khai triển, ở đó bên trên, một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra, thấu lượng con mắt tại trên 9 tầng trời rủ xuống, giống như sáng thế thần mang. Nhìn vòng quanh bá tánh, cuối cùng định cách ở Diệp thần trên mình. Đây là... Diệp thần một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Đột nhiên, Linh Nhi yếu ớt thanh âm vang lên. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, Diệp thần. Điều không vinh dự này là võ đạo luân hồi đồ lực lượng, trong này còn hàm chứa Linh Nhi chí cường nhất kích. Nghe vậy, Diệp thần vội vàng vùng vẫy đứng dậy, đau nhức truyền khắp toàn thân cao thấp mỗi tấc da thịt, bát quái thiên đan thuật cũng vô ích, hắn vẫn là lảo đảo đứng. Vì sao cái ánh mắt này như vậy quen thuộc? Linh Nhi, là ngươi thủ đoạn. Diệp thần vội hỏi nói. Trên 9 tầng trời cờ xí đã chậm rãi tuột xuống, vô số võ giả văn chí tôn làm ra tay, nhưng là rối rít bị cắn trả lực chấn bạo, máu thịt đầy trời phân bay, được không lạnh người. Mau, cầm cờ mà chiến.
Linh Nhi yếu ớt thanh âm vang lên cũng lần nữa dặn dò, vậy thanh nghiêu lực lượng có hạn, có thể kéo bao lâu ta không biết, chỉ mong vì ngươi mở một đường sinh cơ. Từ sau đó chính là lâm vào yên lặng. Cờ xí vù vù vang dội, muốn đem cả tòa thiên địa đè xuống, thân là Lạc gia chí tôn, giờ khắc này cũng không ngồi yên nữa, một trưởng lần nữa lộ ra. Oanh! Cột cờ tản ra hồng hoang hơi thở, tựa hồ cảm nhận được liền ngoại địch, liền động gào thét lên, cuốn lên quay về khép lúc trước bị đánh nát thiên địa ý chí. Rắc rắc! Vô số thần tài chế tạo xe liễn vào giờ khắc này vỡ nhỏ thành bọt nước, bên trong bóng người thẳng lắc mình ra, Diệp Thần liếc một cái dưới sáng tỏ. Quả nhiên như vậy! Lạc gia chí tôn mặt như trung niên, một bộ hoa phục hiện ra hết ung dung, khóe miệng một viên ký hiệu nốt ruồi đen làm Diệp Thần liếc mắt nhận ra hắn. Chính là ngày xưa Thanh Vân thôn liền quyết mà đến một trong chín người. Lạc gia chủ, một mặt cờ hồn mà thôi, cũng dám cùng ta là địch. Lạc gia chí tôn mặt không đổi sắc, hời hợt nói. Từng đạo thần thì phún ra ngoài, sát phạt hướng tinh động cờ lớn, ép được hắn lần lượt tháo chạy, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đánh tan hắn căn nguyên. Thiên Tuyết Tâm, đưa ta lên đi. Diệp Thần nhìn về Thiên Tuyết Tâm, giờ phút này cũng chỉ có nàng. Còn có một chút dư lực. Ừ. Thiên Tuyết Tâm không hiểu nhìn Diệp Thần, hắn hôm nay liền đứng lực đều là chưa từng có, còn muốn chiến đấu. Ta có đúng mực. Diệp Thần tự tin mở miệng nói. Một kiếm hàn xương xuống. Ngay tại Lạc gia chí tôn lực áp cờ xí để gặp, một đạo kiếm mang nhưng là xẹt qua hắn một nơi. Đinh. Một tiếng giòn giã, Thiên Tuyết Tâm một kiếm liền Lạc gia chí tôn phòng ngự cũng không từng phá vỡ, thậm chí vậy một bộ áo quần. Đều là không gặp phân nửa nếp nhăn. Nhưng vậy là đủ rồi. Hợp. Trong nháy mắt phân thần, Diệp Thần hai tay đã nắm chặt ở cờ lớn bên trên. Trong nháy mắt ánh sáng chiếu vượt 10.000 bên trong non sông. Liền Lạc gia chí tôn đều là không thể không lui. Ánh sáng nóng rực chiếu dọi xuống, cả tòa mặt đất đều đang đung đưa, bị xé ra một đạo to lớn lỗ hổng. Hư không bị ánh sáng chiếm đoạt, dòng sông thời gian dài phun trào lên. Nhưng cũng là bị mổ ra tới, không có gì sánh kịp khủng bố ánh sáng xuyên qua cổ kim. Vù vù. Lúc trước chớp mắt rồi biến mất con ngươi nhìn thẳng Diệp Thần, ở hắn nắm chặt cờ lớn ngay tức thì, chỉ cảm thấy một hồi lực lượng phun trào, đầu óc bên trong nhiều một cổ vô hình trí nhớ, cờ lớn tựa như đem hắn dẫn tới thời gian một đầu khác. Đây là không không lúc nào không? Lực lượng, làm sao có thể? Diệp Thần tựa như nhìn thấy tương lai mình. Thậm chí thấy được tương lai ra ra cảnh tượng. Đừng phân tâm, nghênh chiến. Một giọng nói vang lên, nhắc nhở. Vậy đạo quang, xuyên qua cổ kim tương lai. Thiên Tuyết Tâm phát hiện cái gì, che môi mỏng, khiếp sợ không thể thêm phúc, nàng ở tia sáng kia bên trong, thấy được một người bóng người. Là Diệp Thần, nhưng lại chẳng phải tương tự, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Sau đó cùng tản đi, còn có vậy ánh sáng nóng rực. Oanh! Chỗ cuối, hồng hoang hơi thở đối diện dưới vào ngôi thiên địa này, một cây cờ lớn đem vậy biến dạng thời gian nước lũ lỗ hổng trống lên. Diệp Thần bóng người nhảy một cái mà vào. Là Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm nhìn vậy trở về người đàn ông, quen biết nhưng vừa xa lạ. Trong mắt bên trong hiện ra hết bể dâu trầm ổn, cùng nàng ký hiệu Diệp Thần làm so, không giống cùng một người. Làm sao có thể, hắn vượt qua thời gian nước lũ còn có thể lại trở về. Lại không có bị vặn cổ. Lạc gia chí tôn vẻ mặt lần đầu tiên lộ vẻ xúc động. Cờ lớn quơ múa, hồng hoang hơi thở lưu chuyển, cả tòa hư không đang chấn động. Chiến. Lấy tàn cờ làm khí, Diệp Thần huy động cờ xí hướng Lạc gia chí tôn sát phạt tới, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, bách gia cảnh, tuyên chiến chí tôn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, bụi bặm kích động hắn thiên mưa, đầy trời cát vàng bay lượn. Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt phải, Lạc gia chí tôn nhất kích, lại bị Diệp Thần đỡ được. Thì ra là như vậy. Nhất kích thu tay lại, Lạc gia chí tôn không tấn công nữa, ngược lại là sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Tùy tiện ăn cắp tương lai lực lượng, người sẽ không sợ dính không không nhân quả. Diệp Thần nghe vậy, con người đông lại một cái, cười to nói, ta là trời, nhân quả. Ha ha ha, nếu như kiêng kỵ. Lại sao sẽ cùng ngươi đánh một trận? Quơ múa cờ lớn hồi sinh sát phạt cơ hội, hồng hoang hơi thở cuốn lên tán lạc đại lộ mảnh vỡ, bắn về phía Lạc gia chí tôn, hư không trước mắt tan hoang. Đáng ghét! Lạc gia chí tôn hàn mang chớp mắt,
nhưng là lui cách vực ngoại, rút lui đến Thiên Uyên ra, Tinh Vũ bên trong, Diệp Thần tay cầm cờ lớn đuổi theo. Chút nào không kiêng kỵ nhân quả lực, người đúng là điên tử. Thiên Uyên bên ngoài, Lạc Gia Chí Tôn tựa hồ nghĩ tới Tiền Gia u ám vô hình thái độ, cuối cùng xác định người trước mắt thân phận. Xem ra người thân phận không riêng gì luân hồi chi chủ. Lạc Gia Chí Tôn sắc mặt tái xanh, nhìn người trước mặt ảnh, đã là hoàn toàn đắc tội, không chết không thôi. Ta không cùng ngươi tranh, đợi ngươi cái này tương lai thân thần lực tan hết, ta tử sẽ đánh chết ngươi. Lạc Gia Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, sát ý sâu hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhưng lại không xuất thủ nữa. Diệp Thần cười một tiếng, tiếc nuối thanh âm mở miệng nói, đáng tiếc, cái này thanh nghiêu xúc sinh tu vi quả thực nhỏ, mới mượn tới đây sao chút lực lượng, nếu không ta chỉ một cái là được đem ngươi theo vậy cái gọi là một vực xóa đi. Nghe vậy, Lạc Gia Chí Tôn sắc mặt âm tình bất định, âm thầm quyết định chủ ý, người này chưa trừ diệt, tương lai tất thành mối họa. Nếu quan hệ đã không cách nào tu bổ, chỉ có thể phá phủ trầm chu. Ngươi hiện tại cầm ta không có cách nào, ta nhưng là phải giết ngươi. Lạc Gia Chí Tôn đáp lại. Không lâu lắm, tay cầm cờ lớn Diệp Thần thân hình có chút hư ảo, vậy uy áp cả tòa thế giới khí tức kinh khủng bắt đầu như ẩn như hiện, nửa cần cờ xí đang từ từ tiêu tán. Diệp Thần bên trong thân thể truyền tới đau nhức dần dần tập thượng tâm đầu, võ đạo luân hồi đồ lực lượng ở biến mất. Cảm nhận được liền Diệp Thần khác thường, Lạc Gia Chí Tôn nghiêm nghị cười to. Ha ha ha, luân hồi chi chủ thì như thế nào? Trưởng thành không đứng lên ngươi, thủy chung là con kiến hôi. Hôm nay, ta liền chém ngươi hôm nay và tương lai. Diệp Thần nhướng mày một cái, quả thật tình huống không ổn, một khi cổ lực lượng này hoàn toàn tiêu tán, như vậy tiếp theo. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, vực ngoại thái thần dưới núi, một tiếng long ngâm vang lên, vầng sáng trắng phá vỡ hư không trực bức Thiên Uyên. Lão già kia, xem ra mạng ta không nên tuyệt, Lạc Gia. Diệp Thần sau cùng ánh mắt, dư tợn lại cay độc, đây cũng không phải là hiện giai đoạn Diệp Thần tất cả. Một hồi cảm giác mơ hồ truyền tới, Diệp Thần hoàn toàn mất đi ý thức, rớt xuống hư không. Lạc Gia, thật là to gan, ngươi dám động người ta. Một tiếng gầm thét rung động hoàn vũ, thái thần chấn nộ thân hình xông về Tinh Vũ, lưng đeo dậy chậm rãi hạ xuống Diệp Thần, nhìn tên trước mắt. Quanh thân đang run rẩy, át không chế trụ được sát ý lan tràn. Ngươi lại vẫn còn sống. Lạc Gia Chí Tôn hơi khiếp sợ, ban đầu mở thiên nhãn theo dõi một phe này thế giới, tên này trọng thương một số gần như chết mới lạ, hôm nay lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ là mượn thái thượng thế giới lực lượng? Coi như là Vũ Hoàng cổ đế nhúng tay, cũng không khả năng cũng như này hiệu quả. Cũng hoặc là Tử Hoàng Tiên Cung. Hắn tự nhiên biết Thái Thượng Công Đức Chiến và Tử Hoàng Tiên Cung, giới này tại không không và thực tế thế lực thần bí, có lẽ có thể làm được. Thời khắc này hắn trong lòng vô số nghi vấn, hắn ngưng mắt nhìn Thái Thần, lại cảm nhận được hắn hơi thở, so trước đây còn kinh khủng hơn. Đáng ghét, khó trách cái thằng nhóc đó không có sợ hãi. Lạc Gia Chí Tôn nhớ lại Diệp Thần sau cùng cái ánh mắt kia. Sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới, lại không Lạc Gia. Thái Thần thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Phục Tô Long hồn lực vô cùng là phù hợp hắn bản thân, cho nên ở Diệp Thần từ khí thế tuyệt cảnh đỉnh thứ 7 trở về sau đó, hắn liền là có một chút thần hồn hồi phục. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Thái Thần cũng là có thể rõ ràng được cảm giác được. Có thể ngại vì tự thân thương thế quá nặng, hắn không cách nào đứng dậy đối địch, cho đến Diệp Thần Chu Uyên bị thương nặng, hắn mới tỉnh lại. Biết rõ mình thương thế hắn, lựa chọn ẩn núp. Cho tới bây giờ mới chấm dứt điên dung mạo trọng lâm. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ta bỏ mặc ngươi đứng sau lưng ai, cho dù là Tử Hoàng Tiên Cung. Lạc Gia Chí Tôn tròng mắt đông lại một cái, cũng là quanh thân hội tụ sát ý, hôm nay tuyệt không thể nào thối lui, thề giết Diệp Thần, không tiếc bất cứ giá nào. Bỏ qua hôm nay, luân hồi chi chủ lớn lên, hắn Lạc Gia. Mới thật sự là lúc này vạn kiếp bất phục. Ngày xưa tại thiên đạo chém ra lưu ngươi một mạng. Hiện tại liền cầm tới đi. Nơi đây tạo thành hết thảy, hôm nay liền do ngươi Lạc Gia tới còn. Nhất khí hóa tam thanh, mở. Thái Thần nhất khí hóa tam thanh chính là mình ngạo thị hoàn vũ vốn, đã sớm đạt đến mức tận cùng, so với Chu Uyên vậy gà mờ trình độ, cũng không chỉ bảo vệ tánh mạng mà thôi. Thậm chí, so với đại thiên trọng lâu trưởng những thứ này 9 tầng trời thần thuật,
cũng không xính hơn để cho. Ngay lập tức, ba đạo giống nhau như đúc phân thân ngay tức thì liệt biến ra, kinh khủng nhất phải, ba đạo phân thân, tu vi đều là cùng bổn tôn độc nhất vô nhị. Ba thân vây trận Lạc Gia Chí Tôn, lần này, mạnh như Lạc Gia Chí Tôn, cũng là không thể không toàn lực ứng phó. Vèo, một đạo phân thân đổi lại thân hình, hướng Thiên Uyên dưới đi. Ngươi, Lạc Gia Chí Tôn biết Thái Thần muốn làm gì, lúc này sắc mặt trầm xuống. Ngươi và người ngươi, liền toàn lưu lại đi. Thái Thần lãnh đạm mở miệng nói, ta muốn các ngươi đều chết, lễ truy điệu Thái Thần núi Linh. Thời khắc này Thái Thần ngoài núi vây, vô số tu giả đều dựng, sự việc phát triển đến bước này, đã không phải là bọn họ cường giả loại này có thể thao túng chiến cuộc. Oanh! Thái Thần một đạo thân ảnh vung tay lên, Chu Uyên và Diệp Thần liền trở lại an toàn chi địa. Thái Thần tiền bối! Thiên Tuyết Tâm mở miệng mới vừa muốn nói gì, phong tư cái thế nam tử nhẹ nhàng khoát tay một cái, dặn dò. Trước cầm luân hồi chi chủ và Chu Uyên thu xếp ổn thỏa, chuyện nơi đây rất nhanh liền sẽ giải quyết. Nói xong, Thái Thần đầu ngón tay nhẹ một chút, dịu dàng ánh sáng bao phủ Linh Cực cùng Vô Cực hai vị đệ tử, bọn họ chỉ là thần hồn rạn nứt, thương thế không tính là nghiêm trọng. Sư Tôn, hai người thong thả tỉnh lại, thấy người trước mặt ảnh, đều là vui mừng. Thái Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói các ngươi rời đi nơi này đi, các ngươi phải làm là giải quyết tốt, năm đỉnh cùng bên trong đỉnh đúc lại là một, giao cho các ngươi và Chu Uyên, đi đi. Linh Cực Vô Cực nhưng là cự tuyệt, bày ra tư thế chiến đấu, thể phải cùng Thái Thần núi cùng chết sống. Đi đi, đừng chậm trễ. Thái Thần hời hợt tỏ ý hai người rời đi. Oanh! Rồi sau đó, một đôi tròng mắt nhìn xuyên thế gian khổ nạn, Thái Thần tụ thủ một chiếu rọi, từng đạo thần thì tàn phá lên, cắt rời hư không tới. Thiên Đế Quyền! Vẫn là hời hợt một quyền, Hoàng Kim Thần tức chợt hiện. Cùng đại nhật vậy lóa mắt hoa mỹ sát phạt lực phá vỡ chân trời, dường như muốn lần nữa ngăn cách thời gian. Một quyền này, đem thiên địa đại lộ áp chế nhúc nhích không được, cả tòa thế gian có ước chừng là thuần túy hủy diệt. Thái Thần ra tay, hắn quanh thân tách thả ra kim mang, làm người ta không thể nhìn thẳng, đột nhiên bạo tàn ánh sáng hóa thành từng đạo sắc bén mảnh vỡ, vạn cổ vạn linh. Nháy mắt tức thì, máu chảy thành sông, nơi này mỗi một tấc đất bùn, đều mang máu đỏ tươi khí. Thiên địa đại lộ, lúc đầu trận chiến ấy, là như vậy mà sống. Thái Thần tự lẩm bẩm, hấp thu phục Tô Long hồn nghịch lân tinh thuần lực, hắn tu vi so với lúc trước, cường đại hơn. Mượn thiên địa đạo tắc thế phát động đánh giết vốn là vô địch nơi này giới, thời khắc này hắn, tựa như chính là một giới này giới vương, đem đạo tắc nơi áp chế, mơ hồ có diệt một khối thế giới phong. Coi thường vạn linh vẫn diệt, thiên địa quy tịch, sông máu rót ngược cầu vòng, cái này một sát kiếp. Chính là Thái Thần một người sở khởi, hắn không sợ. Thây phơi khắp nơi Thái Thần núi, liền thành phiến rừng rậm cây cối cũng ngâm ở sông máu bên trong, một ngày này, rơi xuống rất nhiều võ giả di hài, chất đống như núi. Linh Cực cùng Vô Cực chưa từng quay đầu xem, cần tuân sư tôn dạy bảo, hướng núi sâu đi. Hai người dư quang vẫn là quét ngã cái gì, than nhẹ một tiếng, bóng người tiêu tán ở núi sâu bên trong. Mà giờ khắc này, sống sót những người đó thấy vậy, đều là sợ hãi hồn tán, ánh mắt giống như xác sống vậy đờ đẫn, không dám có bất kỳ động tác. Các ngươi có thể biết phá vỡ giới này giá phải trả. Thái Thần thấy vậy, đáy mắt chỗ sâu hàn mang chớp mắt, nơi này có vài người, hắn lại là quen biết. Vô tận năm tháng trước chém ra tranh nói, bọn họ bên trong có người, đều là đi theo Lạc Gia Chí Tôn trước người tùy tùng. Ta nhớ ngươi, Lạc Xuyên bên người người làm, thật giống như họ Phương. Thái Thần chỉ một cái trong đó nam tử, chợt xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía một người khác, nhàn nhạt nói, người kêu Tào Long. Đều là khuôn mặt quen thuộc. Cười lạnh một tiếng, Thái Thần thẳng quát lên, người cùng tự vận nơi này, lấy quanh thân huyết khí lực dựng dưỡng mảnh thiên địa này, tới tạ tội. Giờ khắc này Thái Thần liều lĩnh bá đạo hiện ra hết, mái tóc dài bay lượt, xuyên thấu lực thanh âm bao trùm cả tòa Thái Thần dãy núi thậm chí còn sâu hơn, Thiên Tuyết Tâm. Linh Cực Vô Cực các người nghe vậy, đều là thân hình run lên. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy Thái Thần tức giận. Vẫn là cơn giận đốt trời. Nếu không phải từ, ta định giết tới gia tộc các ngươi, diệt các ngươi toàn tộc già trẻ, lấy an ủi nơi đây Linh. Lạc Xuyên cũng không giữ được các ngươi, ta nói. Hôm nay, hắn vậy tùy các ngươi cùng vãng sinh.
Thái thần Mão Vương miệng bên trên, mơ hồ tràn ra một tia huyết sắc sát khí, trong mắt đổ ánh tinh thần, hắn hai cánh tay vòng ngực, mắt nhìn xuống bá tánh. Phịch! Hạng nhất võ giả suy tính chốc lát, tựa hồ hạ định quyết tâm, một trường vỗ vào thiên linh xây tự bạo, đầy trời máu tươi vãi hướng hư không, ánh sáng màu vàng chiếu sáng, làm được tất tất cỏ cây lại xuất hiện manh nha sức sống. Có một thì có hai, liên tục nổ ầm nổ tung tiếng bên tai không dứt. Bọn họ không có lựa chọn. Phịch, phịch, phịch. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều võ giả đồng loạt tự bạo, rung động này một màn, phát sinh ở Thái Thần núi. Ở sau đó, Mão Vương miện Thái Thần xông về hư không chỗ sâu, trên 9 tầng trời từng đạo màu máu sấm sét lan tràn không giảm, kéo dài mấy chục tức, trên bầu trời cách mỗi lúc nào chính là có thể nghe được truyền tới rung động hoàn vũ gào thét. Ngươi dám! Lạc Gia Chí Tôn bị Thái Thần hai đạo phân thân nơi quấn. Nhưng vậy cảm nhận được mình người mang tới hơi thở ở từng đạo giảm nhanh, không khỏi được tức giận, nhưng đối mặt hai đạo phân thân giáp công, cho dù hắn vô lượng cảnh tu vi, cũng không rảnh chiếu cố đến. Cuối cùng, Lạc Gia Chí Tôn lại cũng không cảm giác được chút nào hơi thở, Thái Thần nhưng là vào giờ khắc này biến dạng hư không tới. Trước thu chút lợi tức, Lạc Gia sổ nợ này, ta và ngươi từ từ coi là. Ba thân hợp nhất, Thái Thần phong tư chắc tuyệt. Quanh thân lượn quanh nhàn nhạt oanh chiếu dọi mơ hồ đem đại lộ quy tắc áp chế, bên trong bầu trời tinh thần đều là ảm đạm thất sắc. Ngươi, đột phá! Hai đạo phân thân chính là đè được Lạc Xuyên không thở nổi, hôm nay ba thân hợp nhất, Thái Thần trong giơ tay nhấc chân đều là mơ hồ có một cổ thế ở phun trào. Phải biết, vô lượng cảnh, mỗi vượt qua một cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn. Thậm chí phải bỏ ra giá cực lớn. Nếu không Thái Thượng thế giới nhiều năm qua như vậy, cũng không khả năng một mực bị vạn khư xưng bá. Đáng chết, lui. Giờ khắc này, Lạc Xuyên nảy sinh ý rút lui, hắn cũng nhận được Tử Hoàng Tiên Cung mời, cũng phải mang người tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, nếu là ở cái này giờ phút quan trọng bị thương, vậy thì giá phải trả to lớn. Giết! Thái Thần một đôi thiết quyền tạc xuyên vạn linh, quyền mang biến dạng hư không tới, ở một khắc kia, Lạc Xuyên cảm nhận được liền uy áp, đó là thực lực và võ đạo tuyệt đối nghiền ép. Ngày xưa mỗi một cái bị Thái Thần Thiên Đế quyền xuyên thủng linh hồn cũng đang gầm thét, một màn tiếp một màn ảo ảnh đi theo quyền mang tới, đó là vô số cường giả điệp huyết tình cảnh, làm đáy lòng người run sợ. Lạc Xuyên hai tay ngưng tụ tinh thần lực, mỗi một ngôi sao đều bị dẫn dắt, lấy thương khung làm sông, tạo một cái thiên uyên ngăn cách Thái Thần nhất kích. Lạc Gia người gần đây dẫn lấy làm hãnh diện tinh tượng lực, nghe khóa giới chiến đấu, uy năng sâu hơn, hôm nay ta liền thử một lần. Thái Thần thấy một đạo thiên uyên thẳng bị Lạc Xuyên lấy hai tay hoành đẩy mà thành, khẽ mỉm cười nói. Lấy thương khung bên trong muôn vàn tinh thần làm cách, Lạc Xuyên kinh khủng tinh tượng lực đem toàn bộ dẫn dắt, hỗn độn ở đó tinh hải thiên uyên bên trong tràn ngập, tự thành một vực. Màu đen hủy diệt lực cùng màu xám cho tinh thần nước xoáy sức hút dây dưa hòa hợp, xếp thành biển uyên, kinh khủng lực lượng ở xen lẫn. Một ít nhỏ yếu tinh thần không chịu trọng áp thẳng vỡ nhỏ. Vô số tinh thần mảnh vỡ lắp đầy biển uyên đi theo dâng trào, lực cắn nuốt bàng bạc, kỳ dị vô cùng. Chớ nói đi sâu vào, cho dù là đến gần, cũng sẽ bị vậy vực sâu sức hấp dẫn cắn nuốt, tiến tới vặn cổ. Điều này kinh khủng thiên uyên biển, hướng ngang ngược dòng lan tràn nguyên phiến Thái Thần núi thương khung biên giới, Thái Thần bên trái, Lạc Xuyên bên phải. Người đây coi như là cầu xin tha thứ sao. Thấy này cùng thủ đoạn phòng ngự, Thái Thần hừ lạnh một tiếng. Lãnh đạm nói. Lạc Xuyên con người đông lại một cái, nghiêm giọng nói, đừng lấy là bước ra một bước kia, ngươi liền chân chính nắm giữ thế giới, ngươi còn không thành công làm tiên đế, lại là và Vũ Hoàng cổ đế, Nhâm Phi Phàm các người chênh lệch vạn dặm. Bỏ ra Vũ Hoàng vô thiên Nhâm Phi Phàm những người này, tiền gia cường giả đều không dám cản rỡ như vậy. À, phải không, không tệ thủ đoạn, nhưng vẫn là kém một chút ý. Thái Thần đảo mắt nhìn thương khung. Trong mắt như đuốc, hai đạo tinh mang bắn ra, làm được trong bầu trời thiên đạo quy tắc vây quanh thân mình, vô số đạo màu vàng tím tia chớp, mang theo trấn áp chư thiên uy thế, mỗi một bước bước ra, đều là làm bên trong bầu trời chấn động một cái. Thời khắc này Thái Thần, đại biểu một giới này hết thảy nói, vạn pháp đều là phá. Lạc Xuyên nhưng là mượn thương khung thế, lấy biển uyên cự, hắn quanh thân phun trào tinh sương mù, liều chết đánh một trận. Thiên địa đạo vận. Há không ai có thể kháng. Thần minh cũng vẫn. Nhớ, đây không phải là chém ra,
cũng không phải thái thượng thế giới, mà là ta thái thần núi. Thái thần mang trưởng, cả tòa thương khung đều là đang hưởng ứng, tựa như muốn thần phục. Vạn pháp đều là không. Ra lệnh một tiếng, Lạc Xuyên lấy tự thân tinh tượng lực nơi chắn tinh hải thiên uyên lại là đổi ngược, nước xoáy trung tâm văng tung tóe, tinh thần lực tán loạn, hóa thành chấm oanh chiếu rọi tản đi, hết thảy đều ở đây làm tan rã. Kể cả Lạc Xuyên thân xác, đều ở đây cùng tán loạn. Muốn áp chế ta, vọng tưởng. Trong nháy mắt khổng lồ thần hồn lực hiện lên, Lạc Xuyên trong nhất niệm, đem thân mình dung vào mênh mông bao la trong bầu trời. Một hơi lóng lánh ánh sao màu đen nước xoáy từ từ khuếch trương mở, bên trong mưa máu đảo huyền nhỏ xuống, tiếng nổ lăn lăn, sấm sét xen lẫn thành lưới. Kết thúc đi, thần đế quyền. Thái thần nguyên cái cánh tay phải cũng đang lấp lánh chói lọi, một quyền đánh ra, phù văn thần bí hiện ra thương khung, sát phạt hơi thở đều ở đây khắc vào đại lộ quy tắc bên trong, càng ngày càng nghiêm trọng, miễn cưỡng không ngừng, hắn vận dụng một kích mạnh nhất. Huyết quang tản ra, hết thảy đều ở đây mục nát. Thiên đạo ở sụp đổ, hết thảy đều ở đây hủy diệt, bị phá bể. Thương khung vững chắc không gian mơ hồ có dạn nứt thế, vậy phiến thế giới không biết ra, ánh sáng tràn vào, chìm ngập hết thảy, càn khôn đều ở đây treo ngược, thương khung rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Mà giờ khắc này ở phía dưới thiên tuyết tâm chỉ gặp hoàn toàn sụp đổ hắc vắng vẻ vô cùng thương khung lại ngay tức thì sáng như ban ngày, ánh sáng chói mắt còn ở phát lực, liền nàng cũng là bị bắt buộc đóng chặt hai tròng mắt. Con ngươi nhưng vẫn là cảm thấy một hồi đau nhói. Loại cấp bậc này chập chờn, cho dù là thiên huyền cảnh, đều là khó mà sống sót, thân máu thịt, căn bản không cách nào chống lại. Không biết kéo dài bao lâu, chẳng biết lúc nào, vậy tràn vào chói lọi ảm đạm mà rơi mạc, thương khung bên trong, vạn tượng tinh thần toàn diệt, yên tĩnh đáng sợ. Nguyên bản ánh sao sáng chói bên trong thế giới, rơi vào một phiến hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả tinh thần bị đánh nát hóa là bụi bặm, không một ngoại lệ. Tí tách, đó là máu tươi đang chảy xuôi. Mờ tối bên trong, Lạc Xuyên chỉ có một nửa thân thể đang ngọa nguậy, nơi cổ máu phun ra, máu rầm rề thịt vụn ở nảy sinh, nhưng lại ngại vì đại lộ uy áp, rất chậm chạp. Hiện tại người có thể rõ ràng, tự làm bậy, không thể sống. Thái thần lau một cái vết máu, cùng thê thảm Lạc Xuyên so sánh. Hắn chỉ là vạt áo vỡ vụn một nửa, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch mà thôi. Oanh! Còn có dư lực thái thần lần nữa một chưởng vỗ xuống, đem Lạc Xuyên thân xác hoàn toàn chen dáng trần ai. Thái thần! Một tiếng quát chói tai gào thét, một cái đầu lâu phóng lên cao, ở trong bóng tối chạy trốn xa đi, thái thần vốn dự định truy kích, thấy vậy biến dạng bầu trời ánh sáng cũng có hồi phục giống, chợt lấy đại lộ lực chân áp. Đợi đến phục hồi tinh thần lại. Lạc Xuyên đầu lâu sớm đã biến mất tung tích. Đáng tiếc, không có thể cầm ngươi lưu lại, bất quá Lạc gia mất đi ngươi cái này kình thiên trụ, vậy cách diệt vong không xa. Chắc hẳn Lạc gia cũng không cách nào tham gia thái thượng công đức chiến, đến lúc đó cũng không có tư cách đối Diệp thần âm thầm ra tay. Thái thần lẩm bẩm nói, mấy đại đế tộc tới giữa lẫn nhau cản tay, Lạc gia chí tôn lần này trọng thương một số gần như chết, còn lại mấy nhà tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngay tại lúc này, Thái thần đột nhiên cảm giác được cái gì? Hắn con người đông lại một cái, hướng một phương hướng đi. Rất nhanh, liền thấy hư không một cây thần thụ dưới đứng một người đàn ông. Tất cả phù không cự kình lướt qua. Đó là cự kình thần thụ khí tượng. Thái thần hơi kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm lại có thể quan sát nơi này hết thảy, nhưng vì sao mới vừa rồi không ra tay. Đồng thời, Thái thần cảm nhận được liền Nhâm Phi Phàm thiên đế kim luân thế. Đây là biết bao kinh khủng lực lượng. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm muốn, một hơi thở nói không chừng liền có thể giải quyết mình. Hắn cố nhiên ở vô lượng cảnh bên trong không kém, nhưng đối mặt Nhâm Phi Phàm cái loại này tiên đế cấp bậc, lại chấp trưởng thiên đế kim luân, căn bản không có chiến tư cách. Nhâm tiền bối, Thái thần chắp tay nói. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói thẳng, làm không tệ. Thái thần vẫn là quyết định đem nghi ngờ trong lòng nói ra, nói. Vì sao mới vừa rồi ngươi không ra tay? Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng động một cái, có lẽ hết thảy cũng có thể giải quyết. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái Diệp thần phương hướng, cười nói, bàn cờ này, càng ngày càng phức tạp, không không thời không một ít thứ và thực tế càng phát ra dây dưa, ta như ra tay, luân hồi trận doanh liền sẽ nguy hiểm một chút. Huống chi, đây đối với Diệp thần mà nói, là chuyện tốt, đối ngươi mà nói, vậy là chuyện tốt.
Tốt lắm, nếu chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi, không cần nói cho Diệp thần ta đã tới. Lời nói rơi xuống, Nhâm Phi Phàm cùng với vậy cự kình thần thụ cũng tiêu tán ở thế gian. Phảng phất từ không tồn tại qua. Thái thần tại chỗ dừng lại hồi lâu, không nghĩ nhiều nữa, chính là hướng Diệp thần đi. Lúc này Diệp thần đã khôi phục mấy phần, hắn nhìn về phía thái thần, mới vừa muốn nói chuyện, thái thần nhưng mở miệng trước nói. Ngươi là như thế nào tìm được Phục Tô Long Hồn? Diệp thần cũng không nói nhảm, đem khí thế tuyệt cảnh cùng với tà kiếm cửu sự việc nói ra. Khí thế tuyệt cảnh chưa tính là bí mật gì, huống chi thái thần cũng coi là luân hồi trận doanh. Nguyên lai là như vậy. Thái thần cẩn thận lắng nghe Diệp thần giải thích trải qua, khí thế tuyệt cảnh đỉnh thứ 7 bên trên, thiên tuyền lộ vẻ ấn, Phục Tô Long Hồn hiện thế, tinh thuần lực bị tuyệt thế kiếm tu tà kiếm cửu khẳng khái tặng cho, giá phải trả chỉ là tìm về một thanh kiếm mà thôi. Lấy 2 tháng kỳ hạn, như thì không cách nào đem thần kiếm mang về, tu được tuân thủ lời hứa, chấm dứt cảnh thủ hộ giả lực, giải trừ phong ấn, tùy ý họ rời đi. Tiền bối, cái này trong đó, chẳng lẽ có cái gì cạm bẫy? Diệp thần thấy thái thần ấn đường co rút nhanh, cũng là ý thức được chuyện không đơn giản, trước đây là cứu thái thần cho không được ngẫm nghĩ, hôm nay kết thúc lại xem, tà kiếm cửu khẳng khái tựa hồ có mưu đồ khác. Thái thần đứng dậy, không nói một lời, đi qua đi lại. À! Sau một lúc lâu, thái thần khẽ than một tiếng. Chẳng lẽ là vậy tà long chu hồn kiếm? Diệp thần sinh lòng không ổn, xem ra kiếm này không có tà kiếm cửu nói như vậy phong khinh vân đạm có thể lấy. Thái thần suy nghĩ nửa khắc, từ từ mở miệng nói. Xem ra hết thảy đều là thiên đạo luân hồi. Ta trước khi hôn mê từng lần nữa dặn dò các ngươi chạy trốn xa, ta tự thân thương thế lại rõ ràng bất quá, không có cho ngươi biết cửa nguyên nhân cuối cùng chính là cái này Phục Tô Long Hồn cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Trước không nói thiên tuyền tung tích không chừng, cho dù là tìm được, lấy ta khi đó trạng thái, vậy tuyệt không phải Phục Tô Long Hồn địch, mà ngươi. Ngươi đi trước, bất quá là tăng thêm dưới vuốt một món vong hồn thôi. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái tà kiếm cửu, lại cùng Long Hồn nhập bọn, khó trách khi đó lời đồn đãi sẽ như vậy. Nếu là thật thực, như vậy chuôi này tà Long Chu Hồn kiếm, ngươi chính là tìm được cũng không cách nào đem mang ra khỏi. Thậm chí ta, chỉ sợ cũng không có sức. Diệp thần nghe vậy cả kinh, liền thái thần lực lượng đều không cách nào đặt chân thần bí vực, thật không vui sao. Nhìn thấy Diệp thần hoang mang ánh mắt, thái thần cũng là biết được hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ chốc lát sau mới mở miệng giải thích. Người đi thái thượng thế giới, cũng biết thái thượng thế giới thế cục phức tạp. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, cho dù là Nhâm Phi Phàm thiên nữ cùng với Vũ Hoàng cổ đế bọn họ. Ở cái này ở giữa thiên địa, có rất nhiều địa vực một khi đặt chân, cũng là sẽ vẫn diệt. Ví dụ như giới bên trong một bụi cỏ, thậm chí một khối đá vụn, đều là có thể gây tổn thương cho bọn họ. Thái thần giải thích, Diệp thần ngẩn ra, lẩm bẩm nói, Nhâm tiền bối, thiên nữ tỷ tỷ ở thái thượng thế giới cũng có sợ hãi tồn tại. Gặp mặt không có quan sao. Thái thần tiếp tục giải thích nói, tà kiếm cửu ở thái thượng thế giới xông ra cực lớn danh tiếng. Ngày xưa chính là một đời đỉnh núi kiếm tu, sinh sát vô số, ta cùng hắn cũng không quen biết, chỉ là nghe sau đó tựa hồ bị một vị trấn áp, đó là hắn cả đời bên trong duy nhất bại bút. Xem ra tên này quả thật giữ lại hậu thủ, liền thiên tuyền cùng Phục Tô Long Hồn đều là cam nguyện là hắn thấp nghi. Người nói, cái này tà Long Chu Hồn Kiếm, há có thể phàm là vật. Thậm chí và trong tay ngươi luân hồi thiên kiếm so sánh, vậy không kém quá nhiều. Thái thần liên quan tới tà kiếm cửu hết thảy, cũng không tỉ mỉ biết rõ, vậy chỉ là từ trên phố nghe được lời đồn đãi thôi, dẫu sao một đời cự phách tiêu vẫn, tại đương thời mà nói, cũng là một cọc náo động chuyện, nhưng nội tình cụ thể liền không cách nào xác định. Nói như vậy, tà Long Chu Hồn Kiếm cái này cùng bá đạo pháp bảo, định sẽ có rất nhiều người mơ ước, nhưng sau đó vì sao biết cái này dạng? Diệp thần nghe được chặc chặc lấy làm kỳ. Xem ra mình thấy cái đó có chút hơi có vẻ lôi thôi người đàn ông đồ đen, lại cũng ở thái thượng thế giới lưu lại như thế nhiều truyền thuyết. Dựa theo người này thực lực, sợ rằng năm đó cũng là đã tham gia thái thượng công đức chiến. Biết hay không vậy bắt lại không tầm thường thành tích. Thái thần nói tiếp, người muốn hỏi, vì sao sau đó kiếm này im hơi lặng tiếng. Diệp thần gật đầu một cái. Chỉ có 2 loại có thể, thứ nhất nó theo tà kiếm cửu một khối bị phong ấn. Lời vừa nói ra, 2 người đều là khẽ gật đầu một cái,
Thái thần liền tiếp tục nói, nếu ngươi đã gặp qua tà kiếm cửu, liền hắn cũng ở đây tìm kiếm này, vậy liền thuyết minh loại thứ hai có thể. Loại thứ hai có thể chính là, tà long chu hồn kiếm bị chính hắn ẩn núp hoặc là phong ấn ở liền một chỗ nào đó. Cho nên muốn lấy kiếm, khó như lên trời. Thái thần than nhẹ một tiếng, khoản giao dịch này, là thật bị bẫy. Cho nên, tà kiếm cửu mục đích căn bản vốn cũng không ở lấy kiếm, có dụng ý khác, hắn đây là đang biến hình để cho ta thả hắn rời đi tuyệt cảnh. Diệp thần trầm giọng nói. Trước đây lấy thủ hộ giả kim ấn lực giải khai tiêu ngục gông xiềng những ràng buộc thời điểm, đã bị hắn nơi cảm thấy sao? Thái thần lần nữa mở miệng nói, tà kiếm cửu mục đích tuyệt vượt quá như thế đơn giản, nếu thật là như vậy, bằng vào chính hắn cùng phục tô long hồn lực, lấy người trước mắt tu vi, bọn họ cưỡng ép xông phá phong ấn, là mệt không cư trú. Diệp thần im lặng, phục tô long hồn nghịch lân tinh thuần lực chính là làm được thái thần không chỉ có hết bệnh, tu vi lại là tiến thêm một bước, như vậy hắn bổn tôn tất nhiên cũng là đã sớm đặt chân vô lượng cảnh, càng không cần phải nói vậy cưỡi ở đầu rồng trên tà kiếm cửu. Không qua bọn họ đang kiêng kỵ, sẽ là cái gì? Đã có một lực phá phong thủ đoạn, nhưng như cũ vẫn là bày cuộc mời Diệp thần vào hũ, là muốn binh không máu nhận. Ta hiểu ý, là vậy đồng xanh thần quan. Diệp thần linh quang chớp mắt, nghĩ tới Thanh Vân thôn một nhóm, bị tạm thời áp chế lực lượng thần bí quan tài. Lúc trước sát thí đại đế và những người khác, đối với lần này vật cũng khá là kiêng kỵ, nếu như tà kiếm cửu đang kiêng kỵ cái gì, nhất định là nó. Cho dù là thoát khốn, hắn cũng không muốn trở thành thần bí kia đồng quan tù nhân, đây là đang bố trí chống đỡ. Như ta có thể tìm về tà long chu hồn kiếm, đối hắn mà nói, lại là nhiều một lá bài tẩy. Như ta không cách nào tìm về, liền được tuân thủ lời hứa thả hắn rời đi, như vậy binh không máu nhận, hắn cùng phục tô long hồn vẫn bảo đảm tột cùng nhất chiến lực, bọn họ mục tiêu, là vậy thần quan. Diệp thần mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Thái thần cũng là trước mắt sáng lên. Vững vàng khóa thần bí quan tài đồng xanh tám sợi thông thiên liên đã qua hai, vốn là Thanh Vân thôn là vồ một đường sinh cơ lúc đó, đã toàn bộ nứt ra, nhưng cuối cùng nhưng là bị mây xanh bà lấy lực lượng thần bí ngăn cản. Khí thế tuyệt cảnh tựa hồ và cái này quan tài có không cạn sâu xa, ở sau đó, nó chính là yên lặng. Mà ta trở thành hiện đảm nhiệm Thanh Vân thôn tôn chủ, trong này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Lại làm được hai đại đỉnh núi chí tôn mơ ước, xem ra giải khai đây hết thảy bí mật, còn được từ tà long chu hồn kiếm vào tay. Diệp thần nhẹ giọng nỉ non. À, thái thần nghi vấn nói. Chỉ cần tìm được liền tà long chu hồn kiếm, chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động, vậy thì có và tà kiếm cửu rằng có vốn. Diệp thần trong mắt bên trong trải qua lau một cái sạch bóng, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Bất quá cái này tà long chu hồn kiếm hôm nay lại ở nơi nào? Đây có thể lại để cho Diệp thần phạm vào khó khăn. Diệp thần tính hạ tâm lai, thử nghiệm suy diễn thiên cơ, mở ra tinh thiên thủy kính, ngược dòng tà long chu hồn kiếm hơi thở. Nhưng tinh thiên thủy kính trên, nhưng là một phiến sương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy được. Diệp thần thời gian đầu tiên nghĩ tới tôn lão, nhưng chợt lại là lắc đầu một cái, hắn không hy vọng tôn lão lại dính dấp trong đó. Thôi, một mực chưa từng ngôn ngữ thái thần tựa hồ là đã quyết định chủ ý, cười nói, cùng ngươi cái này đứa nhỏ liên hệ quan hệ, liền là như thế nào cũng thoát khỏi không được. Vốn cho là mình trọng thương vừa chết, thì sẽ hoàn toàn chặt đứt cùng luân hồi chi chủ nhân quả, nhưng cục hẳn phải chết, nhưng là bị Diệp thần bản người miễn cưỡng hóa giải. Không hổ là luân hồi chi chủ. Chuyện ban đầu, quá mức rất xưa, còn muốn làm chứng không dễ dàng. Nhưng trùng hợp. Ta có khá một chút bạn bè từng mắt thấy tà kiếm cửu cùng đời trước bỏ đời luân hồi chi chủ đánh một trận, hắn nơi đó có lẽ có chút tin tức, đánh một trận sau đó, lấy cái lão già đó tính cách, sẽ không bỏ rơi cái này cùng đại bí mất động trời rời đi. Diệp thần nghe vậy vui mừng, thái thần nguyện ý trợ giúp mình. Ngươi từng cứu ta một mạng, lần này ta sẽ giúp ngươi tìm được tà long chu hồn kiếm, cũng coi là còn một nhân quả, dẫu sao, luân hồi chi chủ ân huệ, ta có thể thì không muốn thiếu. Ngươi muốn tham gia thái thượng công đức chiến, vậy chúng ta liền phải nhanh một chút tìm được vật này, nếu không ước định thời gian tất nhiên và thái thượng công đức chiến mâu thuẫn, cái này chỉ sợ cũng là tên kia âm mưu một trong. Thái thần nho nhã cười một tiếng, tử sam theo gió phiêu tán, tự nhiên tự tại. Một đời cường giả, buông xuống tư thái, nguyện theo Diệp thần đồng hành,
đây nếu là bị truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ kinh điệu đầy đất người cầm. Nếu có này nhóm cường giả đi theo, tìm được tà long chu hồn kiếm tỷ lệ đâu chỉ tăng gấp mấy lần còn không ngừng. Đã như vậy, đa tạ tiền bối. Diệp thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt thái thần ý, hắn vui vẻ còn chưa kịp. Thái thượng thế giới, một nơi thần bí giới. Thái thần mang Chu Uyên cùng Diệp thần xé nát hư không, đạp tinh tới, so với Côn Bằng, do hữu quá chi, dưới chân ánh sáng, bước ra một bước, chính là đấu chuyển tinh di. Rắc rắc, cách đó không xa, chính là bao la đất cát, không có sinh cơ chút nào hiện ra, liền thân cây đều là trơ trụi, trăm dặm tích chữ một. Diệp thần cùng Chu Uyên quan sát chung quanh, không khỏi được hai mắt nhìn nhau một cái. Công tử, người nói sư tôn có phải hay không lão hồ đồ, đi lầm đường. Chu Uyên nhỏ giọng thì thầm. Thật ra thì vậy oán không được Chu Uyên có lời ấy bàn về, liền liền Diệp thần cũng là sững sờ, khu vực này làm sao xem, cũng không giống là thế ngoại cao nhân nơi ẩn cư. Thái thần nhặt lên bên chân một viên cát đá, đặt ở lòng bàn tay, thẳng bóp vỡ. Oanh! Một cát chướng mục, lần nữa nhìn xem dưới, vô huyền vực ba chữ to hiện lên. Đồng thời, hình ảnh biến đổi, từng ngọn đại sơn giống như sư tử được vậy ngạo thị nhìn xuống mặt đất, trên bầu trời, tường vân huyền như du long vậy trùng điệp không ngừng, vách núi chỗ, mọc như rừng nhánh cây duyên triển giống như bay phượng đậu, mỗi một tấc đất cũng đang phát ra không giống nhau rực rỡ hào quang. Cái này, Diệp thần con người đông lại một cái, hắn đi qua thái thượng thế giới không thiếu địa phương. Nhưng chỗ này địa giới có một loại không nói được đặc thù cảm giác. Đây cũng là vô huyền vực. Ở nơi này là vô huyền vực à, đây là thiên cảnh. Không không không, là nhân gian tiên cảnh. Chu Uyên kinh hô thành tiếng, cùng là tuyệt đại cao thủ chỗ ở, nhà mình thái thần núi chỉ có mấy tòa lụi bại nhà lá, cảnh tượng mặc dù còn được, nhưng cùng trước mắt so sánh, chênh lệch quá xa. Đây cũng là Chu Uyên lần đầu tiên bước vào thái thượng thế giới. Có ai không? Chu Uyên hét lớn một tiếng, cách đó không xa ở giữa rừng, vạn vật phân bay, linh điểu dương cánh phủ diêu, ma cầm kêu nhẹ quát chói tai. Người nào dám can đảm ở vô huyền vực lỗ mãng? Cách đó không xa thiên lôi lăn lăn, không biết là tiếng quát vẫn là tiếng bước chân, rung động chu vi ngàn dặm chấn động một cái. Một cái có chừng trăm trượng cao màu máu sư tử chạy như điên tới, so với Sơn Xuyên cũng cao hơn ra một nửa, nghe được Chu Uyên thanh âm, nó ở chỗ này cản đường. Huyết sư, năm đó ở thái thượng thế giới danh tiếng cũng không nhỏ, đáng tiếc vạn khư tàn sát bọn họ nhất tộc, năm đó hắn tổ thượng gầm một tiếng có thể chấn vỡ thương khung, là xa thời xưa tuyệt hung thú một trong, lão tiểu tử này, lại có thể lấy được hắn còn sống thế gian đời sau huyết sư giữ cửa. Liền thái thần cũng không khỏi được chặc chặc khen, vị này nhiều năm không thấy lão hữu, lại có như vậy nhã trí chi tâm. Dĩ nhiên, lấy hắn thủ đoạn nếu là đi tìm. Cũng có thể làm một ít dị thú thủy cầm tới hộ viện trong nhà, nhưng thái thần tính cách hiển nhiên không phải như vậy, nếu không cũng sẽ không tiến lên đi thái thượng thế giới, mà ẩn núp tại thái thần núi. Chúng ta tới thăm. Chu Uyên lời mới vừa nói đến một nửa, chính là bị vô tình cắt đứt. Mạnh sông vô huyền vực, tự tìm cái chết. Huyết sư nóng nảy so nó quanh thân sắc thái còn muốn tươi đẹp bốc lửa, lúc này liền là đem ba người coi là cừu địch. To lớn móng vuốt hung hăng dẫm ở mặt đất bên trên, văng lên cát bụi đều phải đem Diệp thần các người chìm ngập. Nhiệt xúc, thật là lớn uy phong, chó giữ cửa cũng như vậy trong mắt không người sao. Chu Uyên cảm nhận được cái này huyết sư tu vi bất quá cùng mình xấp xỉ, đặt ở vực ngoại coi như là một khối cự phách, nhất là thành tựu hộ viện trong nhà dị thú, có này tu vi, nhưng lại gặp sau lưng chủ nhân có bao kinh khủng. Thiên đế quyền. Chu Uyên thấy có chiếc có thể đánh. Trong mắt bên trong nở rộ sạch bóng cũng có thể chiếu sáng cửu thiên, tay phải phù cốt chấp động, một đạo quyền mang chính là tập sát tới. Chu Uyên ở thần bí cổ thành lớn bên trong đạt được phù cốt truyền thừa sau đó, hắn lực lượng đã sớm đạt tới kinh người tầng thứ. Mấy lần huyết chiến, hắn tu vi lại có tinh tiến, cho dù là thời kỳ toàn thịnh lạc thiếu tới đây, cùng Chu Uyên chính diện giao thủ cũng có thể sẽ bị đánh chết. Trước mắt huyết sư, cảnh giới không tính là khủng bố. Làm sao có thể ngăn cản được Chu Uyên một quyền? Giống như ngôi sao quả đấm ở tiếp xúc huyết sư trong nháy mắt xé ra nó thân xác, một cái thấu lượng lỗ máu xuyên người mà qua, nó đau hống một tiếng, nhưng là bị quyền mang dư âm lực mang theo, trăm trượng thân thể bị quăng ra chân trời. Thiếu chủ nhân, có người bất kính vô huyền vực, mạnh sông. Thống khổ tiếng gào truyền ra,
đạo thanh âm này vậy theo huyết sư bị đánh bay bóng người dần dần biến mất không gặp. Nơi đây khúc nhạc đệm bất quá chơi đùa, Chu Uyên mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không thí sát người, một quyền ước chừng là cho huyết sư một cái dạy bảo, liền tiếp tục theo thái thần đi sâu vào vô huyền vực viếng thăm. Mấy người đi theo thái thần nhịp bước, thân hình chậm rãi rơi xuống đất, lại nửa ngự không mà đi, Diệp Thần tinh thông Phạm Thiên Thần công trận tự quyết, vậy nhận ra được cái này không trung tựa hồ có dấu sát trận, có phải là vì để chống ngoại địch đi sâu vào. Thái thần cẩn thận quan sát một chút con đường phía trước, chợt mở miệng nói. Cùng ta đi. Thân hình chớp mắt, quá sâu nhanh chóng về phía trước lao đi, Diệp Thần cùng Chu Uyên nhìn nhau, sát theo thái thần nhịp bước, một bước không dám đạp sai. Ở ba người sau lưng, sấm sét kích động, hư không vỡ vụn, rất nhiều miền đồi núi rừng rậm bị sức lực gió lay qua, nhổ tận gốc. Ba người dưới chân, ký hiệu thần bí đang không ngừng phun trào, nhưng là không có sát phạt lực hạ xuống thân mình. Oanh! Thái thần về phía trước một chưởng đánh ra, tựa hồ là cách không có vật gì vỡ vụn vậy, nhưng là không gặp. Ba người sau lưng, phổ biên nghiệp hỏa giấy lên ngất trời rực cháy mang, đem trăm dặm vùng lân cận hết thảy tất cả cũng cháy hết. Trận pháp này thế nào sẽ có một chút không không hơi thở? Diệp thần có chút bất ngờ. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng tới trải qua phi phàm. Thái thần nhẹ giọng mở miệng nói, nơi đây dùng bí pháp nào đó, hẳn là vì không không lúc nào không, người không nhìn thấu rất bình thường. Sau lưng trăm dặm ngất trời ánh lửa không tiêu tan, ba người cách đó không xa, một tòa khí thế khoáng đạt đại điện phơi bày ở trước mắt. Bầu trời điện. Lấy bầu trời hai chữ, ý cùng thương khung cùng nổi danh, thô bạo vô cùng. Sư tôn đã biết các ngươi ý đồ, xin trở về đi. Một đạo người mặc xanh nhạt đạo bào, ống tay áo cùng nơi cổ áo khảm trước giấy mạ vàng người tuổi trẻ chậm rãi đi ra, tựa như cùng cái thế giới này hòa hợp, từng bước sinh hoa, mười phần khủng bố. Da thịt của hắn hơi có vẻ sáng bóng, mắt sáng bên trong dị thường lộng lẫy, bên trái là hắc, bên phải là trắng, diễn hóa sống không ngừng. Ngươi là đệ tử của hắn. Cảm nhận được người tuổi trẻ trên mình hào hùng huyết khí lực, thái thần trong mắt khều một cái, mở miệng hỏi nói. Gặp qua tiền bối. Người tuổi trẻ hướng về phía thái thần khom người hành lễ nói. Không sao, người mới vừa nói cái gì, lão gia không tiếp khách. Thái thần thần sắc rõ ràng có mấy phần không vui, vì sao? Người tuổi trẻ nhẹ khẽ gật đầu, đáp lại, tiền bối, thầy của ta biết ngài đi lên vậy một con đường. Bất tiện dính nhân quả, hôm nay bỏ mặc tới đây làm thế nào, từ chối không gặp, xin hồi. Nói xong. Người tuổi trẻ hướng sau lưng chỉ một cái, đó là ba người lúc tới phương hướng. Luân hồi chi chủ, cứ như vậy để cho ngươi sợ sao? Các ngươi là đang sợ vạn khư, vẫn là đang sợ đa bảo thiên quân. Cũng hoặc là đang sợ không không thời không những bố trí kia người. Thái thần líu díu một tiếng, nhìn cách đó không xa khoáng đạt bầu trời hai chữ, giờ phút này lại là lộ vẻ được như vậy nhỏ bé. Chu Uyên thấy sư phụ và Diệp thần ăn tất, nhướng mày một cái. Động thân tiến lên mở miệng nói, ngươi lời nói tới giữa tuy khách khí, nhưng thực chất cùng mới vừa vậy chó giữ cửa vậy vô lễ, đóng cửa không tiếp khách. Đặt chân cái này vô huyền vực, liền ta cũng không ngờ voi thế gian có này tiên cảnh, nguyên lấy là hắn chủ nhân võ đạo và đức hạnh tuyệt không bình thường, quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt. Co đầu rút cổ một cảnh liền chúng ta cũng không dám gặp nhau, thật là buồn cười. Liền ngươi sư tôn đều là như vậy không chịu nổi. Chắc hẳn ngươi cũng là cá mè một lứa, bây giờ nhìn lại, liền vậy chó giữ cửa cũng không bằng, tối thiểu nó còn dám đánh một trận. Chu Uyên thấy thái thần và Diệp thần bị khinh thường, liền cường thế đáp lại. Tiểu đạo sĩ con ngươi đông lại một cái, đối đãi Chu Uyên xa không cùng lúc trước và thái thần chuyện trò lúc hiền hòa, mà là hỏi. Là ngươi tổn thương nó. Tràn đầy tường và khí tức tiểu đạo sĩ quanh thân, lại cảm thấy thấy lạnh cả người. Chu Uyên nhàn nhạt nói. Hắn cũng không phải là thái độ như thế, mà là hắn rõ ràng, chỉ có cầm sự việc làm lớn chuyện mới có cơ hội thấy sau lưng chủ nhân. Tiểu đạo sĩ kinh nghi một tiếng, không có cùng Chu Uyên vậy trổ tài miệng lưỡi tranh cãi, hai ngón tay cũng kiếm, hướng hắn thẳng tập sát tới. Ha ha ha, tới thật tốt. Chu Uyên thẳng tiến lên đón. Cảm nhận được kiếm chỉ tới giữa ẩn chứa khủng bố lực đạo. Liền liền một bên Diệp thần đều là chặt nhíu mày. Kiếm tu sao? Có thể xem hơi thở đối phương lại có điểm không đúng, cái này tiểu đạo sĩ tuyệt không phải vậy,
Chu Uyên, chú ý. Diệp Thần nhắc nhở. Nhất khí hóa tam thanh, có ý tứ. Tiểu đạo sĩ thẳng tiến lên đón. Ba đạo càn khôn thanh khí bằng thân, Chu Uyên cùng lúc trước đánh một trận lúc đó, hơi thở lại ngưng tụ mấy phần, xem ra dựa vào Thiên Uyên bước cảnh đánh một trận, làm hắn cảm ngộ lại vào một tầng. Cái này tiểu đạo sĩ. Diệp Thần mắt không chấp nhìn chằm chằm kịch chiến hai người, Chu Uyên đã trưởng thành lột xác khá nhiều, có thể vậy tiểu đạo sĩ vẫn là vân đạm phong khinh, thành thạo. Hắn mâu gian một xám một tràng ánh sáng yếu ớt đang lấp lánh, làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tử khí, sức sống, cái này hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở làm sao sẽ xuất hiện ở trên người một người, hơn nữa còn là như vậy kiêm dung, ở diễn hóa. Chu Uyên xuyên qua thiên địa cự lực chút xuống, vô huyền vực đại sơn ở vỡ nhỏ, vách đá trên vách đá dựng đứng, vô số chim hà chim vỗ cánh lên, lại bị lực lượng kia hung hăng lần nữa đè xuống. Rên rỉ tiếng nổi lên bốn phía, đủ loại hà vũ trải lạc thiên tế, bụi bậm bên trong, hai người thân hình khó bỏ khó phân. Xa ở ngoài trăm dặm chữa thương huyết sư đưa ra đỏ tươi lưỡi dài liếm liếm bụng sâu thấy tới xương lỗ máu, ngẩng đầu nhìn cả thiên địa cũng đang rung động vô huyền vực, thấp mi nói. Lực lượng thật kinh khủng, vô cùng là thuần túy, liền thiếu chủ nhân đều là không đạt tới. Bất quá! Nó lần nữa liếc mắt một cái chỗ vết thương đầm đìa lỗ máu. Đầu óc bên trong nổi lên tiểu đạo sĩ dáng người, tiến tới khóe miệng dâng lên một chút nhân tính hóa cười nhạt. Dư âm từng đợt tiếp theo từng đợt đánh vào cửu tiêu, bầu trời bên trong, từng đạo vô hình phù văn chớp mắt rồi biến mất, đè diệt Chu Uyên uy thế. Đây là, ngoài ra một đạo lực lượng, âm thầm còn có người xem cuộc chiến. Diệp Thần trong mắt yên tĩnh đóng, thần niệm lộ ra nhưng trừ thái thần hơi thở ra, không thu hoạch được gì. Nhìn lại Mão Vương Miện Tử Sam Thái Thần, ngược lại thì một bộ chuyện không liên quan mình ý, hí mắt nhìn xa hư không. Tiểu đạo sĩ cùng Chu Uyên cứng rắn đụng một cái sau tiếp liền lùi lại tránh, rất hiển nhiên, lực lượng kinh khủng này liền hắn đều là khá là nhức đầu, kéo ra khoảng cách sau đứng yên. Sống chết quay bánh xe. Tiểu đạo sĩ hai tròng mắt khép mở ánh sáng, diễn sinh ra một đạo trắng xám quay bánh xe, sát phạt lực khủng bố, mơ hồ làm được chín tầng trời sợ hãi. Rồi sau đó giữa trưởng hoành đẩy ra, chói mắt lưỡng sắc quang mang che trời, hướng Chu Uyên đánh tới. Thiên đế quyền. Kinh khủng lực lượng lần nữa phun trào ở vô huyền vực bên trong, lần này, nhưng là bị quỷ dị kia quay bánh xe cắn nuốt. Tử khí áp chế. Diệp Thần cao mày, vậy sống và chết diễn sanh lực, mười phần khủng bố, dính tất diệt. Rắc rắc. Nơi trung tâm nổ lớn, Chu Uyên hai đạo càn khôn thanh khí thẳng băng tán, theo vậy hôi vụ tản đi. Tiểu đạo sĩ chỉ kiếm huy động, sống chết quay bánh xe hai màu năng lượng quay về gộp lại, ở dưới chân của hắn, một xám một trắng hai màu lượn lờ, hóa thành một vòng trận pháp ra chỉ thân mình. Lại tới, nháy mắt tức thì, Chu Uyên uống tiếng vang lên. Lại là một đạo động trời quyền mang tập sát tới, cùng tiếng cùng tới, sắp đến trẻ tuổi tiểu đạo sĩ không cách nào né tránh. Tiểu đạo sĩ dưới chân trận sao sao chuyển, hai chỉ bên trên một xám một ánh sáng trắng mang bốc lên. Cũng làm chỉ kiếm về phía trước điểm tới. Rắc rắc. Một hồi giòn vang, hai mạnh va chạm dưới, kinh hồng quyền mang lại bị kiếm chỉ miễn cưỡng gãy, tán làm đầy trời mảnh vỡ kích động ra, vô huyền vực ra ngoài trăm dặm bí mật trong rừng giống như gió thu quét lá rụng vậy, một mảnh hỗn độn. Liên liên Diệp Thần, cũng là khẽ cau mày. Chu Uyên thiên đế quyền uy thế so với trước kia càng đáng sợ hơn, có thể nhưng vẫn đang bị cái này tiểu đạo sĩ tùy tiện hóa giải. Cái này. Vượt cấp năng lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trong mắt đông lại một cái, liền liền Diệp Thần mình vậy cảm nhận được liền khó giải quyết, vậy lực lượng thần bí, so với lúc trước giao thủ qua một ít mạnh mẽ tiên quân cũng là không xính hơn để cho. Kết thúc. Chu Uyên mặt mỉm cười, lạnh nhạt thanh âm vang lên, ngay tại mấy người ngẩn ra để gặp, một đạo kiếm mang trùng tiêu, từ tiểu đạo sĩ sau lưng mà đâm tới. Chính là ngày xưa đối chiến quá viêm đế lúc đó, cầm trong tay thanh linh kiếm. Suy rồi. Toàn thân tách thả ra thanh linh thân kiếm xuyên thấu qua tiểu đạo sĩ áo lót, một kiếm đi ngang qua. Dĩ nhiên, cũng không phải là tử chiến, Chu Uyên cố ý tránh ra chỗ hiểm. Tí tách, tí tách. Màu xám trắng máu ở rỉ ra. Tiểu đạo sĩ trước mặt Chu Uyên cười chúm chím đứng, nhưng là sau lưng một cái khác giống nhau như đúc Chu Uyên cầm kiếm phát động công phạt. Chu Uyên thằng nhóc này, lúc nào nhất khí hóa tam thanh lại có thể sử dụng phân thân.
Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, không hổ là thiên tài võ đạo, mỗi một lần sống chết đánh giết, cũng sẽ làm hắn tu vi tinh tiến. Mặc dù xa không đạt tới thái thần ba đạo phân thân, chỉ có hai đạo, nhưng đã rất kinh khủng, đồng bối tới giữa hiếm có địch thủ. Nhất khí hóa tam thanh. Tiểu đạo sĩ lau đi vết máu ở khóe miệng, xanh nhạt đạo bào bên trên mắc một chút xám, hắn cười nói. Tin đồn bên trong hóa ra ba đạo phân thân cùng bản thể thực lực độc nhất vô nhị, đại thành sau đó cùng cảnh vô địch. Xem ra ngươi nhất khí hóa tam thanh, tu luyện vẫn chưa đạt tới. Tiểu đạo sĩ trong mắt đưa ngang một cái, màu gian màu xám trắng lần nữa phun trào, quanh quẩn dậy hai đạo xương mù bọc quanh thân, dưới chân trận pháp dẫn động cửu tiêu ông minh, chỉ kiếm cũng làm bổ ngang tới. Rắc rắc, ngàn trượng kiếm cương uyển như du long vậy, đem cả tòa vô huyền vực che đậy, hướng Chu Uyên chiếm đoạt đi. Ngoài trăm dặm huyết sư thấy cửu tiêu bên trên quanh quẩn rồng xám, chiến chiến nguy nguy cúi người xuống. Vô số linh điểu ma cầm đóng cánh rơi xuống đất, bò lổm ngổm than nhẹ. Ca, kiếm cương chưa đến Chu Uyên phụ cận, hắn quanh thân quanh quẩn đạo thứ ba càn khôn thanh khí chính là đã băng tán, uy áp khủng bố vô cùng. Tiền bối, Diệp Thần nhìn về thái thần, cái này tiểu đạo sĩ cũng không phải là phàm thể, quả thực quỷ dị. Chu Uyên nếu như chống cự một kích này, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Thái thần tụ thủ một chiếu rọi, hướng về phía Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý hắn tới ngăn lại quỷ dị này tiểu đạo sĩ, dẫu sao trẻ tuổi đồng lứa tranh phong, hắn không tiện nhúng tay. Âm thầm đôi tròng mắt kia, tựa hồ vậy đang chăm chú nhìn vô huyền vực bên trong phát sinh hết thảy. Diệp Thần cười một cái, ngón trỏ phải ngón giữa khép lại làm kiếm, một kiếm chém ra. Hắn không hề dự định vận dụng thiết ngai vàng và cái khác, đơn thuần dùng võ đạo tới nghênh chiến. Chỉ có như vậy, đối mới vừa có cơ hội bị hắn võ đạo khuất phục. Thậm chí sẽ đưa tới vậy sau lưng gia hỏa. Vậy sau lưng gia hỏa thực lực tuyệt đối không kém gì thái thần. Kiếm năm, thanh thu ly ca. Trảm thiên cửu kiếm kiếm ý, đột nhiên nổ bể ra, giống như thanh thu bên trong tấu vang lên một khúc cách ca, nghiêm nghị ai uyển, động lòng người. Chỉ gặp tựa hồ gặp cái gì trở ngại, cửu tiêu trên rồng xám phát ra thống khổ kêu nhẹ, làm được vãn linh lòng rung động. Tiểu đạo sĩ đảo mắt nhìn về Diệp Thần, trong mắt híp một cái nhẹ giọng nói, nguyên lai là ngươi. Luân hồi lực lượng, tựa hồ là cảm nhận được liền luân hồi ý, tiểu đạo sĩ chỉ kiếm khép mở, tản đi uy thế, trên chín tầng trời dãy ruộng rồng xám thẳng tan giã bạo tán hóa thành đầy trời ánh sao. Tên này, nhìn thấu luân hồi lực lượng. Diệp Thần nhẹ giọng líu díu, lại còn mấy hơi thở, vậy rồng xám sợ rằng sẽ bị mình diệt giết, có thể hắn lại chủ động tan mất cái này cùng hào hùng lực lượng. Thật là khủng khiếp lực khống chế. Sống chết. Luân hồi. Thái thần nhìn trong hư không một màn, nhẹ giọng cười nói, có ý tứ. Như người đệ tử thua, ta xem người lão thất phu này còn có mặt mũi nào ở. Tử Sam tại kịch liệt dư âm bên trong vù vù vang dội. Thái thần nhìn chằm chằm trong hư không tình huống chiến đấu, không chớp mắt. Sư tôn, tên kia thật là lợi hại. Chu Uyên khẽ thở dài. À, nhìn mình cái này đồ nhi có chút ủ rũ cúi đầu, một bên thái thần liếc mắt. Cũng vậy, Chu Uyên thằng nhóc này đánh từ vừa mới bắt đầu chính là bị Diệp Thần nơi khuất phục, từ đó sau đó chính là lấy hắn là động lực, cùng thay thế bên trong ai cũng chưa từng coi vào đâu. Không cần như vậy. Ngươi nếu như tu hành xem hắn lâu như vậy, so vậy tiểu tử còn yêu nghiệt trăm lần. Thái thần cười nói, thể chất nguyên nhân, tìm hiểu con đường sinh tử, mới vừa có như vậy hiển hóa, ta lão hữu kia, nhưng mà ở ngươi còn không ra đời trước, cũng đã thu hắn làm học trò. Thái thần chỉ trên hư không tiểu đạo sĩ. Công tử kia có thể thắng sao? Chu Uyên lo lắng nói, bởi vì liền tình huống trước mắt tới xem, cái này tiểu đạo sĩ rất là khó giải quyết. Hắn các loại thủ đoạn, cơ hồ có thể khám phá vạn pháp. Một cái khổ tu trăm năm tìm hiểu sống chết ý chí tiểu thành. Ngoài ra một cái khác là chấp trưởng luân hồi tồn tại. Thái thần ý nói, rất rõ ràng. Tiểu đạo sĩ hai cây ngón tay thon dài cách không nhẹ nhàng điểm một cái, rồng xám bạo tán mà thành mỗi một viên ánh sao đều là hóa thành một chuôi thần kiếm, nháy mắt tức thì, đầy vải hư không kiếm thủ lóe lên hàn mang, ước chừng mấy trăm ngàn hơn. Đồng thời, dưới chân trận pháp ở điên cuồng vận chuyển, hấp thu tiểu đạo sĩ quanh thân huyết khí lực, sáp nhập vào trắng xám năng lượng bên trong. Lấy máu tự trận.
Lúc trước xem cuộc chiến Chu Uyên Diệp Thần cũng không chỉ là quang làm khách xem mà thôi, hắn một mực ở ngắm nhìn, cái này trắng xám thần bí vật chất, cũng không phải là từ bên ngoài đến, mà là tiểu đạo sĩ căn nguyên huyết khí. Hắn ở máu thịt bên trong khắc xuống liền sát trận, thời khắc mấu chốt có thể bằng tự thân huyết khí lực tự trận, làm thế công càng cái mũi nhọn. Kỳ quái, cái này vốn là chính là cục hẳn phải chết, nhưng là bị hắn bản việc. Xem ra mình vẫn là xem nhẹ đối phương. Nghĩ đến trước Chu Uyên một kiếm xuyên qua tiểu đạo sĩ thân thể, nhưng giờ phút này xem ra, tên này cùng mình như nhau, có cường đại sức khôi phục. Khắc sát trận vào cơ thể, bản đó là một con đường chết, nếu không thiên hạ võ giả vì sao không đều như vậy. Nhưng tên này nhưng là huyết khí cường thịnh, dù là lấy máu tự trận đều là xanh long hoạt hổ. Màu xám trắng máu, chẳng lẽ và không không có quan? Đúng rồi, tên này vậy sống chết hòa hợp lực lượng quỷ dị, cảm giác và luân hồi có chút tương cận, mà cho ta luân hồi cảm giác mãnh liệt nhất chính là đôi tròng mắt kia. Diệp Thần trong nháy mắt trong lòng có tính toán. Giờ phút này, trong hư không ước chừng mấy trăm ngàn chuôi sát kiếm hàn mang thật giống như lãnh nguyệt vẩy chiếu mặt đất, nhanh chóng tập sát tới. Tiểu đạo sĩ lấy huyết khí đốt sát trận lực lượng, một kiếm có thể khai sơn, nhất niệm có thể đổ biển. Thời khắc này mỗi một chuôi thần kiếm, đều là đủ để tiêu diệt thiên huyền cảnh đỉnh cấp võ giả. Thậm chí là phổ thông tiên quân. Chi chít may đầy hư không thần kiếm, hắn uy năng, có thể tưởng tượng được sẽ có kinh khủng dường nào. Chém. Tiểu đạo sĩ tháng bảo rủ xuống, hai ngón tay khép lại, khẽ hô một tiếng, cả tòa vô huyền vực đều là ở hắn dưới sự uy áp, bắt đầu tan vỡ. Sơn hà thổ mộc sụp đổ, nhật nguyệt đều xuất hiện nhưng ở cùng thời khắc đó gian vỡ nát, cảnh tượng mười phần kinh người khủng bố. Lão này, đệ tử đều phải cầm nhà phá hủy, vẫn là thờ ơ. Thái thần thấy vô huyền vực như vậy phảng phất thế ngoại đào nguyên mặt đất ở một tấc văng tung tóe, cũng là không khỏi thương tiếc. Vô số kiếm cương, liền vô lượng cường giả bày ra nhỏ kết giới đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Diệp Thần con người đông lại một cái, cuồng phát bay lượn, hét lớn một tiếng, nghênh thân lên, kiếm trong tay rời tay ném ra, hung hăng bắn về phía chân trời. Kiếm 8, sát tâm vô ngân, đạo linh lửa, dung. Đây là Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân. Nhưng Diệp Thần tạm thời thay đổi mấy phần, dung hợp đạo linh lửa ở giữa vậy đạo hỏa hoàng. Chắc hẳn sẽ càng kinh khủng hơn. Một kiếm này, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bước, đám người chỉ có thấy được một cái hồng mang thoáng qua. Rồi sau đó, ngay lập tức nổ bể ra. Vô biên tươi đẹp màn lửa từ thương khung trải xây, tất cả đều bị vậy một chuôi luân hồi thiên kiếm hấp thu, nháy mắt tức thì, vô cùng kiếm ý phun trào, kiếm đạo đang diễn hóa, từng cái nho nhỏ thần hoàng tựa như kiếm, ông minh thương khung. Xen lẫn đỏ tươi sắc màn lửa, uyển như nước biển rót ngược vậy, đem cả tòa vô huyền vực đè ép, thẳng tuột xuống xuống. Đủ để dung luyện ngôi sao nóng rực nhiệt độ cao lấy Diệp Thần là trung tâm hoàn toàn bạo tán, trong đó thượng hàm chứa vô thượng Trảm Thiên Cửu kiếm ý, chặn lại tiểu đạo sĩ lấy thân tự trận kiếm mưa. Cái này, tiểu đạo sĩ lần đầu tiên biến sắc, cho tới nay không chỗ nào bất lợi sát phạt thủ đoạn, lại bị hóa giải, hắn lấy thân chăn nuôi sát trận, phối hợp sống chết hòa hợp lực lượng, bị người cưỡng ép phá vỡ. Người này kiếm ý, liền vô huyền vực bí truyền lực lượng cũng thì không cách nào tương đương. Nổ vang sau đó, thương khung xé ra từng đạo lỗ hổng, chư thiên bên trên kinh khủng kia kiếm cương, đều là đã là tiêu tán ở vô hình. Tiểu đạo sĩ còn muốn làm những gì, nhưng làm sao mới vừa vận dụng huyết khí lực quá mức bá đạo, dưới mắt hơi thở phù phiếm, dưới chân trận pháp một góc sụp đổ, hắn phun ra một hơi đỏ bừng máu tươi. Giống vậy tinh thông trận tự quyết Diệp Thần thấy vậy. Tự nhiên biết rõ đối phương đã rơi vào hạ phong, tay cầm luân hồi thiên kiếm lần nữa làm khó dễ, một kiếm chính là chém tới liền tiểu đạo sĩ cánh tay phải. Xanh nhạt đạo bào tả tơi vạt áo theo cánh tay bị tận gốc lột bỏ, trắng xám máu phóng lên cao. Đang muốn thối lui Diệp Thần nhưng là phát hiện, mình bị một đạo màu xám cho tử khí vững vàng cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Tiểu đạo sĩ ánh mắt hung ác, hai chỉ khép lại, chỉ kiếm điểm ra, trực kích Diệp Thần bụng. Oanh! Quỷ dị lực lượng chấn động tản ra, ở Diệp Thần bụng tuôn ra một cái ước chừng một thước sáng lỗ máu. Theo sau cùng nhất kích, tiểu đạo sĩ huyết khí lại cũng không cách nào chống đỡ dưới chân trận pháp vận chuyển, hoàn toàn vỡ nhỏ, rơi xuống hư không. Diệp Thần có chút bất ngờ, nhìn một cái đó đã dần dần khỏi hẳn lỗ máu, tựa hồ đoán được cái gì.
Cái này tiểu đạo sĩ không thể không nói, cũng là một cái thiên tài võ đạo, mình nếu không phải luân hồi chi chủ, sợ rằng thật có thể không địch lại. Thái thượng thế giới, xa không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy quá trên công đức chiến, lại sẽ xuất hiện dạng gì thiên kiêu? Diệp thần đột nhiên có chút tò mò, hai tròng mắt phun trào ra vô cùng chiến ý. Mà giờ khắc này, một chỗ khác. Phịch, tiểu đạo sĩ tròng mắt bên trong sông ra hai đạo trắng xám ánh sáng kéo quanh thân, chậm rãi ổn định hắn hạ xuống thân hình, ở đó tận gốc đoạn đi cánh tay phải chỗ, vầng sáng trắng lóng lánh, tấc tấc căn cốt máu thịt cũng là sống lại. Lại tới, tiểu đạo sĩ mặc dù dưới chân trận pháp bị phá, bị thương, nhưng chiến lực không giảm, ói liền một ngụm máu tươi, chính là muốn cùng Diệp thần tái chiến, thân hình lần nữa lao ra. Hư không chập chờn. Thái thần ngăn ở trong hai người ương, lấy bốn lạng địch ngàn cân lực tan mất Diệp thần cùng tiểu đạo sĩ lực lượng, đem hai người thân hình quăng ra ngoài, ngăn cản chiến cuộc. Lão gia, nếu không ra, người đệ tử này, sợ rằng phải bỏ mạng ở chỗ này. Luân hồi chi chủ có thể còn chưa sử dụng toàn lực. Nếu như động dùng toàn lực, người hẳn biết kết quả. Thái thần ngẩng đầu nhìn lên hư không, nhẹ giọng nói. Ngươi! Tiểu đạo sĩ vừa nghe Diệp thần còn không toàn lực, hơi chấn động một chút, chợt có chút tức giận, chưa phân ra thắng bại tay, liền chắc chắn tái chiến tiếp, mình sẽ chết, cái này thả vào ai trên mình, có thể không tức giận. Nhưng ngại vì người trước mắt thực lực, nhưng mà sánh vai mình sư tôn khủng bố cường giả, tiểu đạo sĩ cân nhắc mấy phen, không dám ra tay, đến đây thì thôi. Diệp thần cũng là thu tay lại. Cái gì, thiếu chủ nhân lại đánh bại? Làm sao có thể? Vô huyền vực thiếu chủ nhân chính là vô địch tồn tại, làm sao có thể sẽ thua ở người ngoài. Trong chốc lát cả tòa tiên cảnh chấn động, vạn linh thán phục, khó tin. Liền liền lúc trước vậy huyết sư, đều là trừng trực con ngươi. Thái thần đã ra mặt, vậy âm thầm bóng người vẫn như cũ là không có động tĩnh, tránh lui ý không cần nói cũng biết. Tiền bối, đã như vậy, vậy thì không làm phiền, tìm tà long chu hồn kiếm, cũng không chỉ có này một đường. Ta đi hỏi một chút nhâm tiền bối và ra ra, bọn họ thực lực tất nhiên có thể tra được một ít thứ. Diệp thần thấy thái thần như vậy tiền bối ra mặt đều là không có kết quả, cũng là lên tiếng khuyên giải. Hắn có mình sức lực ở đây, nhâm phi phàm và ra ra chính là mình lớn nhất sức lực. Nhâm tiền bối. Thái thần nghe Diệp thần mà nói, khẽ cau mày, nhớ tới trước nhâm phi phàm lời nói, nhưng là mở miệng nói, nhâm tiền bối cái này cấp bậc. Bất kỳ hành vi cũng sẽ đối với bàn cờ này có ảnh hưởng cực lớn, chuyện này còn chưa phải làm phiền bọn họ. Hơn nữa thiên hạ võ giả, đều là úy nhân quả, lấy tự thân khuy thiên chuyện, vốn là trồng ác bởi vì, hắn quả tùy thời sẽ tới, tu vi càng mạnh mẽ, gặp nạn bộc phát khủng bố. Diệp thần, người vậy tận lực không muốn như vậy. Diệp thần nhưng là khẽ mỉm cười. Ta thành tựu luân hồi chi chủ bản không sợ nhân quả, nếu thật muốn thanh toán. Sớm không biết chết liền bao nhiêu lần. Hơn cái này 5-3 lần, không sao. Thái thần vẫn là khẽ gật đầu một cái nói, không giống nhau, luân hồi chi chủ, có lẽ không sợ nhân quả triền thân, nhưng rình rập thiên cơ, tương lai luôn sẽ có những thứ khác cướp theo tới, đến lúc đó sợ rằng không người có thể cứu. Nói tới chỗ này, thái thần nhìn về Diệp thần lãnh đạm con ngươi, lại xem bốn phía yên tĩnh không tiếng động vô huyền vực, cũng đành thôi. Ba người đổi lại bước chân, hướng cảnh đi ra ngoài. Oanh! Ngay tại Diệp thần các người sắp lúc chia tay, cả tòa vô huyền vực nhưng là bạo phát ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ sức sống. Lúc trước đánh một trận bị Diệp thần, Chu Huyên cùng với tiểu đạo sĩ xé ra thương khung ở ánh sáng bảy màu mang vẩy chiếu xuống khâu vá sửa lại, vỡ nát sơn hà đang khôi phục tướng mạo, liền mấy ngày liên tiếp tháng đều là lần nữa xuất hiện ở trên trời. Bị tổn thương cùng vạn linh lần nữa vỗ cánh hát vang, liền liền núp vào cụm núi bên trong chữa thương chó giữ cửa trăm trượng huyết sư đều là vết thương không còn. Hống! Một tiếng khí lực đầy đủ sư tử gầm chấn triệt cả tòa vô huyền vực, hết thảy khôi phục nguyên bản mạnh mẽ sức sống. Im miệng, đứa nhỏ! Một giọng nói từ trên 9 tầng trời truyền tới, uy mãnh huyết sư ngay tức thì dùng mình một cái, thấp mi bò lổm ngổm. Chủ nhân! Sư tôn! Tiểu đạo sĩ khom người thi lễ. Thái thần cùng ba người theo tiếng kêu nhìn lại, trong hư không, một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng yên. Bất quá để cho Diệp thần bất ngờ phải, đối phương không phải một ông cụ, nhưng là một cái thiếu niên, chắc hẳn chỉ là bề ngoài mà thôi.
thời gian nhớ lại, thật là thủ đoạn, khó trách mặc cho đệ tử ẩu tả. Thái thần thấy người đến, không khỏi được chặc chặc ngợi khen. Lại thật có như vậy pháp, có thể bằng thực lực thay đổi thời không gian. Một bên Chu Uyên giống như là một tò mò bảo bảo vậy hỏi. Diệp thần nhưng là con người híp lại, thuật này ngược lại là và trụ quang thần quyết, cửa này hồng hoang cấm thuật có chút tương tự. Đối phương tu luyện cái này đạo thuật pháp mặc dù so trụ quang thần quyết yếu hơn không thiếu, nhưng ở đối phương thực lực hạ, ngược lại là lấy được không tệ hiệu quả. Thái thần cười một tiếng, giải thích vô huyền vực có thể như vậy, là bởi vì làm cho này vùng thế giới nhỏ, vốn là hắn mở, cho nên nơi này sinh linh, đều là ở chính hắn quy tắc che chở dưới. Nhưng vào lúc này, trong hư không vậy đỏ miệng răng trắng thiếu niên mở miệng nói, lão gia, ngươi lại tới làm gì, ta có thể không muốn cuốn vào các ngươi nhân quả bên trong. Cùng tiểu đạo sĩ bất đồng chính là, cái này nhìn như thiếu niên vậy bộ dáng bóng người, nhưng là cho Diệp Thần và Chu Uyên cực lớn áp lực. Ngươi vẫn là biến thành bộ dáng này. Thái thần than nhẹ, nhiều năm không gặp, lại là đi ra bước này. Đáng tiếc, không đủ viên mãn. Vậy thiếu niên mở miệng kêu. Diệp thần nghe được không ở cau mày, ở hắn trong ấn tượng, tựa hồ bộ dáng như vậy còn có mấy người, một vị trong đó là âm ma thánh tổ. Cũng là giống như người trước mắt vậy, bộ dáng thiếu niên, nhưng trong thực tế sống nhiều ít năm tháng, nhưng là chưa từng biết được. Không đúng, tựa âm ma thánh tổ trên mình, rõ ràng có thể cảm nhận được mục nát hơi thở, có thể người trước mắt, trừ thanh âm ra, hoạt thoát thoát chính là một thiếu niên. Luôn dễ cốt đều là... Bất luận Diệp thần như thế nào cảm ứng, lấy được kết luận đều là như vậy. Ngươi ở quấn quýt. Thái thần nhẹ giọng nói. Hừ, có lời nói mau, có dám mau bắn. Thiếu niên bất mãn hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, trước nói xong rồi, sau này chớ có tới tìm ta, luân hồi chi chủ sự việc, ta không tham dự. Thái thần nhưng là nói ra trong đó chân ý. Từ ngươi thấy luân hồi ngay tức thì. Ngươi liền có tính toán. Ngươi cũng ở đây đi đường này, giúp hắn tương đương với giúp ngươi. Diệp thần nghe được rơi vào trong sương mù, trong hư không thiếu niên nhưng là mặt đầy không nén được nói, ngươi tới tìm ta làm gì. Thái thần cười một tiếng, ngược lại cũng không trong chuyện này làm qua hơn dính dấp, mở miệng nói. Năm xưa đỉnh núi kiếm tu tà kiếm cừu ngươi nhưng còn có ấn tượng. Thiếu niên nhẹ giọng líu díu, tà kiếm cừu. Tựa hồ ở trí nhớ chỗ sâu nhất lục soát từng cái tên người. Bị vị kia phong ấn cái đó. Chính phải, thái thần gật đầu một cái, tiếp tục nói. Ta muốn hỏi phải, tên kia tà long chu hồn kiếm, năm xưa đánh một trận sau đó, liền biến mất, người có thể thấy, là người phương nào phong ấn kiếm này, ở nơi nào. Thiếu niên cau mày, tà long chu hồn kiếm, người hỏi thăm chuôi này hung kiếm làm gì. Diệp thần nghe vậy vui mừng, xem tình huống. Người này quả nhiên biết được tà long chu hồn kiếm rơi xuống. Ngươi không phải bất tiện dính dấp chúng ta nhân quả sao? Thái thần hỏi ngược lại nói. Ách, thiếu niên suy nghĩ một chút, mở miệng đáp, là ai phong ấn không biết, bất quá chuôi này hung kiếm, thì không cách nào xuất thế, ngươi tuyệt cái ý niệm này đi. Ở thí thần địa ngục, ta năm đó theo đuổi một đường, cũng là ôm giống vậy ý tưởng đoạt kiếm, nhưng là thấy thần bí nhân kia lấy quy tắc lực biến dạng không gian. Vậy một đầu khí tức kinh khủng để cho ta nhưng bước. Thái thần nghe vậy, vẻ mặt lúc này lạnh lẽo. Thí thần địa ngục, tại sao có thể có người đem tà long chu hồn kiếm phong ấn ở vậy nhất giới? Thiếu niên nhún vai một cái, ai biết được. Bất quá, bằng ngươi trước mắt tu vi, nếu như đi thí thần địa ngục đoạt kiếm, nói không được mới có thể có nửa phần sức sống đâu. Hắn vẻ mặt hơi mang theo mấy phần hài hước. Rất hiển nhiên. Bộ dáng thiếu niên lão gia cũng là nhìn ra liền thái thần cảnh giới và thực lực tăng lên. Cái gì? Diệp thần âm thầm kinh hãi, đây là hạng hung hiểm địa vực, liền thái thần thực lực đều là chỉ có phân nửa đường sống. Tốt lắm, ta hiểu ý. Thái thần gật đầu một cái, hướng về phía thiếu niên mở miệng nói, ngươi có yêu cầu gì sao? Thiếu niên đáy mắt thoáng qua một chút khao khát, nhưng là bị hắn rất nhanh khôn khéo che giấu đi. Luân hồi chi chủ. Đợi ngươi lên đỉnh trí cao, đánh bại vũ hoàng cổ đế sau đó, tới đây một tự là được. Hắn nhìn về Diệp thần, mở miệng nói. Thái thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thấu không nói phá. Tiền bối chẳng lẽ cũng thuộc về luân hồi trận doanh, tin tưởng mình có thể đánh bại vũ hoàng.
Diệp Thần không rõ cho nên, muốn hỏi kỹ, nhưng là phát hiện Thái Thần đã mang hắn cùng Chu Uyên, biến dạng không gian, rời đi vô huyền vực. Lão thất phu này, người cũng có ngày hôm nay. Vực ngoại cùng vô huyền vực bên trong, hai người hiểu lòng nhau chế nhạo nói. Thí thần địa ngục. Chờ đợi Diệp Thần kịp phản ứng, Thái Thần đã mang hắn hai người biến dạng hư không rời đi vô huyền vực, còn như vậy bộ dáng thiếu niên cường giả cuối cùng nói những gì, hắn nhưng là đầu đầy mê hoặc. Hỏi Thái Thần vậy chỉ là lắc đầu cười khẽ, tỏ ý Diệp Thần không cần quá mức để trong lòng. Tiền bối, cái này cái gọi là thí thần địa ngục nhưng mà lúc trước nói tới qua cấm địa. Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Thái Thần trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi mở miệng giải thích nói. Như thế nói cũng không quá đáng. Cái này thí thần địa ngục, cũng không tại giới này, cũng không ở thái thượng thế giới bên trên, nó chính là một tòa sẽ di động khu vực. Diệp Thần cùng Chu Uyên đều là liếc mắt, nói tọa độ một mực thay đổi. Đúng, nó không gian tọa độ cực kỳ không ổn định, và luân hồi sáu giới có chút tương tự, thà nói là một tòa đại lục, ngược lại không như nói nó càng giống như là một chiếc ở trong hư không không mục đích đi thuyền. Vậy thí thần địa ngục bên trong, táng diệt vô số cường giả, thậm chí rất nhiều tiên đế. Chính là một nơi thiên nhiên hung cảnh. Mà nghe vậy phiến quỷ bí khó lường không gian lại là có cải tử hồi sinh lực, cho nên trong đó ẩn giấu vô số uy hiếp, không chỉ là thiên tai, càng nhiều là nhân họa. Cải tử hồi sinh. Diệp Thần cùng Chu Uyên trợn to tròng mắt, cái này nghe nói quá kinh người, thí thần địa ngục còn có như vậy nghịch thiên lực. Cũng không phải chân chánh trên ý nghĩa cải tử hồi sinh, mà là bị vậy phiến thiên địa ý chí nơi dẫn dắt, trở thành cái xác biết đi thôi. Thái Thần giải thích. Dĩ nhiên, những thứ này phần lớn đều là bên ngoài trên phố lời đồn đãi, chân thực tính có đợi khảo sát, nhưng chỉ dựa vào chỉ nói ngắn gọn suy đoán, cái này thí thần địa ngục, tuyệt đối không đơn giản. Muốn tìm được chỗ đó còn không dễ, càng xính bàn về cái này tin đồn vô số thí thần địa ngục. Diệp Thần cau mày, cái này tà kiếm cừu, thật là sâu tính toán. Chỉ sợ sẽ là chính hắn cùng Phục Tô Long Hồn dắt tay nhau tới, cũng chưa chắc có đầy đủ chắc chắn có thể đoạt lại tà Long Chu Hồn Kiếm. Hai tiếng sau đó, ba người đi tới một nơi đất hoang vu. Thái Thần ngưng mắt nhìn thương khung, tựa hồ đang đợi cái gì, sau một nén nhang, Thái Thần đột nhiên đưa tay ra. Một cái vết nứt không gian lúc này xuất hiện. Đây cũng là người này miệng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, Thái Thần xé ra không gian chỗ cuối. Đã tràn đầy hỗn độn hơi thở tràn ngập, phải đến cuối mới đúng. Mở. Biến ảo ra bàn tay lớn thẳng dò nhập vậy vết nứt không gian bên trong, lần nữa tạo ra một cái khe hở, nháy mắt tức thì chính là bị kinh khủng hỗn độn khí tức ăn mòn, máu tươi phun ra. Thế giới hỗn độn bị phá ra, ở cái hở kia chỗ, vô tận tử khí cuốn tới. Tử Sam Thái Thần tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị, chợt nhất khí hóa tam thanh phân thân thẳng xông vào thần bí kia hỗn độn không gian. Bạo tán làm vô số ánh sao cùng hỗn độn hơi thở quấn quanh chung một chỗ. Ta đã yếu bất hỗn độn lực lượng chiếm đoạt, các ngươi nhân cơ hội nhập giới. Một đạo tiếng quát truyền ra, Diệp Thần cùng Chu Uyên nhìn nhau gật đầu, thân hình không làm chút nào dừng lại, chui vào hỗn độn bên trong. Vù vù. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được toàn thân mình xương đều ở đây bị đè ép, cho dù luân hồi thần thân thể đều là như vậy. Đau khổ kịch liệt dùng hắn cắn được hàm răng đều là lạc lạc vang dội, thừa dịp còn có một chút thần trí không mất đi, hắn nhìn về Chu Uyên. Chu Uyên áo xanh bên trên đã tràn đầy màu máu, khi tiến vào cái này hỗn độn bên trong nháy mắt, thân xác cường độ xa không đạt tới Diệp Thần Chu Uyên, đã là cây nhánh mạch máu nổ tung, hóa thành một cái người máu. Phịch. Chu Uyên một cái cánh tay phải thẳng nổ tung, không quá nửa tức, chân trái lại là hóa thành một đoàn xương máu. Cũng may hắn có ba đạo càn khôn thanh khí bản thân, tạm thời không ngại. Cái này vẫn bị Thái Thần lấy một cái phân thân tự bạo giá phải trả suy yếu qua hỗn độn khí tức, như vậy khủng bố. Nếu không phải như vậy, trong phút chốc kinh khủng lực cắn nuốt, chính là có thể làm hắn hai người tiêu tán ở thế gian. Tựa hồ đã sớm liệu được tình huống như vậy, Thái Thần phân thân, một cái lấy máu thịt lực hóa thành bàn tay lớn chống đỡ một đầu khác không gian kẽ hở. Một cái lấy nổ tung giá phải trả suy yếu hỗn độn hơi thở lực cắn nuốt. Giờ phút này, Thái Thần bổn tôn nhìn rơi vào dãy dụa Diệp Thần hai người, tụ thủ khép mở, một món sức lực gió vạch qua, đem hỗn độn bên trong hai người đẩy vào kẽ hở bên trong. Nhìn Diệp Thần cùng Chu Uyên thân hình chậm rãi tiêu tán tại thế giới chỗ cuối, Thái Thần cũng lại yên lòng,
thân hình chớp mắt, thẳng chui vào vậy tràn đầy tử khí thế giới bên trong. Bên trong bầu trời, kinh khủng lực lượng ngay tức thì tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Đây là một phiến táng đầy sinh linh địa vực, vô số xương bể tán lạc bụi bặm bên trong, bị đất vàng chôn đi nửa đoạn nhỏ, gập ghềnh không bằng phẳng trên đường phần nhiều là màu đen vực sâu không thấy đáy, tử khí cuộn sạch. Xem ra vận khí còn thật đầy đủ, trực tiếp bị truyền đến này vực bên trong chúng ta muốn tìm vị trí, cái này chẳng lẽ chính là thí thần địa ngục. Thái thần ngắm nhìn bốn phía, màu máu nắng chiều tựa hồ bị đỉnh cách vậy, vĩnh viễn lấy cái đó tư thái đứng lặng, lộ vẻ được đầy trời cát vàng càng tịch mịch cùng cô tịch, đếm không hết hải cốt chất đống núi cao có chừng trăm trượng. Cót két, đạp một bước đều là có thể đạp bể không ít xương khô, trong đó còn có không thiếu xương trắng ở phát ra sáng bóng, đó là tuyệt thế cường giả cốt. Cho dù là chết vô số trở, vẫn có linh, đó là vô lượng cảnh sinh linh. Kỳ quái, vậy hai đứa nhỏ cùng ta vị trí xuất hiện sai lệch. Không nên à. Bất luận trước mắt quang cảnh biết bao quỷ dị, nhưng càng làm cho người ta lo lắng chính là, Diệp Thần cùng Chu Uyên lại không có cùng mình truyền tống đến cùng một vị trí. Diệp Thần, Chu Uyên. Thái thần lấy thần hồn lực làm chất dẫn, hét lớn một tiếng, khao khát có thể được hưởng ứng, một tiếng gầm này đúng là để cho Thương Khung sợ hãi, nhưng không có chút nào đáp lại. Cùng lúc đó, một nơi không biết tên không gian bên trong, Diệp Thần cùng Chu Uyên thong thả tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt nhưng là khác một bộ thiên địa. Diệp Thần tỉnh tới nhìn một cái bên cạnh Chu Uyên, áo xanh đã lần nhuốm máu đỏ, cũng may ngực hơi phập phồng, thuyết minh là không có gì đáng ngại. Hắn không do dự nữa, thi triển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, một đạo sáng chói ánh sáng bọc Chu Uyên thân thể. Nhưng vào lúc này Diệp Thần tựa như nghe được cái gì. Ừ, nơi này tại sao có thể có thanh âm tụng kinh? Đây là Diệp Thần phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ nơi này không phải thí thần địa ngục? Cách đó không xa, ngồi xếp bằng một vị đã sớm rơi xuống hòa thượng di hài, khô héo máu thịt phơi bầy cổ đồng sắc, dưới da thịt mạch lạc rõ ràng, chính là hắn ở tụng kinh. Ở hắn sau lưng, vô số sinh linh xương khô bò lổm ngổm trên đất, có chín đầu sư tử, còn có màu máu phượng hoàng các loại, đều là giống như là đang lắng nghe thánh âm vậy, đáng tiếc, cũng đã sớm mất đi sức sống. Người này khi còn sống và chân lý Phật tổ so sánh, cũng hoàn toàn không thua. Công tử, Chu Uyên không biết lúc nào, cũng là bị bên tai kinh văn tiếng nơi thức tỉnh, hắn lảo đảo bước chân ở Diệp Thần sau lưng đứng yên, đồng dạng cũng là nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái này, hai người trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, vạn thú xương khô ở chỗ này lắng nghe thánh âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hòa thượng kia đã sớm chết vô số trở, căn bản không bất kỳ sống, có thể quanh quẩn ở hai người bên tai kinh văn tiếng lại là từ vì sao tới. Hoặc giả là Diệp Thần và Chu Uyên trên mình phun trào ra mãnh liệt sức sống, những cái kia xương khô động. Hống! Chín đầu sư tử dẫn đầu làm khó dễ, tung người một cái hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần tay cầm luân hồi thiên kiếm, một kiếm đâm ra, luân hồi kiếm ý bổ sung thêm hủy diệt ý chí. Kinh khủng vặn cổ lực ngay tức thì vét sạch chín đầu sư hài cốt. Ken két. Chín đầu sư mất đi máu thịt xương cốt thẳng bị kiếm ý vặn tán, loạn làm một đoàn vỡ nát ra. Ngay tại Chu Uyên mi mắt vui mừng để gặp, Diệp Thần nhưng là phát hiện dị thường, vậy phụ ngọn lửa màu đen căn căn trong suốt xương trắng, lại là không có phân nửa dấu hiệu hòa tan. Không đúng, tán loạn xương khô, không có một cây gãy, trong suốt huy quang, còn có lực lượng còn sót lại. Súc sinh này còn có bản năng chiến đấu. Ngay tại Diệp Thần thán phục để gặp, vậy nguyên bản tán loạn thành nhất đoàn khung xương lại là căn căn dựng ngược, phế vật quanh quẩn, lại là lần nữa ngưng tụ đứng lên. Chín đầu sư giống như là tiểu cường đánh không chết, lần lượt hướng Diệp Thần liều chết xung phong, đối với một bên Chu Uyên, nhưng là nhắm mắt làm ngơ. Rắc rắc, luân hồi diệt thiên trảm. Một đạo kiếm vô hình mang tàn phá gầm thét, lần nữa đem chín đầu sư hủy đi tan tành. Trừ cái này ra, không có sau đó. Đáng ghét, ta kiếm đạo đối cái này vật chết vô dụng. Coi như sát tâm vô ngân chỉ sợ cũng như nhau. Thiết ngai vàng, cho ta thiết hóa. Diệp Thần tay trái một chưởng đánh ra, trong cơ thể thiết ngai vàng hơi thở bộc phát ra, lòng bàn tay nổ lên một cổ hắc triều vậy đợt khí, phịch đích một tiếng, hung hăng đánh vào lần nữa khôi phục chín đầu sư trên thân thể. Rắc rắc sát. Chín đầu sư cả người xương cốt nổ tung. Rồi sau đó nguyên cái thân thể, đều bị thiết hóa.
ngay chớp mắt, mới vừa còn bá đạo chín đầu sư, ở Diệp Thần Thiết Ngai Vàng hơi thở ăn mòn, biến thành một cái lạnh như băng sắt thép pho tượng, hoàn toàn mất đi sức sống. Diệp Thần vung tay lên, vậy sắt thép pho tượng liền nổ tung mở ra, hóa thành đầy đất mạt vụn. Có thể, một hơi thở sau đó, vậy chín đầu sư lần nữa khôi phục. Thiết Ngai Vàng lại cũng không có dùng. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, một bên ngăn cản, một bên ở suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Chu Uyên muốn giúp Diệp Thần một cái, ngăn ở chín đầu sư bên cạnh, nhưng là bị thân thể cao lớn một cái vẫy đuôi quất đi ra ngoài, tránh đập đổ vậy ngồi xếp bằng thây khô hòa thượng. Tiếng tụng kinh hơi ngừng. Theo sát phía sau chính là sau lưng bò lổm ngổm vạn thú hài cốt xuẩn xuẩn dục động thanh âm, liền vậy Phượng Hoàng cũng là muốn dương cánh rên rỉ. Gay gâu. Chu Uyên than thầm một tiếng không ổn, thẳng lấy thân xác ngăn ở Diệp Thần trước người, dự định cùng vạn thú quân đoàn đánh giết, có thể vậy Phượng Hoàng quanh thân lại là cốt gai phun trào, phân bố ý định giết người. Công tử, tiếp theo nên làm cái gì? Chu Uyên lo lắng kêu gào, đám này đã sớm nên hoàn toàn vẫn diệt sinh linh, vì sao sẽ ở này lắng nghe thánh âm, mà vì sao lại sẽ đưa tới như vậy dị động? Không biết làm sao Chu Uyên như thế nào sử dụng thủ đoạn. Đập bể vô số xương trắng, còn có quá mức chính là người trước ngã xuống người sau tiến lên lần nữa vào tới. Bọn họ đối Chu Uyên làm như không nghe, hướng Diệp Thần đồng loạt lướt đi. Tựa như Diệp Thần trên người có cái gì đang hấp dẫn bọn họ. Xương trắng bay múa đầy trời, cho dù là vỡ vụn, tàn phiến vẫn là bắn tung tóe kích động ra, cốt mưa phá vỡ ánh mặt trời lặn, cầm đầu Phượng Hoàng cùng chín đầu sư lại là hung tàn vô cùng, không sợ luân hồi. Chẳng lẽ là hòa thượng kia? Chu Uyên mắt gặp chỉ phần ngọn không chỉ gốc, cách đó không xa Diệp Thần đã bị cốt biển chìm ngập, hoàn toàn không thấy thân hình. Nhưng thông qua việc tức để phán đoán, cũng không đáng ngại. Lão lừa ngốc, chết liền còn không yên ổn, ở nơi này tụng kinh cho xúc sinh nghe. Chu Uyên ánh mắt đưa ngang một cái, thanh linh kiếm thẳng hướng hòa thượng gầy nhom thi thể chém tới. Đinh! Một tiếng giòn giã, nhưng là bị văng ra tới. Liền vậy lưỡi kiếm sắc bén, đều có liền mấy phần lỗ hồng. Thật là bá đạo thân xác, Chu Uyên tự lẩm bẩm, trùng trăm chân chết mà không cương, ta đây muốn xem, một người chết có thể có khả năng bao lớn. Chu Uyên tay phải phù cốt lóe lên ánh sáng, kinh khủng lực lượng ở xúc thế, Chu Uyên quanh thân không gian đều ở đây mơ hồ vặn vẹo, một quyền này, có khai thiên thế. Thiên đế quyền, nóng rực quyền mang đánh ra, động bể vô số phụ cận xương trắng. Liền vậy kiên nghị cốt gai đều là bị miễn cưỡng mất đi thành bụi phấn, thẳng che lồng liền hòa thượng hài cốt. Tiếng tụng kinh ngay tức thì im bặt, vạn lại quy tịch. Diệp Thần xem đúng thời cơ, thi triển đạo linh lửa, dưới mắt kiếm ý và Thiết Ngai Vàng vô dụng, sợ rằng chỉ có ngọn lửa hữu hiệu. Đạo linh lửa. Nhan Tuyền Nhi hóa thân màu máu lửa hoàng phóng lên cao, căn căn thần vũ nổ bắn ra, đốt bất diệt tiên ngọn lửa màu đỏ, nóng rực lại tươi đẹp. Vỗ cánh đem vậy xương trắng làm bằng Phượng Hoàng thẳng đánh sơ xác. Nóng bỏng nhiệt độ cao làm được cái này đống không sinh cơ trắng ngần cốt nhóm cũng là không dám đến gần. Diệp Thần nhìn một cái Chu Uyên, vội vàng nói. Chu Uyên, mau lui lại. Những người này hướng tới ta, tách ra chạy. Đang tại chiến đấu Diệp Thần nghe không gặp Chu Uyên bất luận phản ứng gì, lần này mâu dưới, mới phát hiện Chu Uyên chẳng biết lúc nào, đã sớm biến mất tung tích. Người đâu? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, vậy tiếng tụng kinh đã biến mất, bị trộm linh lửa nơi bước lui chín đầu sư và Phượng Hoàng các loại, đều ngừng công kích đối với mình. Liền vậy gầy nhom hòa thượng hài cốt, đều là cùng không thấy tung tích, nhưng quanh mình nhưng là không gặp đại quy mô chiến đấu dấu vết. Diệp Thần cảm giác nơi đây có chút quỷ dị, Thái Thần và Chu Uyên đều không thấy, hắn chỉ có thể tới lão hòa thượng lúc trước bưng chỗ ngồi cẩn thận nhìn xem. Không khỏi được cả kinh. Nghịch hướng truyền tống trận. Lúc đầu, cái này hài cốt chính là phòng ấn trận pháp chìa khóa, lão hòa thượng thi thể ngồi đàng hoàng ở này, có thể bảo hắn không tổn thương, một khi hài cốt lệch vị trí, sẽ mở ra nghịch hướng trận pháp cửa. Chu Uyên vậy tiểu tử nhất định là vì cứu ta, đối lão hòa thượng này hài cốt ra tay, lúc này mới bị truyền đến không biết tên không gian. Chấn nộ Diệp Thần một tiếng quát chói tai. Đầu ngón tay thi triển Phạm Thiên Thần Công đấu chữ quyết và trận tự quyết, cổ xưa minh văn phù lục hội tụ. Diệp Thần muốn truy tìm, nhưng là không đúng cách, trận pháp đã hoàn toàn biến mất không gặp, liền bất cứ dấu vết gì đều không từng lưu lại, trận tự quyết cũng vô dụng.
nên làm cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm nói, nếu thật là có đầu mối gì, chỉ có thể là vậy tùy Chu Huyên cùng với trận pháp cùng nhau biến mất tiếng tụng kinh. Này, ngươi là người nào? Ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Một tên tóc trắng thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng cách đó không xa, ước chừng 16-17 tuổi hình dáng, trăng lưỡi liềm nhỏ vậy lông mày nhướn lên khều một cái, giống như là bị lúc trước Diệp Thần chiến đấu dấu vết dẫn tới. Ngươi là... Diệp Thần nhìn tóc trắng thiếu nữ, ánh mắt phòng bị, cái này thí thần địa ngục bên trong không thiếu cái lạ, tựa như mai táng luân hồi mà sống, chẳng lẽ lại là tới giết mình. Tóc trắng thiếu nữ trên dưới quan sát mấy phen Diệp Thần, lẩm bẩm, lúc đầu ngươi chỉ có bách giả cảnh. Xem ra là ta cảm ứng sai rồi. Bách giả cảnh. Diệp Thần nghe vậy, mặt không đổi sắc cũng không từng nói đạt tới hắn càng hoặc là giải thích nhiều, từ tóc trắng thiếu nữ lời nói bên trong không khó nhìn ra. Thiếu nữ này cũng không phải là cái gọi là mai táng luân hồi tồn tại, vậy là võ giả đi tới nơi này thí thần địa ngục. Lúc này Diệp Thần quần áo lam lũ, cũng không bùng nổ trừ bách giả cảnh ngoài ra võ đạo, khó trách cái này tóc trắng thiếu nữ sẽ đối với mình chút nào không phòng bị chi tâm. Trừ cực độ tự tin bên ngoài, cũng là đoán chừng Diệp Thần không có uy hiếp chút nào. Ta kêu Tuyết Cơ. Nàng chỉ là hời hợt để lại một câu nói, chính là xoay người rời đi. Coi như là ứng Diệp Thần ngay từ đầu câu hỏi. Nhìn Tuyết Cơ bóng người biến mất ở mình cuối tầm mắt, Diệp Thần lúc này mới lảo đảo lần nữa đi đến Chu Huyên mất tích nghịch hướng trận pháp trước, ngắm nhìn cái gì. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Đột nhiên bên tai vang lên lần nữa cái đó tên là Tuyết Cơ thiếu nữ thanh âm, Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại, nhưng là thấy cách đó không xa đứng yên thiếu nữ đổ trắng, hai tròng mắt linh động, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi đều biết tên của ta, cũng không dự định nói cho ta ngươi tên chữ. Tuyết Cơ lần này hoàn toàn buông xuống cảnh giác, cười chúm chím hỏi. Diệp Thần, ngươi tới nơi đây làm gì? Tìm bạn ta. Hoặc giả là bởi vì luân hồi huyết mạch có hấp dẫn phái nữ nguyên nhân, Tuyết Cơ tựa hồ đối với Diệp Thần có chút rất nhiều hảo cảm. Hai người có nói đứt quãng trò chuyện, cũng coi là đuổi nơi này cô tịch. Diệp Thần cũng biết Tuyết Cơ tới nơi này nguyên nhân. Tựa hồ là tìm nàng sư phụ, nhưng cũng không nói tỉ mỉ rất nhiều, Tuyết Cơ cũng biết Diệp Thần nơi này gặp gỡ. Xem ra bạn ngươi đối ngươi rất trọng yếu, nhưng chỗ này cũng không phải là bách giả cảnh nên tới địa phương, xem ở ngươi cùng ta nói chuyện trời đất phân thượng, Diệp Thần, ta sẽ bảo hộ tốt ngươi, nơi này tà ma có thể không gần được ta thân. Tuyết Cơ thề thành khẩn nói, con bé này đúng là có cổ quái, Diệp Thần xem hắn tu vi tựa hồ cũng không cao. Liền vô lượng cảnh cũng không có bước vào. Như vậy tu vi, dám xông thí thần địa ngục, xem ra thật là có thị không chỉ. Ngươi mới vừa nói, ngươi là tới tìm ngươi sư tôn. Diệp Thần tiếp tục truy hỏi nói. Tuyết Cơ nghe vậy, dừng bước lại quay đầu nhìn Diệp Thần, nói coi là vậy đi. Coi như là. Diệp Thần nghi vấn nói. Ta đến từ Thái Thượng Thế Giới Thiên Linh Tông. Tuyết Cơ mở miệng nói. Thiên Linh Tông. Diệp Thần đối với danh tự này vô cùng là xa lạ, bất quá vậy coi là bình thường, Thái Thượng Thế Giới Tông môn thực ra quá nhiều. Cũng không biết cái này kêu Tuyết Cơ cô gái sẽ không tham gia Thái Thượng công đức chiến. Ta sư tôn chính là đời trước Thiên Linh Tông tông chủ, vạn năm trước hắn bởi vì ta phong ấn tới đây, nhưng là bất hạnh vẫn mệnh. Hôm nay ta thành công xuất quan, nhất định là muốn thay sư tôn tìm về di hài, không quá ta vậy từng nghe nói. Thấy Tuyết Cơ muốn nói lại thôi thương thế hình dáng, Diệp Thần nói tiếp, ngươi nói là, sinh thịt người chết xương trắng. Ừ, nhìn Tuyết Cơ như vậy ra đời không lâu tâm trí, Diệp Thần cũng là than nhẹ một tiếng, cái này thí thần địa ngục ăn mòn võ giả, sợ rằng đã sớm sa đọa thành ma. Chiếu ngươi như thế nói, ngươi mới vừa mới xuất quan lại tới này cùng hung cảnh thiệp hiểm, Thiên Linh Tông chẳng lẽ không có cường giả phò hộ. Diệp Thần hồ nghi nói, nhưng chung quanh đây sinh linh. Trừ hắn hai người hơi thở ra, đừng không người khác. Chẳng lẽ là xem nhâm phi phàm như vậy cấp cường giả khác? Mình căn bản không cách nào phát hiện. Như vậy Thiên Linh Tông nội tình cũng quá mức tại thâm hậu đi. Vừa nghĩ tới này, Diệp Thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này tóc trắng thiếu nữ Tuyết Cơ thân phận rốt cuộc có nhiều tôn quý, mới có thể như vậy. Nhưng hắn rất nhanh phát giác khác thường, ở Diệp Thần hỏi đạt tới chuyện này thời điểm. Tuyết Cơ tinh xảo trên gương mặt vậy ngượng ngùng nụ cười, làm được Diệp Thần nghĩ tới khác một loại có thể.
ngươi sẽ không phải là mình lén chạy ra ngoài chứ? Cái này hỏi một chút, thấy Tuyết Cơ bất đắc dĩ gật đầu, Diệp Thần lúc này cũng là sững sờ. Ngươi có biết hay không, đây là địa phương nào, ngươi dám một mình tới đây? Hắn khó tin, mình cưỡng bức và tà kiếm cửu giao dịch, không thể không tới đây, vẫn là ở Thái Thần phò hộ hạ, mặc dù hôm nay tản mát, nhưng tóm lại vẫn là sẽ lại gặp phải. Cái này Tuyết Cơ lại dám một mình đặt chân thí thần địa ngục. Ta nói, ta sẽ bảo hộ tốt ngươi, yên tâm đi. Tuyết Cơ lần nữa thề thành khẩn mở miệng. Ngươi không phát hiện, đoạn đường này tới, ngươi ta đều là sống yên ổn với nhau vô sự sao, so với ngươi trước kia cảnh ngộ, có thể coi là phải là dính ta ánh sáng. Nếu không, không chừng kia đống xương tủy quái vật liền sẽ đem ngươi ăn. Thấy Diệp Thần một bộ khó tin ánh mắt, Tuyết Cơ ánh mắt linh động trong nháy mắt, mở miệng nói. Diệp Thần nghe vậy, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ con bé này trên mình mang theo chí bảo, có thể ngăn cách hơi thở. Nếu thật là như vậy, một đường sống yên ổn với nhau vô sự ngược lại cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, bất quá nếu như gặp phải viễn cổ lão quái vật, sợ rằng vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Này, ngươi và bạn ngươi là đi như thế nào tản? Thấy Diệp Thần lại nữa bày một bộ lãnh đạm gương mặt, Tuyết Cơ lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắn là cứu ta, tiến vào một cái đặc thù thượng cổ truyền tống trận pháp, không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi. Diệp Thần một đường đều là dùng hồn lực cảm bị Chu Uyên đám người rơi xuống, có thể chung quanh cổ thụ chọc trời, nhưng hiện lên quỷ dị màu xám trắng, một đường đi tới không cảm giác được phân nửa sinh cơ hơi thở, nhưng thanh âm huyên náo nhưng là không ngừng. Mỗi một cây chôn nhập một nửa đất vàng cốt đều ở đây lạc lạc vang dội, phát ra thanh âm làm người ta rất không thoải mái. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Đây là địa phương nào, công tử, ngươi như thế nào? Đợi đến Chu Uyên lần nữa lúc tỉnh lại, bốn phía một phiến yên lặng, trước mắt không còn là đầy trời đất vàng xương khô, vào mắt đều là u ám hắc. Tựa hồ có tinh thần trói lọi làm chất dẫn, như ẩn như hiện loáng thoáng có thể gặp một cái thẳng tắp rộng rãi con đường phía trước kéo dài. Theo ánh mắt nhìn lại, một tòa khoáng đạt vô cùng đại điện phơi bày ở trước mắt, có chừng vạn trượng, mơ hồ có ánh sao lưu chuyển. Cung điện này, lấy tinh thần là cơ, miễn cưỡng luyện hóa ra tay thật lớn. Nếu nói là lấy man lực tồi tinh, liền hắn đều có thể làm được, nhưng nếu là luyện hóa thành hình, không đại thần thông không thể là. Lúc trước vậy đầy trời đất vàng xương khô, làm sao xem cũng không giống là chỗ giấu bảo vật, nơi này ngược lại có chút có thể. Chu Uyên cách thật xa quan sát chung quanh, lại lẩm bẩm nói không chừng chúng ta muốn tìm tà long chu hồn kiếm liền bị trấn áp tại nơi này, đi trước thăm dò đường một chút, như có thể trợ giúp công tử tìm được liền tốt nhất biết bao. Dứt lời, Chu Uyên liền làm bộ bước ra một bước, rồi sau đó lại vòng trở lại. Thanh linh kiếm, mở. Chu Uyên đem nhận phong giản nứt mấy đạo lỗ hổng thanh linh kiếm cắm tại chỗ, chuôi kiếm phương hướng chỉ, chính là ngôi sao kia đắp cung điện, nối liền coi chân trời cuối hùng vĩ chỗ. Như vậy hẳn liền không vấn đề gì. Hình ảnh quay về. Diệp Thần tự nhiên không biết Chu Uyên tình cảnh, hắn và Tuyết Cơ một mực ở tìm kiếm mình cần. Lại có thể chặn. Sư tôn lúc còn sống hơi thở, liền dừng lại ở khu vực này. Tuyết Cơ dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, sạch sẽ tâm ngưng mâu đang cảm ứng cái gì. Không có đầu mối chút nào Diệp Thần cũng là dừng chân nhìn xem. Cho dù là truyền tống trận, cho dù là nghịch hướng, cũng phải có trận cơ mới là, làm sao sẽ vừa đụng liền mất đi tất cả dấu vết. Trong vòng một giờ, Diệp Thần cùng Tuyết Cơ đi khắp thí thần địa ngục rất nhiều địa phương. Nhưng căn bản đều là không tìm được có bất kỳ liên quan tới trận pháp căn cơ đầu mối, mà vậy kỳ quái tiếng tụng kinh, cũng là chưa từng lại xuất hiện. Diệp Thần không khỏi được nóng lòng, thời gian kéo dài càng lâu, càng nguy hiểm. Mặc dù Chu Uyên cái thằng nhóc đó khí vận như mình vậy không giống nhau, nhưng nơi này không giống tầm thường, tiên đế đều có thể chết. Duy nhất tin tức tốt chính là từ cách vậy phương Việt tới càng xa sau đó, Diệp Thần quanh thân thương thế, đã hết bệnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần vội vàng quay đầu lại nhìn lại, ở Tuyết Cơ nơi đứng vững phương vị cách đó không xa, sụp đổ ra một cái lỗ to lớn, nối thẳng dưới đất. Cái này, Diệp Thần còn chưa mở miệng, Tuyết Cơ chính là nhẹ giọng nói, ta cảm nhận được, sư tôn khi còn sống đã tới nơi này, ở phía dưới. Lúc trước Diệp Thần mấy phen điều tra, không có chút nào thu hoạch, nơi đây hẳn không có ẩn núp bí cảnh hoặc là lối đi mới đúng, chẳng lẽ là mình khinh thường.
Đây là ta Thiên Linh Tông bí truyền thủ đoạn, cái này thí thần địa ngục, không thể lẽ thường đo lường được. Tuyết Cơ nói, hai người hướng xuống không biết đi bao lâu, vẫn như cũ là không có cuối, trơn trượt nấc thang một đường hướng xuống, cho đến ảm đạm lại không ánh sáng. Không nghĩ tới, dưới đất này mấy ngàn mét chỗ, còn có giấu một nơi lối đi. Dần dần, trước mắt sáng lên ánh sáng yếu ớt, Tuyết Cơ thấy vậy, chợt tăng nhanh nhịp bước, Diệp Thần cũng là bước nhanh đuổi theo. Đập vào mi mắt là lóe lên ảm đạm ánh sao một phiến cụm núi, quả thực quỷ dị. Dãy núi liên miên bất tuyệt kéo dài vô biên, nhưng là cầm đầu tám tòa nhất nguy nga cụm núi vẩy dựa theo một chút quỷ dị tịch dương hồng, chợt liếc nhìn lại, tựa như một cái nằm vật xuống người. Sư tôn, Tuyết Cơ trong mắt ửng đỏ, nhẹ giọng dù gì nói. Cái gì? Diệp Thần kinh ngạc quay đầu lại nhìn thiếu nữ, nói, ngươi nói thế nào tám tòa liền đỉnh, là ngươi sư tôn di hài. Tuyết Cơ khẽ gật đầu một cái, cảm thấy hơi thở, nhưng ta không xác thực định. Dứt lời, nàng từ trong ngực lấy ra Thiên Linh Tông Linh Ngọc Ấn, dịu dàng từ ngọc nháy mắt tức thì ánh sáng đại trán. Là sư tôn, cái này Linh Ngọc Ấn là tử mẫu ngọc, một khối khác do sư tôn năm đó mang đi, nó có cảm ứng. Tuyết Cơ một cái nước mũi một cái nước mắt, tay nhỏ bé không ngừng ở trên mặt qua loa lau, vào thời khắc này, cách đó không xa vậy duy chỉ vậy dựa theo quỷ dị nắng chiều sắc, rất giống hình người tám liền đỉnh bên trong, một đạo tử mang phóng lên cao. Rắc rắc, trong nháy mắt, tám ngọn núi đồng loạt vỡ nhỏ, thiên địa rung động, hư không đều là từng trận vặn vẹo biến hình, đá vụn loạn thiết kích động, trong chốc lát bụi bậm che mục, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vội vàng kéo Tuyết Cơ thối lui. Đợi đến hết thảy yên lặng, phế tích bên trong, một cái người trung niên bóng người ngồi xếp bằng trong đó, cùng đá vụn bùn thiết làm bạn, mái tóc dài bù xù, xen lẫn căn căn cỏ dại, khuôn mặt thảm trắng không có chút huyết sắc nào, động một cái không nhúc nhích, đã sớm mất sức sống. Mặc dù đã chết nghìn năm, nhưng thi thể không gặp chút nào hủ sắc, cùng ngoại giới vậy một chồng xương trắng so sánh, người này tu vi có thể nói đỉnh núi. Vạt áo đã bị phong hóa tà tơi không chịu nổi. Trần lộ ra cánh tay cùng với ngực nhưng là như cũ cùng thường người không khác, thậm chí mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Chính là lên một đời Thiên Linh Tông tông chủ, Thiên Linh đạo nhân. Sư tôn, Tuyết Cơ một tiếng thê lương tiếng kêu khóc, thẳng tấn công ngã xuống trung niên thi thể trong ngực. Diệp Thần vội vàng nhắc nhở tựa hồ có ý định giết người, thế nhưng vốn muốn có động tác thi thể nhưng là ở cảm ứng được thiếu nữ hơi thở trong nháy mắt, toàn thân tan mất quỷ bí lực lượng. Là vậy Thiên Linh Tông Linh Ngọc Ấn. Hai quả Ngọc Ấn hợp hai là một, màu tím dấu vết bao gồm Tuyết Cơ cùng với nàng sư tôn, Diệp Thần không quấy rầy nữa, định yên lặng thối lui ra nơi đây. Liền hắn đều là chưa từng phát hiện, lúc trước ở đó tám tòa liền đỉnh vỡ nhỏ ngay tức thì, có một cái bóng đen vặn vẹo hư không, sau đó không biết tung tích. Sư tôn, bỗng nhiên nghe được Tuyết Cơ một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thần dưới tình thế cấp bách quay đầu lại phát hiện một màn quỷ dị. Chỉ gặp Thiên Linh đạo nhân trong mắt một phiến màu đen thâm thúy, chẳng biết lúc nào đã có thân, một cánh tay giống như kềm sắt vững vàng khóa lại Tuyết Cơ non nớt bóng loáng cổ. Khặc khặc, tựa hồ là vô cùng là thống khổ, Thiên Linh đạo nhân lộ ra dữ tợn thần thái, há mồm ra, phun ra một hơi màu xám cho tử khí, vùng vẫy. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Diệp Thần quát to một tiếng, trên cánh tay phải sắt thép huyết long quấn quanh, bắp thịt nổ, thuận thế một trưởng cuồng chụp ra. Trực tiếp sử dụng 9 tầng trời thần thuật xếp hạng thứ nhất Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Một trưởng này cũng là hung mãnh vô cùng, dự định đem Thiên Linh đạo nhân và Tuyết Cơ tách ra. Có thể một trưởng dưới, đối phương nhưng là không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt vừa chuyển, Thiên Linh đạo nhân ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Gay gâu, than thầm một tiếng không tốt, một cổ thi thể lại kinh khủng như vậy. Người này lúc còn sống thực lực chẳng lẽ là thái thần cái đó cấp bậc. Diệp Thần tâm niệm vừa động tay trái đem Tuyết Cơ bên hông một đôi linh ngọc ấn vứt bỏ, màu tím sáng mở ngay tức thì hấp dẫn Thiên Linh đạo nhân chú ý. Ở hắn con mắt rời đi nháy mắt, Diệp Thần tay phải gian lật đổ, luân hồi thiên kiếm thẳng vạch qua vậy cái khóa lại Tuyết Cơ cổ cánh tay. Suy rồi. Dù là Thiên Linh đạo nhân khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ, chết vạn năm không khéo léo thân xác vậy tuyệt đối không ngăn được gần đây lấy sắc bén nổi danh luân hồi thiên kiếm. Một cái cánh tay phải phóng lên cao, Diệp Thần thừa dịp ôm Tuyết Cơ. Sư tôn, Tuyết Cơ khó tin nhìn trước mắt cái này đã từng đối mình thương yêu có thừa nam tử, hôm nay lại muốn đối mình hạ sát thủ.
hắn đã không phải là ngươi sư tôn, hắn thân xác, bị lợi dụng. Diệp Thần mở miệng nói. Khặc khặc. Vào thời khắc này, cách đó không xa Thiên Linh đạo nhân lại phát ra một hồi cười quái dị, mở miệng nói, tên này chấp niệm thật khó dây dưa, lại sẽ bị đối với Ngọc Bích rối loạn tâm thần, thật là phế vật. Tuyết Cơ nhưng không được lau chùi khóc như mưa gương mặt, lúc này sắc mặt trầm xuống, ngươi là người phương nào, dám can đảm đoạt xác ta sư tôn. Ừ, đoạt xác. Khặc khặc, cái này một cổ thi thể vốn là vật vô chủ mà thôi, huống chi, còn như thế không nghe sai khiến. Các ngươi nhiễu ta thanh tịnh, hôm nay liền cùng nhau lưu lại đi theo đi. Thiên Linh đạo nhân bước nhịp bước, ý định giết người một bước vừa vào, Diệp Thần trong tay vừa muốn động tác, Tuyết Cơ nhưng là khoát tay tỏ ý, động thân về phía trước. Sư tôn di thể không cho khinh nhờn, Thiên Linh tông sự việc, giao cho để ta đi. Nàng hiển nhiên cho rằng Diệp Thần bách gia cảnh không đủ để đối phó trước mắt tình trạng, chủ yếu nàng ra đời không lâu, tự nhiên cũng không biết đại thiên trọng lâu trường. Không nên miễn cưỡng, lượng sức mà đi. Diệp Thần không có cự tuyệt, đây là Tuyết Cơ một cái tư tưởng, cần được chính nàng tới giải mở. Bé gái, bằng vào ngươi có thể kém chút ý tứ. Thiên Linh đạo nhân thấy Tuyết Cơ tiến lên, vui mừng không sợ, liếm khóe miệng một cái, gãy một cánh tay thân thể chút nào không làm dừng lại, đạp không tới. Tuyết Cơ vậy không sợ hãi chút nào, quanh thân phun trào ra một cổ cực kỳ kinh khủng đạo vận. Thật động tới tay nhưng là liền Diệp Thần đều có chút kinh ngạc, nàng công pháp vô cùng là đặc biệt, bước chân nhẹ nhàng lại khí thế đang không ngừng leo lên. Giơ tay lên lúc đó, không gian từng cơn vặn vẹo, đại lộ hoa hình thức ban đầu như ẩn như hiện, hiện ra hư không. Con bé này lại có như vậy chiến lực. Phải biết, ban đầu cùng tự mình ra tay cũng không từng dẫn động như vậy dị tưởng. Xem ra cái này cái gọi là Thiên Linh Tông quả thật không đơn giản. Diệp Thần nhìn khí tức quanh người càng ngày càng nghiêm trọng Tuyết Cơ, lẩm bẩm nói. Rắc rắc, cách đó không xa từng ngọn đỉnh núi không chịu nổi như vậy ưu việt uy áp mà rối rít vỡ nát. Thiên Linh đạo nhân lấy thuần túy nhất thân xác chống cự đại lộ hoa ăn mòn chém, chỉ là để lại mấy đạo nhàn nhạt vệt trắng. Đủ để xé ra hư không lực lượng kinh khủng, lại không phá nổi một cổ thi thể phòng ngự. Tuyết Cơ không khỏi được cau mày, nhìn Thiên Linh đạo nhân tay cụt. Nàng không khỏi theo bản năng con mắt liếc mắt một cái Diệp Thần. Mới vừa rồi cái này bách gia cảnh là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn so với ta còn mạnh hơn? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tuyết Cơ tay áo vung tay lên, rút ra một chuôi toàn thân ngân bạch thần kiếm, tản ra năm màu ánh sáng, kiếm phong chỗ đổ ánh xuyên lưu dâng trào. Ồ, vẫn còn có cái này cùng cổ vật tích chữ đời. Thiên Linh đạo nhân chặc chặc thở dài, không khinh thường nữa, bày trận mà đợi. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng giống như là một người. Chẳng lẽ trong đó cũng có mạnh mẽ kiếm linh? Không đúng, lấy kiếm thân thể nuôi người hồn. Liền liền Diệp Thần đều là sửng sốt một chút, Tuyết Cơ tay trung thần kiếm nhìn như vô cùng lại mạnh mẽ, nhưng lại cũng không phải là như vậy, càng giống như là một cái. Đồ đựng, oanh, Thiên Linh đạo nhân chủ động ra tay, gầy nhom tái nhợt một trường thẳng lộ ra, biến dạng không gian một sát. Kích động lên bụi bẩm hóa thành càn khôn một chỉ điểm ra. Diệt. Tuyết Cơ hơi có vẻ non nớt trên gương mặt hiện ra một chút kiên nghị, vậy không thuộc về nàng tuổi này đoạn ý chí võ đạo cùng kinh nghiệm chiến đấu hiện ra hết, nàng khẽ giơ lên cánh tay ngọc, huy động mỏng nhỏ lưỡi kiếm, nhô lên sáng mờ. Đinh. Một kiếm đem Thiên Linh đạo nhân bụi bẩm chỉ một cái đánh tan. Tái nhợt bàn tay lên tiếng đáp lại tới, nhưng lại là tựa như xa cuối chân trời. Tuyết Cơ tiếp liền đếm đạo kiếm mang quơ múa ra, thẳng xông lên trời cao. Oanh! Cả tòa thế giới dưới đất bên trong, một hồi đất rung núi chuyển, hư không sụp đổ, màn trời quân nứt ra, từng đạo mảnh vỡ tuột xuống chân trời, mười sắc huyến mục. Mà vậy đồ sộ bất động trắng bệch bàn tay, nhưng là tựa hồ cách dòng sông thời gian dài nhìn nhau, núi lở cũng không biến sắc, lấy đại thần thông đem tự thân sáp nhập vào mảnh thế giới này bên trong. Tại sao? Tên này từ vừa mới bắt đầu chính là lấy Thiên Linh đạo nhân thân xác chống đỡ. Rõ ràng một cái hưu quạnh thây khô, không cách nào bùng nổ bất kỳ chiến lực, thậm chí liền bảo thuật đều không thể thi triển. Nó đang trì hoãn thời gian. Diệp Thần ý thức được sự việc có nhiều chỗ không đúng, chợt hướng về phía Tuyết Cơ chào hỏi. Chú ý cái này, nó cố ý trì hoãn thời gian. Cho dù là thấy Tuyết Cơ động dùng thủ đoạn, không tiếc lấy thân dò xét vậy không đánh trả. Trời pháp, xuyên vạn vật.
Tuyết Cơ hét lớn một tiếng, nguyên bản Hà Thụy 10 sắc kiếm mang hợp nhất, một cổ bạo ngược hơi thở đập vào mặt, đây là một loại vô cùng là cổ xưa thuật pháp, chính là Thiên Linh Tông bí truyền. Thậm chí Diệp Thần phát hiện thuật này pháp và 9 tầng trời thần thuật có hiệu quả hay như nhau, chẳng lẽ và Hồng Quân lão tổ có chút liên quan. Oanh! Cả tòa bao trùm ở khung vũ xuống chu vi trăm trượng không gian đều là ở dưới một kiếm này bể thành mấy chục ngàn khối mảnh vỡ. Lực lượng thật là bá đạo. Cách đó không xa Diệp Thần thấy vậy, lợi dụng trần bia cản trở mấy phần, lẩm bẩm nói. Ngay lập tức, Thiên Linh đạo nhân tái nhợt bàn tay cùng theo không gian bị vặn thành cho tẫn, hắn nhưng đối với lần này không thèm để ý chút nào, biểu tình trên mặt bình tĩnh, không có chút nào thần tình thống khổ. Thì ra là như vậy. Bé gái, ta nói đã nhiều năm như vậy, vì sao một mực không cửa, hì hì, may mà ngươi đối với Ngọc Bích. Hoành dày thanh âm vang lên, mất hai cánh tay Thiên Linh đạo nhân thân hình ầm ầm ngã xuống, động một cái không nhúc nhích. Tự tìm cái chết. Tuyết Cơ thần sắc run lên, phong tỏa đạo thanh âm kia khí cơ, thần kiếm giơ tay lên lên, thẳng hướng sau lưng cách đó không xa một nơi không gian đâm tới. Ca, hư không giống như là một mặt tấm gương vậy ầm ầm vỡ vụn. Ở đó không gian một đầu khác, là một cái đáng sợ cự thú, dữ tợn khuôn mặt nhìn nàng cùng Diệp Thần. Giống tê giác, nhưng là dài hai cây vô cùng răng nanh sắc bén, trên đó mơ hồ hơi thở kẹp theo sấm sét đang lấp lánh, không có tường tận ngũ quan, gương mặt bên trên chỉ có một cái miệng khổng lồ, toàn thân xanh thấm có chừng trăm trượng cao. Không không hung thú, minh linh hư không thú. Diệp Thần ánh mắt ngay tức thì đông lại một cái, vật này hắn nghe Nhâm Tiền Bối nhắc qua. Ở không không lúc nào không cái này hung thú không tính là rất mạnh, nhưng vô cùng phong phú trí khôn, rất dễ dàng ở rất nhiều trong trận doanh còn sống. Vốn cho là trong cuộc sống thực tế khó mà thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể ở cái này thí thần địa ngục dưới đất chỗ sâu nhưng là thấy. Xem tới nơi đây quả nhiên bị không không ăn mòn. Làm nửa ngày không dám gặp người, nguyên lai là một đầu không không thời không hèn mọn nghiệt xúc. Tuyết Cơ tựa hồ vậy nhận ra trước mắt cự thú thân phận. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loài người hèn mọn, cũng dám cầm bổn tọa tôn quý linh tộc huyết mạch cùng những cái kia đê tiện yêu thú như nhau, tự tìm cái chết. Nó chữ bên trong hành gian, tiết lộ ra cao quý cùng cao ngạo, đây là một đầu đến từ không không, chảy xuôi lực lượng thần bí huyết mạch, không cho khinh nhờn. Cố nhiên ở không không rất hèn mọn, nhưng trong cuộc sống thực tế tất nhiên là giống như thần tồn tại. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Tuyết Cơ lạnh giọng tiệm khởi. Đối hắn sư tôn bất kính, đối Thiên Linh Tông bất kính, nàng nổi lên sát tâm. Kiếm tiếng ông minh sơ lộ mũi nhọn, trời cùng đất đã là lên tiếng đáp lại vỡ nát ra, kinh khủng này một kiếm sắp đến mơ hồ. Mặc dù xa không đạt tới Trảm Thiên Cửu kiếm sát tâm vô ngân, nhưng vậy coi là trên trong kiếm phách ý, cái này Tuyết Cơ thực lực và mình vậy, không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Chỉ như vậy mà thôi. Giãn nứt thiên địa một kiếm có thể xuyên thủng vạn vật. Liền như vậy vẫn diệt vạn linh một kiếm, lại rơi vào khoảng không. Vậy trăm trượng cự thú ở dưới con mắt mọi người, thẳng biến mất không thấy. Một chút không gian ba động đều không từng tung lên, phảng phất từ không xuất hiện qua. Không không thế giới tồn tại, là thì không cách nào nói rõ, không thể đoán tồn tại, loài người hèn mọn, bằng các ngươi miểu thủ đoạn nhỏ, căn bản không cách nào dung chuyển ta. Minh linh hư không thú vẫn là một bộ cô tư thái cao. Ở mảnh thiên địa này tới giữa, coi rẻ vạn vật, nó chính là nói. Tuyết Cơ đem thần kiếm ném không, đứng chắp tay, trước mắt thần kiếm hóa thành một đoàn sáng ngời lửa mang, theo thiếu nữ ra lệnh một tiếng, tán làm vạn đạo kiếm trận. Mỗi một kiếm đều là thiêu đốt nóng rực ánh lửa, vặn vẹo không gian, vô cùng kinh khủng. Cháy huyết khí. Phía dưới Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được cau mày, cái này cùng chiến pháp trừ phi cùng đồ mạt lộ, nếu không vô cùng hậu hoạn. Không đúng, là thanh kiếm kia lực lượng. Muốn lấy kiếm ý, phát động mạnh hơn đánh giết, đem cả tòa không gian cũng cùng vặn tán sao. Rất nhanh, hắn chính là phát giác khác thường, Tuyết Cơ bản thân hơi thở 10 phần ổn định. Mà kinh khủng kia chập chờn còn đang không ngừng ngưng tụ, quanh thân của nàng cũng bị ánh sáng nóng rực bao phủ. Khặc khặc, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Trong hư không, một hồi châm chọc tiếng truyền ra. Minh linh hư không thú đối với Tuyết Cơ thủ đoạn, khịt mũi coi thường. Rắc rắc, màn trời nứt ra một chút khe hở, vạn kiếm trỗi lên, giống như là rời cung đại cung vậy kích động ra.
Tuyết Cơ rõ ràng cái này Minh Linh hư không thú có thể tự do thao túng không gian mà đi, vô cùng là xảo quyệt, nàng dự định đem cả tòa thế giới dưới đất không gian cũng toàn bộ vặn tán hủy diệt. Cùng trong chốc lát, Diệp Thần dưới chân không gian đều là sụp đổ, bên tai ông minh tiếng không ngừng, đó là thế giới mất vào tay giặc khúc nhạc dạo. Cái này không khác biệt khủng bố nhất kích, liền Diệp Thần cũng không thể không vận dụng trần bia phòng ngự. Chập chờn linh thảo nghiêng ỉ liền phân nửa, ngay tức thì tán thành mười mấy đạo mạt vụn, chọc trời cổ thụ không gặp lay động, liền vỏ cây đều là trong phút chốc tan thành mây khói. Phương xa liên miên cụm núi lần trước dây nguy nga cao vút, một giây kế tiếp chính là lâm vào là phấn vụn. Nguyên bản trời mờ tối không đều là bị vẫn diệt, hóa là đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Hết thảy đều ở đây biến mất, trở thành cướp xám. Mấy hơi thở sau đó, nơi này hóa là một phiến mông lung, tựa như trở lại thiên địa mới bắt đầu, chưa từng khai hóa tình cảnh. Một kiếm oai. Diệp Thần hoàn toàn bị rung động đến, cái này Tuyết Cơ liền vô lượng cảnh cũng không bước vào lại có thể làm được như vậy lực tàn phá kinh khủng, không hổ mới có thể có sức lực tới nơi này. Tại không gian mông lung chỗ sâu, tiếp liền truyền ra mấy tiếng giòn vang, ùn ùn kéo đến kiếm mang tựa hồ chém vào thứ gì bên trên. Vô dụng công kích. Cự thú hét lớn một tiếng. Ở nơi này chỗ cuối, Minh Linh hư không thú toàn thân xanh thẫm to lớn trên thân thể, bất quá chấm thiển sắc phết kiếm, sâu nhất cũng không quá tiếng chuông phá vỡ một xích da thịt, rỉ ra chấm đỏ thẫm. Không khác biệt công kích vốn là không cách nào tinh chuẩn toàn bộ chúng mục tiêu, phân tán ra kiếm mang đối Minh Linh hư không thú tạo thành tổn thương vậy liền không có trong tưởng tượng như vậy biến thái. Răng nanh sắc bén một cây đỏ thắm, một cây tối đen, nó trong lòng xuất hiện vẻ sát cơ. Linh nha sâu hồn. Trong nháy mắt, Minh Linh hư không thú không do dự nữa, miệng to như chậu máu bên trong bắn nhanh ra một cây răng nanh sắc bén, kinh người sát khí sóng lớn vỗ vào bờ cuốn lên thiên tầng lãng. Tối đen ánh sáng nhạt chớp mắt rồi biến mất, ở nơi này mông lung bên trong không gian ngang qua mà qua, nơi cướp chỗ, hết thảy hai nửa. Tuyết Cơ. Diệp Thần kinh hô thành tiếng, vậy răng nanh nhắm chính xác phương vị, chính là Tuyết Cơ mịn màng cổ. Mau đến mức tận cùng vi mang chỉ là trước mắt sáng lên, Tuyết Cơ đã không kịp rút người ra né tránh, vậy đủ để phá khai thiên địa lực lượng kinh khủng, cần phải lấy nàng gáy trên đầu người. Suy.